sống lâu, cũng không nhất định thì càng cường đại. Béo cầu đại lão ngồi ở trên vương tọa, nói, coi như bất diệt chi chủ là từ thái cổ liền đản sinh tồn tại, nhưng là hắn từ thái cổ liền rơi vào trạng thái ngủ say. Ngươi cảm giác, hắn sẽ mạnh hơn ta. Đang khi nói chuyện, hai thanh cửu u tà năng tạo thành cự kiếm, trực tiếp xâm nhập đến bất diệt chi chủ ngủ say chi địa. Cửu u tà năng tạo thành cự kiếm bắt đầu điên cuồng hấp thu năng lượng trong thiên địa. Bất kể là năng lượng gì, toàn bộ bị cửu u tà năng thôn phệ, hấp thu, hóa thành cự kiếm một bộ phận. Đảo mắt thời gian, hai thanh cửu u tà năng cự kiếm thể tích từ mấy chục mét tăng tới trăm mét, ngàn mét, vạn mét chi cự. Bất diệt chi chủ bên người ma niệm, điên cuồng hướng phía cự kiếm tấn công mà tới. Nhưng liền ngay cả bọn chúng, cũng bị cửu u tà năng cự kiếm hấp thu thôn phệ, cự kiếm thể tích biến càng khủng bố hơn. Năm cái hô hấp về sau, trong hư không tất cả năng lượng, toàn bộ bị thôn phệ trống không. Đi, béo cầu đại lão nói khẽ. Ngủ say bất diệt chi chủ, bất quá là cái bia ngắm. Sở dĩ, béo cầu đại lão có thể tùy tâm sở dục thi triển loại này cần thời gian dài tụ lực phương thức công kích. Oanh oanh! Hai thanh cự kiếm vào đầu chém về phía bất diệt chi chủ. Vạn mét cự kiếm, đối với bất diệt chi chủ thể tích khổng lồ kia tới nói, vẫn như cũ không tính là gì. Nhưng là, cái này hai kiếm phương thức công kích, không phải đơn thuần chạm kích đơn giản như vậy. Gần vạn mét cự kiếm phá tan rồi bất diệt chi chủ thân thể bên trên phòng ngự, chạm tại hắn nhục thân bên trên, tề chui mà vào. Sau đó, cự kiếm bắt đầu tham lam rút ra bất diệt chi chủ lực lượng, tiếp tục lớn mạnh chính mình thân kiếm. Tựa như con muỗi hút máu đồng dạng. Nhưng cái này hai thanh kiếm uy lực, so con muỗi còn đáng sợ hơn quá nhiều. Chỉ cần thoáng cho chúng nó một chút thời gian, bọn chúng sẽ cắm rễ tại bất diệt chi chủ thể nội, sau đó nổ tung lên. Dù cho chịu đến công kích như vậy cũng sẽ không thức tỉnh, ta đều bắt đầu hoài nghi, bất diệt chi chủ lại là như thế nào sống đến bây giờ. Béo cầu nhìn qua Tống Thư Hàng, chậm rãi nói, nhìn, đây chính là ngươi ỷ lại chỗ dựa. Trên thực tế, hắn cái gì đều không làm được, tự thân khó đảm bảo. Tống Thư Hàng cố gắng để cho mình bày ra mặt không biểu tình thần sắc. Đúng, chính là như vậy. Đối hắn, tốt nhất bất diệt chi chủ có thể đứng lên, xoay người tới cùng béo cầu đại lão đánh một chầu. Bất diệt chi chủ cũng không phải Tống Thư Hàng chỗ dựa. Thậm chí bất diệt chi chủ ma niệm còn từng đối qua hắn, giữa bọn hắn thế nhưng là kết quả oán. Tống Thư Hàng biết mình mặt thẳng, sở dĩ hắn tranh thủ sụ mặt. Tuyệt đối không thể để cho béo cầu từ trên mặt hắn nhìn ra nội tâm của hắn ý nghĩ. Oanh oanh! Cái này lúc, hai tiếng đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh vang lên. Bạo tạc sóng xung kích, thông qua không gian thông đạo, một mực từ bất diệt chi chủ ngủ say chi địa trùng kích đến Tống Thư Hàng cùng béo cầu đại lão vị trí. Hai thanh cửu u tà năng cự kiếm hấp thu đầy đủ năng lượng về sau, nổ tung lên. Ngủ say bất diệt chi chủ trên thân thể bị tạc ra hai cái sâu không thấy đáy lỗ thủng. Quấn quanh tại hắn bên người tất cả ma niệm toàn bộ bị quét sạch sành xanh. Nhưng cho dù là dạng này, bất diệt chi chủ vẫn không có thanh tỉnh dáng vẻ. Mà lại, phi thường quỷ dị chính là, trên người nó cái kia hai cái sâu không thấy đáy lỗ thủng trong vết thương, không có một tia máu tươi. Béo cầu đại lão đại chiêu không có thu đến hiệu quả, cảm giác bị rơi xuống mặt mũi. Thì ra là thế, cái này thân thể khổng lồ kỳ thật chính là một tầng phòng ngự à. Béo cầu đại lão chậm rãi nói. Tháng năm dài đằng đẵng bên trong, bất diệt chi chủ ma niệm cùng lực lượng, không ngừng tại trên thân thể tích lũy. Cuối cùng tạo thành cái này như là đại hành tinh thân thể cao lớn. Nhưng là liền xem như dày nữa phòng ngự, cũng sẽ có bị đánh xuyên thời điểm. Mặt khác. Béo cầu đại lão đột nhiên nghĩ đến một cái tốt hơn chủ ý, hắn muốn đem bất diệt chi chủ toàn bộ thân thể đều đem đến cửu u thế giới tới. Tại cửu u thế giới bên trong, hắn mới có thể phát huy ra bản thân công kích chân chính lực, có thể càng nhanh đem bất diệt chi chủ bên người phòng ngự tan rã. Hắn cảm giác bất diệt chi chủ hẳn là sẽ là cái rất không tệ vật thí nghiệm. Béo cầu đại lão bắt đầu đem lực lượng của mình kéo dài đến bất diệt chi chủ ngủ say chi địa. Lực lượng của nó xuất hiện tại bất diệt chi chủ trên thân thể phương, ngưng tụ ra từng cây sắt thép trụ. Những thứ này cửu u tà năng biến thành sắt thép trụ chống ra, khung ra một cái tràn đầy khoa huyễn sắt thái môn. Môn bị xây dựng sau khi thành công, trong nháy mắt sinh ra khổng lồ hấp xả chi lực, dẫn dắt bất diệt chi chủ cái kia khổng lồ thân thể, một chút xíu xê dịch.
ngủ say thân thể bị xê dịch lúc, bất diệt chi chủ tiềm thức sốt cục làm ra phản kháng. Từ cái kia thân thể khổng lồ bên trong, phát ra một tiếng nặng nề gào thét. Nhất niệm thời khắc, từ thân thể nó chỉ có một đầu cự thú chui ra. Cái này đồng dạng là từ bất diệt chi chủ ý niệm sinh ra đồ vật, đây là từ bất diệt chi chủ sát niệm ngưng tụ mà thành quái vật. Cự thú đứng thẳng người lên, đầu sinh độc giác, tay cầm búa lớn, hung hăng chém về phía trên bầu trời cái kia môn, đối kháng trong môn sinh ra hấp xả chi lực. Đồng thời, Tống Thư Hàng trong đầu vang lên một cái đốt thanh âm. Đốt lạ lẫm hảo hữu bất diệt chi chủ hướng ngươi xin giúp đỡ. Phải chăng giúp hắn một tay, có hay không? Liền cùng lúc ấy cật qua tiền bối khi độ kiếp, đột nhiên muốn cùng hắn chia sẻ khi độ kiếp vui vẻ đồng dạng. Cùng hắn tại khi độ kiếp, hướng cô na nữ sĩ khởi xướng xin giúp đỡ là một cái công năng. Tống Thư Hàng mỉm cười, không chút do dự điểm không. Hai vị dùng ngón tay bóp chết hắn cũng chỉ hơi nghi ngờ cấn tay đại lão chiến đấu, nếu là hắn cuốn vào, không cẩn thận sẽ bị bóp chết. Tống Thư Hàng vừa điểm xong cự tuyệt, trong đầu liền lại vang lên một tiếng nốt thanh âm. Nốt lạ lẫm hảo hữu bất diệt chi chủ bắt đầu hướng ngươi viễn trình truyền công. Sau một khắc, thuộc về bất diệt chi chủ lực lượng, bắt đầu liên tục không ngừng rót vào Tống Thư Hàng thể nội những lực lượng này bên trong, mang theo bất diệt chi chủ ấn ký. Kéo đen, Tống Thư Hàng quả nhiên nói. Lần trước tại Đối Hà Chỉ Ma Đế lúc, mã Kiêu A Kim Đan cấu đồ đã khai phát ra sổ đen công năng. Theo Tống Thư Hàng mệnh lệnh, bất diệt chi chủ bị từ lạ lẫm hảo hữu liệt biểu chuyển rời đến sổ đen bên trong, thành kế Hà Chỉ Ma Đế về sau, sổ đen thượng vị thứ hai đại lão. Tích bất diệt chi chủ đã bị kéo vào sổ đen. Cái tin tức này, đồng dạng tại bất diệt chi chủ ý thức bên trong vang lên. Bất diệt chi chủ truyền công, bị đánh gãy. Ha ha, hiện tại ta nhìn ngươi còn thế nào tao thao tác. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Chính nghĩ như vậy thời điểm, trước đó bất diệt chi chủ viễn trình truyền công tới được cái kia một chút lực lượng, dung nhập vào Tống Thư Hàng sau lưng chấp niệm bóng tối trong lỗ đen. Tống Thư Hàng thân thể tiến lên trước một bước. Một bước này đạp xuống, không gian ngưng kết. Béo cầu đại lão ngồi cao tại trên vương tọa, bình tĩnh nhìn qua Tống Thư Hàng hắn đang chờ Tống Thư Hàng động thủ. Luân hồi hủy diệt, Tống Thư Hàng hai tay vỗ tay, toàn thân chấp niệm bóng tối chi lực bất diệt chi chủ viễn trình truyền tới năng lượng, kết hợp với nhau, thi triển ra bất diệt chi chủ đắc ý kỹ năng công kích. Lại là bạo tẩu hình thức. Lần này là bất diệt chi chủ năng lượng. Chủ động câu dẫn lên chấp niệm bóng tối bạo tẩu. Đại lão nhóm tao thao tác thủ đoạn, từ trước tới giờ không mang giống nhau. Làm tốt, đồng thời, trong đầu, bạch tiền bối thanh âm vang lên. Không đúng, bạch tiền bối. Ta đây là thân bất do kỷ, trên người bất diệt chi chủ âm ảnh chấp niệm lại bạo tẩu. Bất diệt chi chủ tuyệt chiêu luân hồi hủy diệt, từ Tống Thư Hàng trong tay nổ tung, đánh phía béo cầu. Tống Thư Hàng trên người tất cả bất diệt chi chủ chi lực, hóa thành hai cái vòng xoáy, mỗi một cái vòng xoáy ở giữa đều ẩn giấu đi một cái vũ trụ. Một cái vũ trụ sinh cơ bừng bừng, một cái khác vũ trụ tử khí bừng bừng, cấu thành sinh tử luân hồi. Hai cái hoàn toàn khác biệt vũ trụ bị cưỡng ép áp xúc cùng một chỗ, luân hồi phá diệt, vạn vật tĩnh mịch, thời không sụp đổ. Đây là bất diệt chi chủ công kích mạnh nhất pháp thuật một trong. Cho dù là mượn Tống Thư Hàng trên người chấp niệm bóng tối chi lực thi triển đi ra, uy lực cũng không thể xem thường. Trên vương tọa béo cầu cũng vô pháp lại bảo trì tính tọa tư thế, hắn từ trên vương tọa đứng lên. Sau lưng nó, cửu u lực lượng bị điều động. Nơi này là cửu u thế giới thông đạo, ta dựa lưng vào cả cái cửu u thế giới. Béo cầu đại lão vung tay lên một cái, vô cùng to lớn cửu u lực lượng, tại hắn trước người huyễn hóa ra một cái lỗ đen tới. Bốn phía hết thảy tất cả, đều bị lỗ đen thôn phệ hấp thu. Trước đó bị hắn triệu hoán đi ra tinh nhuệ cửu u tà ma, toàn bộ tránh lui, thối lui đến vương tọa về sau nếu không, liền bọn chúng cũng sẽ bị hút vào đến cái lỗ đen này bên trong. Luân hồi hủy diệt cùng cái này lỗ đen chính thức tiếp xúc. Phanh! Luân hồi hủy diệt lực lượng đụng vào lỗ đen lúc, hơn phân nửa lực lượng bị trực tiếp thôn phệ hấp thu. Nhưng một nửa khác lực lượng lại chủ động nổ tung lên. Nổ tung lên lực lượng, toàn bộ hướng về phía béo cầu bên trên không gian mà đi. Béo cầu đại lão bên cạnh thân không gian thông đạo toàn bộ bị phá hủy, sụp đổ. Nguyên bản cùng bất diệt chi chủ ngủ say chi địa kết nối thông đạo, toàn bộ cắt ra.
béo lão kéo dài đến bất diệt chi chủ ngủ say chi địa lực lượng, cũng bị cắt đứt. Nương luân hồi hủy diệt bạo tạc uy lực biến mất, sụp đổ không gian sóng xung kích lắng lại về sau, béo cầu trước tiên một lần nữa kết nối bất diệt chi chủ ngủ say chi địa, ý đồ một lần nữa đem bất diệt chi chủ móc ra. Nhưng khi hắn cùng mình lưu tại bất diệt chi chủ ngủ say chi địa lực lượng một lần nữa kết nối lúc, lại phát hiện lực lượng của mình bị chuyển rời đến một cái xa lạ vũ trụ tinh không. Bất diệt chi chủ cùng nó ngủ say chi địa, đều biến mất không thấy. Bị chạy thoát rồi. Bất diệt chi chủ cùng hắn ngủ say chi địa, cũng không phải là một cái cố định thế giới không gian. Tại gây ra hỗn loạn về sau, hắn tựa như ốc sên đồng dạng, liền mang thân thể cả nhà đều rời đi. Béo cầu đại lão không cam tâm, ý đồ tìm kiếm bất diệt chi chủ chạy trốn dấu vết. Nhưng bất diệt chi chủ không có để lại một chút dấu vết. Béo cầu đại lão muốn bắt bất diệt chi chủ kế hoạch phá sản. Hắn chỉ có tiếc nuối đem lực lượng của mình thu về. Sau đó, ánh mắt của nó chuyển rời đến trước mặt bá tống huyền thánh trên người. Bá tống huyền thánh trên người cái kia bất diệt chi chủ lực lượng, cũng biến mất không thấy gì nữa, tất cả lực lượng đều dùng đến thi triển vừa rồi luân hồi hủy diệt. Hiện tại bá tống huyền thánh là lõa trang trạng thái. Béo cầu đại lão quái tiếu cỗ này ẩn chứa bất hủ chi cốt hóa thân, để nó rốt cục có thể làm ra một số tỉ như cười quái dị, nhè răng cười loại hình động tác, không cần lại dùng tay giải thích nụ cười của mình phương thức. Điều này cũng làm cho hắn càng thêm kiên định chính mình suy đoán. Chỉ cần phân tích ra khối này bất hủ chi cốt cấu thành, nói không chừng tương lai, hắn cũng có thể giống bạch gia hỏa kia đồng dạng, tại cửu u thế giới vĩnh cửu chiếm lấy một cái cửu u chúa tể danh ngạch. Đến lúc đó, coi như bản thể đã xuất ngũ, hắn cũng có thể tiếp tục tồn tại. Lần sau tân nhiệm cửu u chúa tể tiền nhiệm lúc, liền sẽ kinh ngạc phát hiện, cửu u thế giới còn có hai cái nguyên cửu u chúa tể. Phía dưới, Tống Thư Hàng một mặt thân mật đối với béo cầu đại lão phất phất tay, béo cầu đại lão, nơi này giống như cũng không có ta chuyện gì, chúng ta gặp lại đi. Béo cầu đại lão, ha ha. Tống Thư Hàng vỗ vỗ cái mông, sau đó ngay trước béo cầu đại lão trước mặt, triệu hồi ra ô tặc bạo quân song đao. Hắn một cước giẫm một thanh bảo đao, hai chân dạng thẳng chân ra, siêu một chút, liền bắt đầu hướng phía cửu u thông đạo một chỗ khác chạy tới. Trang xong bước liền chạy, quá kích thích. Người cảm giác bản thân chạy sao? Béo cầu đại lão nói. Hắn vung tay lên một cái, nguyên bản bị hắn triệu hoán đi ra đám kia tinh anh cửu u tà ma, đuổi theo Tống Thư Hàng mà đi. Đồng thời, hắn chỉ một ngón tay, liền đem Tống Thư Hàng đường cho chắn. Cửu u thông đạo, vốn chính là hắn mở ra. Mở ra hoặc quan bế, chỉ là hắn một niệm bên trong sự. Không tốt, muốn bị đuổi kịp. Tâm ma xích tiêu kiếm treo ở Tống Thư Hàng sau thắt lưng, kêu lên. Công đức xà mỹ nhân, người con sâu nhỏ này bóp thật là có điểm cấn tay. Đừng nói chuyện, sẽ phân tán ta lực chú ý. Tống Thư Hàng kêu lên. Đang khi nói chuyện, đám kia tinh nhuệ cửu u tà ma, đã vọt tới Tống Thư Hàng phía sau. Phía trước nhất một đầu người sói hình thái tà ma móng vuốt sắc bén, sắp bắt được Tống Thư Hàng trên lưng. Liền xem như bá nho huyền ma. Bị hắn một chảo đánh trúng phần lưng, cũng tuyệt đối không dễ chịu. Chỉ cần cho bá nho huyền ma đến thượng một chảo, đem hắn ngăn chặn, đằng sau cuồn cuộn không dứt cửu u tà ma liền có thể đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Hắn đã có thể giống nhau ra bá nho huyền ma bị bọn chúng vây công tràng diện. Nhưng ngay tại người sói tà ma móng vuốt, sắp đánh trúng mục tiêu thời điểm. Từ Tống Thư Hàng phía sau hiển hiện một cái hư ảo thân ảnh. Thân ảnh kia, có được uy nghiêm vô thượng. Hắn là cửu u thế giới chúa tể giả, tất cả cửu u sinh vật, tuyệt đối thần phục với ý chí của hắn phía dưới. Coi như người sói tà ma là béo cầu thủ hạ, nhưng đối mặt một vị khác cửu u chúa tể lúc, hắn đồng dạng không cách nào phản kháng. Cửu u sinh vật, vĩnh viễn không có cách nào hướng một vị cửu u chúa tể huy động móng vuốt. Thậm chí thẳng đứng hướng lên trời thổ nước bọt ngược lại sẽ rơi xuống trên người mình đồng dạng, nếu thật công kích được một vị cửu u chúa tể. Thụ thương sẽ chỉ là tà ma tự thân. Người sói tà ma công kích, cưỡng ép phanh lại, ngừng lại. Thân thể của nó lập tức bị rút khô khí lực, ngã xuống đất. Không chỉ có là hắn bên người cái kia một đám truy kích Tống Thư Hàng cửu u tà ma, một cái tiếp một cái ngã xuống đất. Bạch, béo cầu đại lão cả giận nói. Hắn liền biết, bá Tống lúc đi ra, Bạch liền nhất định sẽ giấu ở chỗ tối hố hắn. Trước đó,
hắn không có phát giác được Bạch tồn tại, không nghĩ tới hắn vậy mà lại giấu ở bá tống trên thân. Đơn giản không có chút nào muốn cửu u chúa tể mặt mũi. Đường đường một vị cửu u chúa tể, lại nhưng nhập thân vào một cái nhân loại phía sau, đây quả thực cho tất cả cửu u chúa tể bôi đen. Nhưng là hôm nay, người mơ tưởng bảo vệ bá tống. Béo cầu đại lão vỗ tay phát ra tiếng. Ba. Chính dạng thẳng chân bay lên tống thư hàng, thân thể xuyên qua rồi tầng một không gian. Sau một khắc, tống thư hàng trực tiếp xuất hiện ở béo cầu đại lão trước mặt. Không gian thông đạo này là béo cầu đại lão chế tạo ra, hắn không chỉ có thể phủ kín không gian thông đạo, càng là có thể tâm niệm vừa động, liền đem không gian thông đạo đảo ngược. Lần này xem ngươi chạy trốn nơi đâu, béo cầu đại lão nói. Hắn đưa tay, bóp lấy tống thư hàng cổ, đem hắn sâu bóp. Cái này cấn tay côn trùng, hôm nay hắn liền muốn đem hắn triệt để bóp chết, không còn cho hắn cơ hội. Tống thư hàng nhìn lấy cổ của mình bị béo cầu đại lão bóp lấy, nhìn mình tại béo cầu đại lão trong tay vô lực bộ dáng. Một màn này, giống như đã từng quen biết. Chẳng qua lần trước hắn bị bắt yêu nhân trường sinh giả sâu bóp thời điểm, có bất diệt chi chủ kỹ năng tử vong tuyên cáo tại, không chỉ có không có bị bóp chết, còn có thể làm đến phản sát. Mà lần này, bất diệt chi chủ lực lượng đã toàn bộ biến mất. Tử vong tuyên cáo không có bất diệt chi chủ lực lượng, tự nhiên không cách nào thi triển. Tống thư hàng liền lấy bên thứ ba góc độ, phảng phất linh hồn xuất khiếu đồng dạng, nhìn mình bị béo cầu đại lão sâu bóp. An tĩnh lại một lần thể nghiệm lấy tử vong tiến đến. Cảm giác thế nào, Bạch tiền bối thanh âm tại trong đầu hắn vang lên. Khó chịu, Tống thư hàng bi thương nói. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói quen thuộc. Bạch tiền bối nói, Tống thư hàng, duy chỉ có chết chuyện này, không cách nào chân chính quen thuộc. Còn nữa, ta cũng không phải run M.A. Đang khi nói chuyện, ý thức của hắn trở nên hoảng hốt. Ở trong cơ thể hắn, cái viên kia long phù chuyển sinh phù văn, bắt đầu vận hành. Từ Hắc Long thế giới lấy được đặc thù phục sinh phương thức long phù chuyển sinh, đây là phi thường chân quý phục sinh thủ đoạn, liền ngay cả Hắc Long thế giới ra ngoài sông sáu cửu phẩm pháp sư cũng có thể sử dụng. Duy nhất tác dụng phụ chính là tại Hắc Long thế giới phục sinh về sau, cảnh giới sẽ rơi xuống, nghiêm trọng liền ký ức cũng sẽ tổn thương. Bất quá, lúc này Tống Thư Hàng thể nội long phù chuyển sinh phù văn, cũng không có mở ra phục sinh công năng. Cái phù văn này, tại dần dần biến càng thêm hoàn thiện. Là tới từ bất diệt chi chủ tri thức cùng tin tức, để nó phát sinh cải biến. Tại Tống Thư Hàng kéo đen bất diệt chi chủ trước đó. Bất diệt chi chủ hướng hắn viễn trình truyền tống một đợt mang theo cá nhân ấn ký lực lượng. Cái này đợt năng lượng bên trong mang theo một số tin tức, bị Tống Thư Hàng thân thể giữ lại xuống dưới, dung nhập vào cái này long phù chuyển sinh phù văn bên trong. Tống Thư Hàng thân thể, phảng phất có ngỗng qua nhổ lông đặc thù. Bất kể là thứ gì, xâm nhập thân thể của hắn về sau, kiểu gì cũng sẽ bị lưu lại một ít đồ. Tiếc nuối là, lúc ấy hắn kéo đèn bất diệt chi chủ động tác quá nhanh. Bất diệt chi chủ lực lượng chỉ truyền đưa một phần nhỏ, nguyên vật liệu số lượng không đủ, Tống Thư Hàng từ đó lấy được tri thức, tin tức số lượng cũng không nhiều. Long phù chuyển sinh phù văn, tại hoàn thiện một bộ phận về sau, liền đình chỉ bù đắp tiến trình. Đáng tiếc, sớm biết chẳng phải mau đem bất diệt chi chủ kéo đen, để hắn thoáng nhiều truyền tống một số năng lượng tới. Nói không chừng trực tiếp có thể làm cho long phù chuyển sinh phù văn tiến hóa cái gì. Tống Thư Hàng cũng không có quá lớn yêu cầu nếu là long phù chuyển sinh tiến hóa về sau, phục sinh rơi cảnh giới lỗ thủng có thể bị bổ sung liền tốt nhất rồi. Tu sĩ cảnh giới, mỗi một bước nhỏ đều là dùng huyết lệ mồ hôi cùng thời gian dài rằng giặc đổi lấy, rơi cảnh giới là nhất làm cho nhân tâm đau sự. Nếu không, đem bất diệt chi chủ từ sổ đen bên trong lôi ra đến, có lẽ về sau còn có cơ hội từ trên người hắn đạt được càng nhiều tin tức hơn. Tống Thư Hàng trong lòng đột nhiên hiển hiện một cái to gan ý nghĩ. Bất diệt chi chủ ngủ say chi địa. Đốt bá Tống Huyền Thánh hy vọng đem ngươi từ sổ đen bên trong gỡ ra, quay lại lạ lẫm hảo hữu liệt biểu, có đồng ý hay không? Có hay không? Ngủ say bên trong bất diệt chi chủ, thân hình không nhúc nhích tí nào. Bất quá, hắn vẫn là tại trong mộng làm lựa chọn. Lựa chọn của hắn là không. Đốt bất diệt chi chủ cự tuyệt từ sổ đen bên trong gỡ ra. Tống Thư Hàng trong đầu, hiển hiện như thế một cái nhắc nhở. Tống Thư Hàng. Hắn phát hiện, chính mình cái này kim đan mã QA công năng bên trong,
sổ đen là nhất hữu hảo một lựa chọn đối với bị kéo đen đối tượng tới nói. Tống Thư Hàng đem người kéo vào sổ đen thời điểm, sổ đen kết bạn nhắc nhở đối phương, bá Tống đã đem hắn kéo vào sổ đen. Tống Thư Hàng muốn đem người từ sổ đen bên trong rời về lúc đến, sổ đen lại còn sẽ trưng cầu đối phương ý kiến. Đến cùng ta là chủ nhân, vẫn là đối phương là chủ nhân A. Đem người từ sổ đen bên trong kéo trở về, vì cái gì còn cần đối phương quyết định. Tống Thư Hàng một trận lá gan đau nhức. Răng rắc. Một trận xương cốt bị bóp nát thanh âm, truyền vào Tống Thư Hàng trong tai. Tống Thư Hàng ý thức từ hoảng hốt trong trạng thái trở về. Hắn lần nữa lấy bên thứ ba thị giác, thấy được thân thể của mình. Béo cầu chúa tể không có thủ hạ lưu tình, trực tiếp chặt đứt cổ của hắn. Tống Thư Hàng hai chân một trận mãnh liệt đạp, liền tắt thở. Trên người hắn sinh mệnh khí tức, triệt để tiêu tán. Ô tặc bạo quân xong nhận, tâm ma xích tiêu kiếm toàn bộ rớt xuống đất, bị béo cầu lực lượng chân áp. Tại Tống Thư Hàng thi thể phía sau, cái kia bạch tiền bối hư ảnh hiển hiện, cái này hư ảnh đang cùng béo cầu chống lại lấy, nhưng bởi vì chỉ là hư ảnh quan hệ, hoàn toàn không phải béo cầu đối thủ. Tại hư ảnh thân phương, có không gian chi môn đang không ngừng mở ra, quan bế. Mơ hồ có thể nhìn thấy bạch tiền bối chân thân cùng béo cầu chân thân, đang dây dưa lấy. Là bạch tiền bối chân thân muốn chạy tới, nhưng lại bị béo cầu đại lão chân thân ngăn trở. Ván này là ngươi thua, bạch, béo cầu đại lão đối bạch hư ảnh nói, dứt lời hắn một hơi đem bạch hư ảnh đánh tan. Chỉ là một sợi lực lượng biến thành hư ảnh, sao có thể ngăn lại được hắn? Tống Thư Hàng, hắn cứ như vậy di rồi. Lại nói, loại này lấy phe thứ ba thị giác nhìn thấy mình bị bóp chết một màn, thật đúng là rất trải nghiệm mới mẻ. Nhìn thấy bản thân tử vong một màn lúc, Tống Thư Hàng phát hiện mình nội tâm lại nhưng 10 phần bình tĩnh. Cũng không phải là hắn đã không sợ tử vong, mà là trạng thái tinh thần của hắn, lại tiến vào một cái quen thuộc hình thức. Thánh nhân hình thức. Không vui không buồn, không giận không sợ, không có một tia tâm tình chập chờn. Là bạch tiền bối đang làm sự sao? Tống Thư Hàng trong lòng suy đoán nói. Dù sao ở đây bây giờ còn có gây sự năng lực. Cũng chỉ có bạch tiền bối. Hắn một mực ẩn núp, muốn hố béo cầu một thanh. Rất tốt, béo cầu nắm lấy Tống Thư Hàng thân thể, đưa tay đặt tại đầu hắn bên trên. Còn nhớ rõ lần trước, hắn đang học lấy Tống Thư Hàng trong đầu ký ức thời điểm, đọc đến phi thường đáng sợ nội dung. Một cái đầy mặt dán lên thánh quang gia hỏa, chỉ nói một câu, liền làm phân thân của nó ý thức bị phá hủy, phân thân bị xé nát. Đã mất đi đối vân tước tử cũng nhục thân quyền khống chế. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh, liền bất hủ chi cốt đều muốn bị đoạt lại đi. Sở dĩ lần này, béo cầu không còn mù quáng trực tiếp cưỡng ép đọc đến ký ức. Chỉ thấy trên bàn tay của nó, xuất hiện một cái khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần bao tay. Đây là béo cầu đại lão chuyên môn vì đọc đến Tống Thư Hàng ký ức mà nghiên cứu ra được pháp khí. Sử dụng cái này bao tay đến đọc đến ký ức. Một số trùng kích qua lớn ký ức hình ảnh, sẽ bị đánh lên thánh quang, giảm bớt đối tự thân ảnh hưởng. Cùng lần trước đồng dạng, cưỡng ép đọc đến Tống Thư Hàng ký ức thời điểm, một cái ngắn gọn, khoa học hình ảnh xuất hiện tại béo cầu đại lão trước mắt. Ổ C, ổ D, ổ E, ổ F, cùng một cái DVD ổ đĩa quang ổ G. Thậm chí còn có cái mạng lân cận cùng IEO biểu tượng. Có lần trước kinh nghiệm, béo cầu đại lão trực tiếp không để ý đến ổ E cùng ổ F. Điểm mở ổ D. Sau đó, hắn thấy được siêu thoát. Đối bất hủ cảnh giới tiến hành siêu thoát tin tức. Đây là vật gì? Vì cái gì bá Tống Huyền Thánh trong đầu sẽ có loại này thâm ảo đồ vật? Là bẫy dập. Nhưng là, béo cầu nhịn không được tiếp tục quan sát xuống dưới đối bất hủ cảnh giới tiến hành siêu thoát tin tức. Đối với nó loại này tồn tại, có không cách nào kháng cự dụ hoặc. Dù là biết rõ đây là bẫy dập, cũng sẽ không nhịn được nghĩ đi xem. Nhưng mà những tin tức này quá thâm ảo, càng xem hắn càng là không hiểu, càng xem càng cảm giác thâm ảo. Cuối cùng, ý thức của nó triệt để sa vào đến siêu thoát bất hủ trong tin tức. Loại này dính đến siêu thoát bất hủ thâm ảo tin tức, tự nhiên không phải Tống Thư Hàng đầu có thể chứa đồ vật. Nếu như trong đầu của hắn chứa loại này đẳng cấp tri thức, đã sớm giống bất diệt chi chủ như thế, vĩnh viễn ngủ say đi. Đây mới là bạch vì béo cầu chuẩn bị lễ vật bộ phận này siêu thoát bất hủ tin tức. Là thiên đạo bạch lưu tại cái kia đầu bị cắt chém đi làm thí nghiệm đùi bên trong đồ vật. Không được,
ta không thể nhìn tiếp nữa. Lúc này, béo cầu đại lão nội tâm đang điên cuồng giãy giụa. Hắn nội tâm vô cùng rõ ràng, nếu như mình lại chằm chằm vào bộ phận này siêu thoát bất hủ tin tức xem tiếp đi, hắn liền muốn trở thành cái thứ hai bất diệt chi chủ, lâm vào vĩnh cửu ngủ say bên trong. Nhưng là, hắn không cách nào khống chế bản thân. Bất kể là bất hủ chi thức, hoặc là siêu việt bất hủ tin tức, đối cửu u chúa tể cùng bước ra bản thân đạo trường sinh giả, đều có sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Tri thức để cho ta khoái hoạt học tập để cho ta thỏa mãn tri thức chính là ta sinh mệnh. Coi như có được lại kiên định đạo tâm cũng vô pháp triệt để miễn dịch dụ hoặc. Liên quan tới bất hủ tin tức, vốn chính là trường sinh giả nhóm cuối cùng truy cầu. Lại nhìn một chút, liền lại nhìn một chút, sau khi xem xong, ta liền không lại nhìn xem nội dung. Không được, phía dưới nội dung không thể nhìn đi xuống. Liền lại nhìn một điểm, lại nhìn một điểm là được, khi thấy chỗ mấu chốt. Không được, ta muốn khắc chế. À, thật là dễ nhìn. Ta tựa hồ có chút hiểu, để cho ta lại nhiều nhìn một phần nhỏ. Ta còn có thể kiên trì một hồi nữa. Béo cầu đại lão nội tâm, không ngừng tại lặp đi lặp lại. Hắn nội tâm thậm chí đã đoán ra đây là bạch bẫy dập. Lại hướng phía trước một bước, chính là vạn kiếp bất phục vách núi. Hiện tại hắn, ngay tại cái này bên bờ vực, một chút xíu thăm dò. Cuối cùng, hắn trượt chân, rơi vào cái này vực sâu vô tận. Hình người béo cầu đại lão hai tay, duy trì lấy một tay nắm lấy Tống Thư Hàng thân thể, một tay đặt tại trên đầu của hắn tư thế, không nhúc nhích. Lấy phe thứ ba thị giác chú ý đây hết thảy Tống Thư Hàng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hắn ước lượng có thể đoán ra béo cầu đại lão đang đọc đến trí nhớ của hắn. Bất quá đọc một chút, béo cầu đại lão làm sao lại trầm mặc đi xuống. Hắn bộ dáng bây giờ, tựa như là hãm sâu tại cọ sách trạng thái không cách nào tự kềm chế Tống Thư Hàng bản thân. Đến tột cùng trong đầu của chính mình có đồ vật gì, có thể làm cho béo cầu đại lão nhìn như thế say sưa ngon lành, không cách nào tự kềm chế. Đợi đã. Không phải là liên quan tới Nho Gia Thánh Nhân ký ức bị đọc đến đi. Tốt, làm xong, cái này lúc, Bạch Tiền Bối thanh âm, tại Tống Thư Hàng trong đầu vang lên. Sau một khắc, Tống Thư Hàng thân thể từ béo cầu trong tay tuột xuống. Cái kia bị cắt đứt đầu, trực tiếp từ trên thân thể chóc ra, lăn trên mặt đất hai vòng, nhìn đặc biệt kinh dị. Làm xong, béo cầu đại lão lại hai ruo chua chúng chiêu bị hố. Bạch Tiền Bối, ta chết đi sao? Tống Thư Hàng hỏi. Hắn có thể cảm giác đến Bạch Tiền Bối liền tại phụ cận, chỉ là không biết hắn ẩn thân tại nơi nào. Cái gì? Bạch Tiền Bối thanh âm vang lên chỉ thấy trên mặt đất, cái kia chóc ra đầu một trận biến hóa, chuyển biến thành Bạch Tiền Bối đầu. Ngươi rất muốn chết sao? Từ ngữ khí của ngươi bên trong làm sao nghe ra một loại không kịp chờ đợi muốn chết một lần cảm giác? Bạch Tiền Bối đầu ngẩng đầu nhìn về phía hư không, hiếu kỳ hỏi. Không có, Tống Thư Hàng lắc đầu liên tục. Sau đó hắn nhìn về phía mình không đầu thi thể. Đầu cũng bị mất, cũng còn không chết sao. Người bây giờ chỉ là ở vào một loại trạng thái chết giả, muốn lừa qua béo cầu, nhất định phải rất thật. Vì giờ khắc này, ta thế nhưng là chuẩn bị vài ngày, tế bào não đều đã chết không biết bao nhiêu. Thậm chí ngay cả đầu của mình đều cắt, liền vì thành công gài bẫy hắn. Bạch Tiền Bối đầu nói. Dứt lời. Đầu của hắn bay lên. Phi thiên đầu. Đẹp mắt, soái khí. Sau một khắc, cánh cửa không gian hiển hiện. Bạch Tiền Bối thân thể từ trong hư không chui ra, không đầu thân thể, đeo một cái túi lớn. Sau đó, thân thể của hắn đưa tay bắt lấy đầu của mình, soái khí hướng trên cổ nhấn một cái. Nhưng là, không liền lên, đầu lại rớt xuống. Bạch Tiền Bối vội vàng đưa tay tiếp được đầu của mình, thở dài, ai, diễn kịch diễn nguyên bộ. Vì diễn càng rất thật, có thể lừa gạt ở béo cầu, ta cắt đầu mình thời điểm dùng sức quá mạnh. Bây giờ nghĩ đem đầu đón về, phải mất chút thời giờ. Tống Thư Hàng. Trước đem liền một cái đi. Bạch Tiền Bối từ bao lớn bên trong lấy ra một cái khăn tơ, tại trên cổ mình buộc lại một vòng, sau đó đưa nó hệ đến trên thân thể của mình. Nhìn tựa như là Bạch Tiền Bối thân thể, chơi diều đồng dạng, buộc tung bay một cái đầu lâu. Nhưng là, đẹp trai người. Liền ngay cả phi thiên đầu cũng bay đẹp trai như vậy. Bạch Tiền Bối, béo cầu đây là thế nào? Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi. Ngươi không phải tiếp xúc qua bất diệt chi chủ sao? Béo cầu cỗ này phân thân,
hiện tại liền giống như bất diệt chi chủ. Bạch tiền bối đắc ý nói, hắn tiếp xúc đến viễn siêu hắn cảnh giới có thể hiểu được tri thức cùng tin tức, hãm sâu tại cái kia thâm ảo tri thức bên trong, tiến vào không cách nào thức tỉnh ngủ say trạng thái. Vô hạn tri thức luôn làm người vô pháp tự kiềm chế. Cuối cùng, bạch tiền bối lại bổ sung, tri thức chính là lực lượng. Tống Thư Hàng trợn mắt hốc mồm, tri thức còn có thể như thế dùng. Dùng vật lý bẫy dập hố béo cầu, đã không có cảm giác thành tựu. Dùng tri thức lực lượng hố hắn, khiến cho ta đặc biệt thỏa mãn, phảng phất tìm về ban sơ cùng béo cầu đối kháng cảm giác. Bạch tiền bối nói. Sau đó, hắn đi vào Tống Thư Hàng thi thể không đầu bên cạnh, đưa tay tại Tống Thư Hàng trên thân thể đè lên. Tống Thư Hàng, muốn giải trừ ta trạng thái chết giả sao? Đương nhiên, bạch tiền bối nói. Sau đó, hắn đưa tay từ phía sau trong bao móc ra một cái đầu. Là Tống Thư Hàng đầu. Tống Thư Hàng. Bạch tiền bối, đây là đầu của ta. Tống Thư Hàng hỏi. Bạch tiền bối, cái này không nói nhảm sao? Vì cái gì đầu của ta lại ở trong tay của ngươi? Tống Thư Hàng một mặt mộng bức. Không cắt đầu của ngươi, lại thế nào đem đầu ta lắp vào trên cổ của ngươi đi? Làm sao có thể lừa qua béo cầu? Muốn trình diễn rất thật, cần thiết đại giới khẳng định phải nỗ lực. Bạch tiền bối nói. Tống Thư Hàng yên lặng gật đầu. Lý luận ta đều hiểu, nhưng là ngài là lúc nào đem ta đầu cho cắt? Vì cái gì ta đều không biết. Trước đó tuyên bố, mặc dù ta là cửu u chúa tể, nhưng ta cắt đầu ngươi thời điểm, đạt được chính ngươi đồng ý. Bạch tiền bối nói. Tống Thư Hàng. Vì cái gì chính ta cái gì cũng không biết. Bạch tiền bối bình tĩnh đem Tống Thư Hàng đầu, lắp trở lại trên cổ của hắn. Nhưng là, không liền lên đi, đầu rớt xuống. Xấu hổ. Dùng sức quá mạnh sao? Cắt thời điểm, Tống Thư Hàng hỏi. Ngươi đoán đúng, Thư Hàng. Bạch tiền bối nói. Sau đó, bạch tiền bối thuần thục từ bao lớn bên trong móc ra một cái khăn tơ, đem Tống Thư Hàng đầu cùng thân thể trói đến cùng một chỗ. Đồng dạng cách buộc, đồng dạng phong cách vẽ. Thủ pháp phi thường thuần thục. Bạch tiền bối hài lòng gật đầu nói, cứ như vậy, ngươi liền có thể giống như ta soái. Loại này anh tuấn phong cách vẽ, ta sợ bản thân khống chế không được. Tống Thư Hàng tâm tắc nói. Không có việc gì, nhìn một chút thành thói quen. Mà lại, qua chút thời gian cổ cùng đầu liền sẽ một lần nữa liên tiếp đến cùng một chỗ, không phải cả đời sự, không cần lo lắng. Bạch tiền bối an ủi, nếu như ngươi thật sự cảm giác không thích ứng, có thể thử chết một lần, sử dụng phục sinh thủ đoạn phục sinh sau ngươi chính là một cái hoàn chỉnh, hoàn toàn mới ngươi. Đầu liền có thể tự nhiên dài trở lại. Bạch tiền bối, phục sinh thủ đoạn phi thường đáng tiền, cũng không phải tùy tiện lãng phí. Tống Thư Hàng nhắc nhở. Nguyên lai ngươi biết a. Bạch tiền bối vỗ vỗ Tống Thư Hàng đầu, vậy liền thay cái tâm tình, đương bản thân lâm thời chuyển chức kỵ sĩ không đầu đi. Ít thì 2-3 ngày, nhiều thì 10 ngày nửa tháng. Đầu của ngươi liền có thể mọc trở lại. Tống Thư Hàng vọng thiên. Quay đầu đi hỏi một chút dược sư tiền bối, có biện pháp nào không trước đem đầu cùng cổ khe hở nối trở về, chấp nhận một đoạn thời gian. Tốt, giải quyết, bạch tiền bối tại Tống Thư Hàng trên thân thể nhẹ nhàng vỗ. Trạng thái chết giả giải trừ. Tống Thư Hàng bồng bềnh ở không trung ý thức, cũng trở về đến trong thân thể của mình. Hắn vô ý thức xoay người mà lên. Sau một khắc, hắn thắt ở trên thân thể đầu, bởi vì trọng lực nguyên nhân, rớt xuống. Đầu bị khăn lụa cột, treo ở Tống Thư Hàng ngực. Thật là khó chịu, không thể thở nổi, Tống Thư Hàng thống khổ nói. Mặc dù lấy hắn hiện tại lục phẩm cảnh giới, tiến vào nội tức trạng thái về sau, 10 ngày nửa tháng không hô hấp cũng không có vấn đề lớn. Nhưng lúc cổ bị treo, có loại treo ngược ngạt thở cảm giác, phi thường khó chịu. Bạch tiền bối đưa tay giúp hắn đem đầu bưng lên. Thả lại đến chỗ cổ. Tống Thư Hàng đưa tay ôm lấy đầu lâu của mình, đưa nó cố định trụ. Đầu của hắn, không cách nào giống bạch tiền bối như thế trôi lơ lửng trên không trung. Bất quá, mặc dù cổ cùng đầu vị trí bị cắt mở, nhưng tất cả cảm giác đều còn tại. Thị giác, khứu giác, thính giác thậm chí hô hấp cũng không có vấn đề gì. Cái này khiến hắn nhớ tới lúc trước cánh tay cho bạch tiền bối mượn độ kiếp, bị cái kia kỳ quái pháp khí cắt xuống tình huống. Khi đó cũng là như thế. Mặc dù cánh tay bị bạch tiền bối đưa vào thiên kiếp không gian soát thiên kiếp đạn hạt nhân, cánh tay cùng thân thể tách rời, nhưng cánh tay cảm giác đều còn tại. Lại nói,
Lúc trước hắn còn muốn nếm thử đem đầu của mình, chứa vào bạch tiền bối cái kia pháp khí bên trong, nhìn xem có thể hay không đem đầu lâu của mình giống cánh tay đồng dạng cắt đi, biến thành kỵ sĩ không đầu tới. Không nghĩ tới bây giờ, hắn nguyện vọng này thực hiện, tại một cái khác bạch tiền bối trong tay. Tống Thư Hàng hai tay ôm đầu đầu của mình, nâng hắn, bày ra vọng thiên tư thế. Theo lý thuyết nguyện vọng thực hiện, ta hẳn là rất vui vẻ mới đúng. Tống Thư Hàng phiền muộn nói, nhưng có nhiều thứ, đạt được sau mới có thể cảm giác, hắn cũng không phải là như chính mình tưởng tượng bên trong tốt đẹp như vậy, tựa như hiện tại kỵ sĩ không đầu hình thức. Chỉ là như thế nào ổn định đầu chính là rất đau đầu sự tình. Liền ngẩng đầu vọng thiên, đều muốn dùng tay thao tác. Ngươi có thể giống như ta, để đầu bay lên, bạch tiền bối nói. Ngũ phẩm phía trên tu sĩ, ngưng tụ kim đan về sau, liền có được đạp không mà đi, thân thể nằm tại hư không như nằm thực địa năng lực. Sở dĩ trên lý luận mà nói, Tống Thư Hàng đầu cũng có thể trái với trọng lực nguyên tắc, trôi lơ lửng trên không trung. Tống Thư Hàng thử mấy lần, nhưng mỗi lần hắn muốn cho đầu bay lên tới thời điểm, toàn bộ thân thể liền cũng bay đi lên. Chỉ làm cho đầu óc bay lên tới, cần một số kỹ xảo, ta phải luyện tập một chút. Tống Thư Hàng nói, loại chuyện này, tâm niệm vừa động nên có thể làm được đi. Ngươi ở phương diện này so với ta tưởng tượng còn muốn vụng về. Bạch tiền bối nói, vậy chỉ dùng niệm lực đi, dùng ta truyền thụ cho ngươi niệm lực nâng đầu. Đúng a, Tống Thư Hàng niệm lực khẽ động, nâng đầu của mình, để đầu trôi lơ lửng trên không trung, giải phóng hai tay của mình. Mà lại chỉ cần khống chế chính xác niệm lực, cũng có thể làm cho đầu bảo trì tại bình thường vị trí, để đầu thoạt nhìn không có chóc ra đồng dạng. Thậm chí, hắn có thể cho đầu nguyên địa xoay tròn 360 độ. Cứ như vậy, coi như gặp gỡ trong phim ảnh bộ đội đặc chủng người tại sau lưng ta đánh lén, muốn dùng xoay cổ phương pháp đánh ngã ta, cũng không thể nào. Tống Thư Hàng đắc ý nói. Bạch tiền bối. Ngươi cũng chỉ có điểm ấy truy cầu. Đem Tống Thư Hàng từ trạng thái chết giả bên trong giải trừ về sau, bạch tiền bối từng bước một đi vào béo cầu bên người. Béo cầu vương tọa bên trên cửu U Tà Ma, mặc dù muốn hộ chủ. Nhưng có lòng không đủ lực, bọn chúng chỉ có thể phủ phục tại vương tọa bên cạnh, không thể động đậy. Cửu U thế giới xuất hiện hai cái chúa tể, bọn chúng còn có thể có biện pháp nào? Dù cho hướng trong đó một vị hiệu chung, cũng vô pháp chống cự một vị khác ý chí. Bọn chúng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy bạch chúa tể tiếp cận bản thân chúa tể. Hiện tại, là thu hoạch chiến lợi phẩm thời điểm. Bạch tiền bối đắc y nói. Lãng phí nhiều như vậy tế bào não, không tiếc đem đầu của mình đều chặt xuống dùng để bố cục, ngoại trừ thu hoạch hố béo cầu khoái cảm bên ngoài, còn có một cái đồ vật để bạch tiền bối cảm thấy hứng thú. Béo cầu hóa thân duy trì ban đầu động tác, không nhúc nhích. Hắn đã trầm mê ở siêu thoát bất hủ tin tức, lâm vào không cách nào thức tỉnh ngủ say. Bạch tiền bối đầu tiên là đem béo cầu trên tay cái kia có khoa huyễn sắc thái bao tay. Hái xuống cái tay này bộ là cái bảo vật, đeo nó lên sau đọc đến ký ức càng thêm an toàn. Sau đó, chính hắn từ bên hông bao lớn bên trong, móc ra một đầu tinh xảo làm bằng da bao tay, đeo lên. Bất hủ chi cốt, liền cho ta mượn nghiên cứu một đoạn thời gian đi. Bạch tiền bối vui a nói. Hắn duỗi ra mang theo da bao tay bàn tay, trực tiếp cắm vào béo cầu thân thể. Béo cầu kim loại thân thể hóa lỏng, khuếch tán ra đến. Tựa như là tại bài xích cặp kia làm bằng da bao tay. Bạch tiền bối bàn tay tại béo cầu trong thân thể vớt động, rất nhanh tìm được bất hủ chi cốt vị trí. Hắn duỗi nắm bất hủ chi cốt, thận trọng đưa nó từ béo hình cầu bên trong lấy ra. Không có thứ này về sau, ngươi liền hảo hảo ở tại cửu u thế giới chơi với ta, đừng chạy hiện thế giày vò. Bạch tiền bối đưa tay, đem bất hủ chi cốt vớt ra. Thành công! Tâm tình vui vẻ! Bạch tiền bối thu hồi bất hủ chi cốt, thứ này ta muốn nghiên cứu một đoạn thời gian. Đi, Thư Hàng. Đi đâu? Tống Thư Hàng hỏi. Bạch tiền bối cười hắc hắc, đánh xong kết thúc công việc, ai về nhà nấy. Ngươi về hiện thế, ta về cửu U. Thông đạo cửa ra vào ta cho ngươi mở ra. Bản thể của ta còn tại cùng béo cầu bản thể dây dưa, nếu như ngươi ưa thích bồi béo cầu bản thể chơi đùa, cũng có thể lưu tại nơi này chờ hắn tới. Tống Thư Hàng không chút do dự nhặt lên xích tiêu kiếm tiền bối, hai chân đạp ở ô tặc bạo quân song đao bên trên, cấp tốc lướt về phía xuất khẩu, bay hướng hiện thế. Trên đường, hắn thấy được phân thức từ tiền bối linh kiệt, một thuận tay,
liền đem bộ phận này linh kiện mang ra thông đạo. Ích, ích, béo cầu đại lão trước đó có thể làm cho hóa thân tiến vào hiện thế, dựa vào là chính là vân tước tử tiền bối bất hủ chi cốt. Hiện tại, bất hủ chi cốt bị bạch tiền bối lấy đi, béo cầu đại lão liền đã mất đi tiến vào hiện thế lực lượng. Sở dĩ, chỉ cần chạy đến hiện thế, liền an toàn. Tống Thư Hàng hai chân chém thành một chữ mã, đầu bị khăn lụa cột treo ở trên thân thể bay múa, trong tay nắm lấy vân tước tử tiền bối linh kiện, phi tốc độn về hiện thế. Phong cách vẽ hỏng bét rối tinh rối mù. Mặt khác, hắn sở dĩ nhặt về vân tước tử tiền bối linh kiện, chủ yếu có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất là vân tước tử tiên tử, hiện tại không có bất hủ chi cốt, nàng hiện tại trọng sinh dựa vào là sớm bố trí phục sinh thủ đoạn. Mà phục sinh thủ đoạn, rất có thể cần một bộ phận thân thể của nàng linh kiện làm phục sinh cơ sở. Thứ hai, thuần túy là Tống Thư Hàng đầu óc nhẹ nhàng về sau, bản năng của thân thể động tác, thuận tay liền nhặt được. Siêu, Tống Thư Hàng dẫm lên ô tạc bạo quân song đao cửu u thông đạo bên trong chui ra. Vừa ra thông đạo, đột nhiên, hắn cũng cảm giác thân thể của mình bị người chặn ngang ôm lấy. Một đôi mềm mại tay nhỏ, ôm lấy eo của hắn, nhẹ nhàng nhấc, liền đem hắn nâng lên. Bất quá bởi vì hắn phần eo treo xích tiêu kiếm tiền bối, sở dĩ bị chặn ngang vây quanh lúc cấn hoảng. Tống Thư Hàng một mặt mộng bức. Hắn bay múa đầu chuyển động phương hướng, liền thấy là khiêng hắn người, là Tô Thị A Thập Lục. A Thập Lục nâng lên Tống Thư Hàng, dùng sức nhảy lên, nhảy vào đến Bạch Hạc chân quân tiên thuyền. Phong, Bạch Long tỉ tỉ ra chảo, thật nhanh đem đầu này cửu u thông đạo dùng không gian thủ đoạn chắn rơi. Điện quang thạch hỏa thời khắc. Hết thảy đã kết thúc. Bạch Long tỉ tỉ thu hồi móng vuốt, nói, giải quyết, tạm thời an toàn, không cần chạy trốn. Hạc chân quân tiên thuyền. Tô Thị A Thập Lục đem Tống Thư Hàng buông xuống lúc, đông một tiếng, Tống Thư Hàng đầu cùng thân thể tách ra, đầu bị khăn lụa cột, lăn trên mặt đất động. A Thập Lục bị hắn giật nảy mình, Thư Hàng ngươi thế nào? Tống Thư Hàng thân thể vươn tay ra, nhẹ nhàng lắc lắc. Gia hiệu đại gia không cần lo lắng, hắn còn sống. Bạch tiền bối phân thân vì Tống Thư Hàng kiểm trắc một lần, nói, sinh mệnh khí tức rất ổn, không nguy hiểm tính mạng. Không có việc gì, chỉ là cảm giác kỵ sĩ không đầu rất xoái, tạm thời chuyển chức. Qua mấy ngày liền có thể khôi phục, Tống Thư Hàng ung dung không vội ngồi dậy, hai tay ôm lấy đầu của mình, hướng trên cổ vừa để xuống, dùng niệm lực đưa nó nâng lần sau cùng người đánh nhau lúc. Hắn chỉ cần tế ra đạo ý khôi giáp hóa hình vì Tây Phương kỵ sĩ áo giáp bộ dáng, liền có thể hóa thân chính tông kỵ sĩ không đầu. Tâm ma xích tiêu kiếm thừa cơ đâm thầm nghĩ, người cái này phong cách vẽ là không cứu nổi. Ta còn có phong cách vẽ, Tống Thư Hàng không chút nào để ý nói. Cái này lúc, Bạch Long tỉ tỉ nhẹ nhàng trở về, hỏi, trong thông đạo chuyện gì xảy ra? Đơn giản tới nói, tại lối đi kia bên trong, vân tước tử tiên tử bị đại lão giết chết một lần. Hiện tại hiện đang phục sinh bên trong. Ta cùng một vị khác bạch tiền bối thiết kế béo cầu đại lão, để hắn xa vào đến ngủ say trạng thái. Sau đó, ta thừa cơ chạy ra ngoài. Tống Thư Hàng dứt lời, đem vân tước tử tiên tử thân thể linh kiện lấy ra, phóng tới bên cạnh. Bởi vì đã mất đi bất hủ chi cốt, sở dĩ bộ phận này vân tước tử thân thể linh kiện không có nhiễm lên bất hủ khí tức, sẽ không dẫn tới tai nạn cự quy. Một hồi hỏi một chút tam lãng tiền bối. Vân tước tử tiền bối phục sinh thời điểm, muốn hay không dùng đến bộ phận này linh kiện. Nếu như muốn, liền đem gửi cho tam lãng. Nếu như không muốn, liền đem bộ phận này vân tước tử tiên tử chôn ở nho ra đi, cũng coi là cho thánh nhân một cái an ủi thưởng. Tống Thư Hàng nói bổ sung. Tô Thị A Thập Lục gật đầu nói, ta cho tam lãng tiền bối phát cái tin tức hỏi một chút. Thiên đế cùng nho ra ở giữa sự tình tiến triển như thế nào? Tống Thư Hàng lại lên tiếng hỏi hắn còn nhớ rõ, trước đó cùng sở các chủ đối xong bắt yêu nhân trường sinh giả về sau, thiên đế thông qua kim đan mã QR hảo hữu công năng chừa cho hắn ngôn lúc, nói qua nho ra phía ngoài thiên đình mảnh vỡ, nàng phải lượng lớn thu về. Chúng ta không chú ý nho ra chuyện bên kia, Bạch Long tỉ tỉ trả lời. Vừa rồi sự chú ý của mọi người đều tại đầu này cửu u thông đạo bên trong, liền đợi đến Tống Thư Hàng đi ra. Chúng ta về nho ra kim liên thế giới vị trí, nhìn xem có thể hay không giúp một tay, cửu u tà ma bên này tạm thời không cần lo lắng. Tống Thư Hàng lại nhìn mắt trên cánh tay mình vòng tay, nói, mặt khác, cái này âm ảnh thánh địa vòng tay cũng phải trả cho âm ảnh lãnh chúa tiền bối.
Cái này vòng tay thật sự dùng rất tốt, hiệu quả siêu tán, hắn thích vô cùng. Đáng tiếc, hắn quá mắc, mua không nổi. Mà lại âm ảnh lãnh chúa tiền bối cũng không thiếu tiền, cũng sẽ không bán. Lần sau chúng ta hữu duyên gặp lại đi, Tống Thư Hàng đối vòng tay nói, thuận tay đưa hắn ba phát liên tục dưỡng đao thuật. Âm ảnh thánh địa vòng tay phát ra ông ông chấn động âm thanh, lộ vẻ phi thường có tinh thần. Vô luận nhìn bao nhiêu lần, đều cảm giác cái này dưỡng đao thuật quá quái dị. Bạch Hạc Chân Quân nói. Một bên khác, tai nạn cự quy tiểu thư đang thúc giục ba ba của nàng, lão ba, đã đến giờ a. Ngươi còn chưa tốt sao? Đang mặc mai rùa đâu, đừng thúc, đừng có lại thúc giục ta nữa liền quan bế chúng ta cha con ở giữa cự ly xa giao lưu chức năng. Cự quy ba ba nhanh chóng trả lời. Lần sau tại chế tạo mới quy mệnh trước, hắn nhất định phải quan bế cùng nữ nhi ở giữa liên hệ. Lại qua sau một lúc lâu, tai nạn cự quy ba ba rốt cục cùng tai nạn cự quy tiểu thư tụ hợp. Cự quy tiểu thư không kịp chờ đợi nói, lão ba, nhất định phải đem bá tống cứt đều đánh ra đến A, ta muốn đem hắn đẻ xuống đất dùng mai rùa ma sát. Thấp kém, cự quy ba ba trách cứ, mẹ bình thường là thế nào dạy bảo ngươi? Muốn giảng văn minh, muốn yêu nhã. Tai nạn cự quy tiểu thư sửa lời nói, cha, chúng ta đi đem bá tống dạ hương đều đánh ra đến. Sau đó ta phải dùng mai rùa cùng bá tống huyền thánh tiến hành một trận vật lý ma sát gây ra dòng điện thí nghiệm. Rất tốt, chúng ta đi, cự quy ba ba hài lòng nói. Một lớn một nhỏ hai cái tai nạn cự quy, trực tiếp sử dụng chủng tộc thiên phú, lặng yên vô tức tiến vào nho ra khe nứt lớn vị trí. Sau đó khóa chặt Tống Thư Hàng khí tức, lần nữa sử dụng chủng tộc thiên phú, trực tiếp xuất hiện tại Bạch Hạc Chân Quân tiên thuyền bên cạnh. Cự quy ba ba duỗi ra long đầu. Một thanh liền hướng tiên thuyền táp tới. Trong tiên thuyền, Bạch tiền bối phân thân chẳng biết tại sao, đột nhiên muốn bão tố cái xe. Hắn từ Bạch Hạc Chân Quân trong tay đoạt lấy tiên thuyền quyền khống chế, tại Tống Thư Hàng tuyệt vọng trong tiếng kêu, hung hăng đạp xuống tiên thuyền gia tốc công năng. Quanh tiên thuyền đột nhiên một cái kịch liệt gia tốc. Cự quy ba ba cắn một cái không. Cự quy ba ba một mặt mộng bức, ta đánh lén bị phát hiện. Được rồi. Phát hiện liền quang minh chính đại lên. Bá Tống, cự quy ba ba gầm rú một tiếng, đồng thời duỗi ra hai cái rùa chảo, liên tục xoa động, bắt đầu thi pháp, là cái gia môn liền đi ra cho ta, để cho ta hảo hảo đánh một trận. Nếu không, ta liền muốn dùng bí pháp, vặn gãy đầu của ngươi. Tiên trong thuyền, Tống Thư Hàng sờ lên cổ của mình, quay đầu khiêu khích nói, xoay A, có gan liền xoay A, không xoay. Gọi ta ba ba. Công đức xà Mỹ nhân tiếp lời nói. Tai nạn cự quy ba ba long nhãn trừng to lớn, nộ khí dâng lên. Gặp qua phách lối, chưa thấy qua phách lối như vậy. Không, đợi đã, nửa câu sau không phải ta nói, ta không có ý tứ này. Tiên trong thuyền Tống Thư Hàng lớn tiếng biện giải cho mình nói, ta lúc đầu chỉ là muốn nói, không xoay ngươi chính là nhuyễn đản, ta không có muốn làm ngươi ba ba ý tứ. Tâm ma xích tiêu kiếm chuôi kiếm đều cười đáp chấn động. Người cái này còn không bằng không giải thích đây. Chào phúng khiêu khích kỹ năng đã điểm đầy. Bạch Long tỉ tỉ mỉm cười nói, dù sao hắn đầu óc cùng thân thể đã tách ra, nói chuyện đã không thông qua đại não suy nghĩ, quá nhẹ nhàng. Bạch Long tỉ tỉ giải thích tốt có đạo lý. Ba ba, làm hắn, tai nạn cự quy tiểu thư kêu lên. Phách lối như vậy ra hỏa, không cho hắn điểm nhan sắc nhìn xem, hắn là sẽ không biết bông hoa vì sao lại đỏ như vậy. Không hổ là thiên nhiên đệ nhất thánh, có khí phách. Tai nạn cự quy ba ba trầm giọng nói, sau đó nó một đôi chân trước thật nhanh nhất trà sát, bí pháp, thiên ti vạn lũ quay đầu chú. Tại hắn song chảo ở giữa, có từng sợi mắt thường không cách nào nhìn thấy năng lượng dây nhỏ, chợt lóe lên. Sau một khắc, Bạch Hạc Chân Quân tiên trong thuyền, Tống Thư Hàng trên đầu, trống rỗng xuất hiện từng sợi năng lượng sợi tơ tai nạn cự quy nhất hệ thủ đoạn công kích. Đều bổ sung bọn chúng siêu thời không dạo bước không gian thiên phú hiệu quả. Cái này từng sợi chú thuật bí pháp sợi tơ, dẫn dắt Tống Thư Hàng đầu, sợi tơ bên trên truyền đến một loại không cách nào kháng cự vặn gãy chi lực. Ken kết, Tống Thư Hàng đầu, dòng giã bị uốn éo hai vòng, khăn lụa đều đánh kết. Kinh dị, tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối lên tiếng nói, cú mèo thành tinh đều không như thế kinh dị đầu. Bạch tiền bối phân thân hơi suy nghĩ một chút. Cho đoàn người truyền âm nói, nếu không, chúng ta thừa cơ phối hợp xuống tai nạn cự quy tiểu thư ba ba,
để nó cho là mình đã đắc thủ. Làm sao phối hợp, Tô Thị A Thập Lục hỏi. Công đức xà mỹ nhân cái thứ nhất minh ngộ bạch tiền bối ý tứ, nàng phát ra bốn tiếng cao tống thì kêu thảm pháp, thân thể của nàng mềm nhũn ngã xuống đất, bắt đầu giả chết. Thư Hàng, đầu của ngươi, đầu của ngươi. Bạch tiền bối phân thân một mặt mặt đơ, trong miệng phát ra kinh hoàng thanh âm. Tâm ma xích tiêu kiếm lập tức đuổi theo tiết tấu, hét lớn, không, Thư Hàng, không. Tạo hóa tiên tử nhanh chóng chui ra, nàng há hốc mồm, lại nhất thời từ nghèo. Nàng gấp nửa ngày, cắn răng hát nói, Tống A ngốc đầu rơi mất. Tô Thị A Thập Lục nắm vuốt bản thân cầm nhỏ, nàng muốn niệm cái gì lời kịch thích hợp nhất. Trong lúc đang suy tư, bên ngoài, tai nạn cự quy ba ba lên tiếng nói, cái này xúc cảm không đúng. Tai nạn cự quy tiểu thư nói, ta nhìn thấy bá tống đầu vòng vo hai vòng, hiện tại đầu đều nghiêng. Cái kia hẳn là thành công. Tai nạn cự quy ba ba nói, hắn ngừng xoa tay động tác, ta đã hạ thủ lưu tình, bá tống. Hiện tại, là cái gia môn liền đi ra để cho ta đánh một trận. Làm đến cuối cùng, vẫn là muốn ta xuống dưới bị ngươi đánh cho như đòn. Cái kia vừa rồi cổ bạch uốn éo. Tống Thư Hàng nhìn không được nói, vậy ngươi tiếp tục xoay ta cổ đi, dù sao ta là chết, cũng sẽ không xuống dưới bị ngươi đánh cho như đòn. Tai nạn cự quy ba ba cười lạnh nói, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ đúng không? Ta lại xoa thiên ti vạn lũ quay đầu chú, liền không chỉ là quay đầu của ngươi đơn giản như vậy, mà là trực tiếp đem đầu của ngươi cho vặn xuống tới. Tống Thư Hàng một thanh cầm lên đầu của mình, mở ra tiên thuyền cửa sổ, mang theo đầu của mình từ trong cửa sổ đưa ra đến, kêu lên, đến A, đến vạn A. Ta bá tống hôm nay nếu là kêu đau một tiếng, cũng không phải là gia môn. Tạo hóa tiên tử vượt lên trước phát ra bốn tiếng tống thì kêu thảm. Ngọa thảo, tai nạn cự quy tiểu thư bị giật nảy mình. Tai nạn cự quy ba ba nguyên bản chuẩn bị xoa động chân trước, lúng túng ngừng lại. Ta cho ngươi biết, ta kỵ sĩ không đầu bá tống, xưa nay không sợ người khác xoay ta đầu. Ta tiếp nhận hết thảy quay đầu bí pháp khiêu chiến, tuyệt đối không túng. Tống Thư Hàng nói. Ba ba, trực tiếp lên đi đánh hắn. Tai nạn cự quy tiểu thư kêu lên, nhìn thấy bá tống như thế nhảy, thực sự không thể nhìn. Tống Thư Hàng đầu cười hắc hắc, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi sẽ gọi giúp đỡ, ta cũng sẽ gọi. Trên người hắn hách hiện tại cũng ở vào không ma trạng thái. Sở các chủ trước đó đem ba cây ngốc mao cho sở, hiện tại nàng giúp không được gì. Tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối năng lượng cũng tại đối bắt yêu nhân trường sinh giả lúc tiêu hao sạch sẽ. Bạch tiền bối phân thân hiện tại là vật biểu tượng hình thức, tận lực muốn giảm bớt hắn tiêu hao, để hắn chờ thời gian lâu hơn một chút. Dùng hắc chén triệu hoán đi ra âm ảnh lãnh chúa tiền bối ở vào xem kịch hình thức, trừ phi có thể đem tâm ma kiếp sashimi cắt miếng lấy ra, mới có thể mời được hắn xuất thủ. Nhưng là, hắn còn có cái gì đều có thể bán đại lão triệu hoán khoán? Không đúng, là bảo hiểm khoán. Hắn nắm bảo hiểm khoán. Bảo hiểm loại vật này, liền phải dùng tại trên lưỡi đao. Ra đi, cái gì đều có thể bán đại lão. Tống Thư Hàng đang chuẩn bị sử dụng chương này bảo khoán. Oanh! Đỉnh đầu bầu trời, đột nhiên một vùng tăm tối. Một cái vòng xoáy màu đen xuất hiện. Cường đại, tràn ngập uy nghiêm năng lượng, từ nơi này vòng xoáy bên trong tiết lộ ra ngoài. Bá khí lộ ra ngoài, đây là có tuyệt thế đại lão muốn đăng tràng. Cái gì đều có thể bán đại lão đăng tràng khí thế lớn như vậy. Tống Thư Hàng nghi ngờ nói, hắn đem đầu của mình xách về tiên thuyền. A, không đúng. Bảo khoán còn không kích hoạt đây. Vậy cái này sắp xuất hiện đại lão là ai? Nguyên lai người cũng có giúp đỡ, người phía trước là đang kéo dài thời gian. Tai nạn cự quy tiểu thư cắn răng nói. Tới bên người ba ba, tai nạn cự quy ba ba trầm giọng nói. Tai nạn cự quy tiểu thư vội vàng hướng phụ thân nàng tới gần. Đúng lúc này, từ cái kia vòng xoáy bên trong có một đạo hắc sắc quang mang chợt lóe lên. Một đạo nhân hình thân ảnh từ vòng xoáy bên trong nhảy ra, nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào tai nạn cự quy tiểu thư trên người. Lại là các ngươi những thứ này đại quy, thân ảnh kia âm thanh lạnh lùng nói. Nghe khẩu khí, hắn đối tai nạn cự quy ấn tượng phi thường không tốt. Thậm chí khả năng tại tai nạn cự quy trong tay thua thiệt qua. Hắn một cước đạp ở tai nạn cự quy tiểu thư mai bên trên, đưa nàng dẫm lật. Thuận thế lại tại nàng phần bụng tăng thêm một cước. A, tai nạn cự quy tiểu thư bị hung hăng rơi đập.
phần bụng chịu đến trọng kích về sau, nàng há miệng nôn mửa. Ào 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 hoa, một đống lớn vân tước tử linh kiện, từ trong miệng nàng phun ra. Đó là như ngọn núi trồng chất vân tước tử linh kiện. Bất quá số lượng so với Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới bên trong tòa kia linh kiện núi muốn thiếu một nửa tả hữu. Tai nạn cự quy tiểu thư tuổi rùa khả năng còn không quá lớn, cho nên nàng thu thập linh kiện số lượng cũng không có nàng tiền bối nhiều như vậy. Tai nạn cự quy ba ba thân hình xuyên qua không gian, đi vào nữ nhi bên cạnh, đưa nàng nhấc lên, móng vuốt theo ở trên người nàng, thay hắn chữa trị tổn hại thân thể. Cự quy ba ba long nhãn, chằm chằm vào không trung thân ảnh kia. Lần này, hắn là chân chính nổi giận, trên đầu rồng lông bờm chuẩn bị dựng thẳng lên. Thân ảnh kia, hai tay ôm ngực, phù ở hư không. Khổng lồ cửu u tà năng, quấn quanh tại hắn thân tế. Tâm ma động bên trong. Âm ảnh lãnh chúa nheo mắt lại. Trong mắt hắn, cả cái nho ra đột nhiên bốc cháy lên. Đó là hừng hực chấp niệm chi hỏa, lửa đầy nho ra mỗi một tấc đất. Đây là hắn thấy qua, mạnh nhất chấp niệm. Cái này chấp niệm khối lượng, có thể nói là thế gian đỉnh tiêm cấp bậc. Liền xem như trước đó, bị Tống Thư Hàng kích hoạt bất diệt chi chủ chấp niệm khối lượng, so với lần này chấp niệm đến, đều muốn yếu hơn một bậc. Về số lượng thì càng là kém xa lắc. Bất diệt chi chủ chấp niệm, chỉ trải rộng tại cái kia khe nứt lớn. Mà lần này chấp niệm chi hỏa, thế nhưng là thiêu đốt lên nho ra từng tấc thổ địa. Thậm chí, liền nho ra địa bàn bên ngoài, cũng có chấp niệm chi hỏa toát ra. Đáng sợ như vậy khối lượng, đáng sợ như vậy chấp niệm chi hỏa số lượng, cái này nếu như bị âm ảnh thánh địa kích hoạt cũng sử dụng. Hừm, uy lực như thế nào ta không biết, nhưng có thể khẳng định, bảo bối của ta âm ảnh thánh địa khẳng định xong đời. Âm ảnh lãnh chúa xác định nói. Cái này cường đại chấp niệm, đã hoàn toàn vượt qua hắn pháp khí âm ảnh thánh địa có thể chứa đựng cũng chuyển hóa cực hạn. Nếu quả như thật muốn mạnh mẽ chuyển hóa cái này đợt chấp niệm, âm ảnh thánh địa nhất định sẽ báo hỏng. Đáng tiếc, sớm biết ta hẳn là đem ta âm ảnh thánh địa lại cường hóa một lần, không đúng, ít nhất phải lại cường hóa hai cấp bậc. Âm ảnh lãnh chúa tiếc nuối nói, cường đại như vậy chấp niệm, đều đã bị kích hoạt lên, nếu như không đem hắn chuyển hóa làm âm ảnh lực lượng, thực sự quá lãng phí. Cái này giống như là nhìn lấy núi vàng tại trước mặt, lại không cách nào đưa nó dọn đi đồng dạng. Nhân sinh kinh ngạc tột độ. Càng làm cho người ta đau lòng là, chấp niệm chi hỏa mỗi bị kích hoạt một lần về sau, liền sẽ tiêu hao không ít. Sẽ còn theo tuế nguyệt trôi qua không ngừng yếu bớt. Lần sau coi như lại đem cỗ này chấp niệm kích hoạt, cũng sẽ không giống lần này mạnh mẽ như vậy. Đau lòng. Âm ảnh lãnh chúa thân thể, thoáng lui về phía sau một số, rút vào tâm ma động bên trong, tránh đi cái kia cháy hừng hực chấp niệm chi hỏa. Nếu như hắn đoán không lầm, đây cũng là nho ra thánh nhân chấp niệm chi hỏa a. Mà kích hoạt lên thánh nhân chấp niệm đồ vật, có hai loại. Đồng dạng, là tai nạn cự quy tiểu thư phun ra linh kiện núi. Cái kia linh kiện núi thiên tử, không biết là lai lịch ra sao. Vì cái gì nàng sẽ lưu lại nhiều như vậy linh kiện. Nhưng có thể khẳng định, nàng đối với nho gia thánh nhân tới nói, nhất định là cái vô cùng trọng yếu người. Chỉ có thể nói, không hổ là bị nho gia thánh nhân nhìn chúng tiên tử, chỉ là có thể lưu lại cái này ngọn núi nhỏ thân thể linh kiện. Liền biết nàng tuyệt đối không phải phổ thông tiên tử. Mà đổi thành một cái, thì là lơ lửng ở trong hư không đạo thân ảnh kia. Thiêu đốt lên nho ra mỗi một tấc đất chấp niệm bên trong, có một nửa chấp niệm chi hỏa là bị trong hư không đạo thân ảnh này dẫn dắt ra tới. Âm ảnh lãnh chúa ngẩng đầu nhìn đạo thân ảnh này. Thân ảnh này mặt không biểu tình, tựa như cơ giới cổ xưa người. Thân thể của hắn là đen kịt kim loại màu sắc, bất quá nó bên ngoài thân phảng phất là thủy ngân đồng dạng. Như dòng nước động. Cửu u tà năng lực lượng, quấn quanh ở bên cạnh hắn, hoàn toàn thần phục với hắn, cung cấp hắn phân công. Cửu u năng lượng cùng hắn quan hệ trong đó, là chủ cùng bộc quan hệ trong đó. Ách, âm ảnh lãnh chúa đã suy đoán ra vị này thân phận. Béo cầu đại lão, Tống Thư Hàng trừng to mắt, không dám tin nhìn qua trong hư không thân ảnh này. Là béo cầu đại lão cố kia hóa thân không sai. Vừa rồi. Hắn còn cùng đối phương mới vừa ở cửu u thông đạo bên trong va chạm qua. Nhưng là béo cầu đại lão cỗ này hóa thân, không phải vừa bị bạch tiền bối hố một thanh, thâm ngộ tri thức làm cho người khoái hoạt đạo lý, ý thức lâm vào vĩnh hằng ngủ say bên trong sao. Mà lại, trong cơ thể nó bất hủ chi cốt đều bị bạch tiền bối lấy đi.
không có bất hủ chi cốt, hắn căn bản là không có cách tiến vào hiện thế mới đúng. Nhưng bây giờ, hắn hết lần này tới lần khác không thèm nói đạo lý xuất hiện tại hiện thế. Bạch tiền bối, bạch tiền bối, bạch tiền bối, có thể nghe được thanh âm của ta không? Tống Thư Hàng ở trong nội tâm thật nhanh kêu gọi bạch tiền bối. Nhưng rất nhanh, hắn cảm giác đến mình và bạch tiền bối ở giữa tâm linh cảm ứng bị cắt đứt. Không ổn à, Tống Thư Hàng trong lòng phun lên một loại dự cảm không ổn. Bạch tiền bối nơi đó xảy ra vấn đề rồi. Hắn sẽ không bị béo cầu đại lão phản hố một thanh a. Trước kia bạch tiền bối cũng đã nói, hắn cùng béo cầu ở giữa đấu tranh, lẫn nhau có thắng thua. Hai người cùng là cửu u chúa tể, thực lực và thủ đoạn đều không kém nhiều. Nhưng tự Tống Thư Hàng tiếp xúc bạch tiền bối lên, một mực liền thấy bạch tiền bối tại đổi lấy hoa văn hố béo cầu. Lần này, sẽ không đúng lúc là béo cầu đại lão mưu kế phát huy xuất sắc, phản hố bạch tiền bối a. Nếu thật như thế, chính là mình nhân sinh lớn nhất nguy cơ giáng lâm. Đốt ngươi hồ bằng cầu hữu thiên đế hướng ngươi truyền lại 10 giây công lực, kèm theo tin tức, Tống tiền bối, không xong chạy mau. Ta bên này chuẩn bị rút lui trước, người bên này tùy ý đát. Tống Thư Hàng vọng thiên. Không phải đâu, người thế nhưng là đường đường thiên đế a, cùng rất sâu thánh nhân nổi danh tồn tại, không nên bị chỉ là béo cầu đại lão dọa lùi a. Trong hư không. Béo cầu hóa thân con người quét một lần nho ra, sau đó lại khóa chặt bạch hạc chân quân tiên thuyền. Bá Tống, khóa chặt, trong miệng nó phát ra máy móc thức thanh âm. Sau đó, hắn đưa tay nhắm ngay chân quân tiên thuyền, nhẹ nhàng nhất câu ngón tay. Bạch hạc chân quân tiên thuyền liền bị một cỗ vô hình chi lực lôi kéo, hướng phía béo cầu hóa thân vị trí thoát đi. Không ổn, muốn chết, bạch hạc chân quân nói. Tiến ta hạch tâm thế giới. Thừa dịp hắn không túng. Tống Thư Hàng nói thật nhanh. Cái này lúc, một vệt ánh sáng pháo từ dưới phương oanh kích mà lên, trực tiếp oanh trúng béo cầu đại lão thân thể, đưa nó đánh bay ra ngoài. Là tai nạn cự quy 33. Tại đem nữ nhi thương thế chữa trị về sau, hắn trước dùng không gian thiên phú năng lực đưa tiến nữ nhi. Sau đó, không chút do dự đối béo cầu phát khởi tiến công. Ở ngay trước mặt hắn tổn thương nữ nhi của hắn. Liền xem như thiên hoàng lão tử giáng lâm, hôm nay cũng đừng hòng hoàn hảo không chút tổn hại rời đi. Đang nổi giận quy ba, đạo này quang pháo thổ tức uy lực phi thường khủng bố, quang pháo chỗ đến, hư không chấn động, không gian vỡ nát, vô số vết nứt không gian hiển hiện. Thậm chí phương viên vài dặm bên trong không gian, đều bị quấy nhiễu. Tống Thư Hàng thành công mở ra hạch tâm thế giới, nhưng hạch tâm thế giới lối vào chịu đến không gian quấy nhiễu, biến rất không ổn định. Hắn vốn là muốn một hơi đem trọn chiếc bạch hạc chân quân tiên thuyền tính cả bên trong thành viên thu sạch nhập hạch tâm thế giới. Nhưng bị quấy rầy về sau, tiên thuyền bị thu đi vào, tiên trong đỏ người, một cái đều không có thể vào. Tất cả mọi người thân hình đều bại lộ ở trong hư không. Tựa như đang lái xe trên đường, mở ra, đột nhiên ô tô không thấy. Đặc biệt xấu hổ. Công đức xà Mỹ nhân đuôi rắn cuốn một cái, đem Tống Thư Hàng bảo hộ ở bên trong. Bạch Long tỷ tỷ thân hình khẽ động, thật nhanh đem còn lại tất cả mọi người tiếp được. Trước tiên lui, Bạch tiền bối phân thân nói. Thừa dịp tai nạn cự quy 33 giận đối béo cầu đại lão thời điểm, trước tiên lui ra không gian quấy nhiễu khu vực. Trong hư không béo cầu ổn định thân hình, hắn dịch thể kim loại trên thân thể xuất hiện vô số lỗ thủng nhỏ. Nhưng là, như thủy ngân thân thể nhất lưu động, những thứ này lỗ thủng nhỏ liền khôi phục như lúc ban đầu. Hắn mắt liếc quy 3. Sau đó lại quay đầu nhìn về Tống Thư Hàng. Quả nhiên vẫn là bá Tống quan trọng hơn. Thế là, hắn vô tình từ bỏ quy ba, trực tiếp hướng Tống Thư Hàng vọt tới. Cường giả dám định thuật, Tống Thư Hàng mắt trái thánh nhân chi nhãn sáng lên, đối béo cầu đại lão chính là một phát. Đương thánh nhân chi nhãn sáng lên lúc, Tống Thư Hàng cảm ứng rõ ràng đến, lần này mang thai ngưng thị cùng dĩ vãng khác biệt. Lần này mang thai ngưng thị, ẩn chứa càng hung mãnh yêu. Khắc cốt yêu. Ban đêm phòng không gối chiếc không tổ nãi kỵ, cầu yêu mến kế tiếp là cái đại cao chiều, ta thiết lập tình hình bên dưới, ngày mai tiếp tục ba canh. Yêu trọng lượng là bao nhiêu? Nếu như nói, Tống Thư Hàng dựa vào bản thân con mắt phát xạ mang thai ngưng thị bên trong yêu trọng lượng là đơn vị một, như vậy dùng thánh nhân chi nhãn phát ra cường giả dám định thuật bên trong ẩn chứa nặng nề yêu, chính là lấy vạn làm đơn vị.
mà lần này mang thai ngưng thị bên trong yêu, so dĩ vãng càng thêm thâm trầm. Chắc lần này mang thai ngưng thị bên trong cái kia thâm trầm yêu, vượt qua cái này đến cái khác thế kỷ, trải qua ngàn vạn năm tuế nguyệt chìm điện, chí ít chỉ 100 triệu. Trước nay chưa có thể đem người đè sập yêu. Có thể nói khắc cốt minh tâm. Phần này yêu, không chỉ có muốn để đối phương bụng mang thai, thậm chí muốn để đối phương tâm, đối phương xương cốt, đối phương mỗi một cái tế bào, đều mang thai. Có thể là bởi vì phần này yêu quá mức nặng nề, Tống Thư Hàng hốc mắt trái chảy xuống một nhóm huyết lệ. Vì yêu rơi lệ. 3. Đạo này mang thai ngưng thị, tốc độ tật khoái. Béo cầu đại lão hóa thân trực tiếp bị đánh trúng. Hoặc là nói, hắn căn bản cũng không có tránh né ý tứ, đầu sắt tùy hứng, hắn đón mang thai ngưng thị một đầu liền đụng vào. Sau một khắc, béo cầu đại lão hóa thân té bay ra ngoài. Đến nhanh đi lại càng nhanh hơn. Tống Thư Hàng đưa tay che mắt trái của chính mình, kích hoạt nghịch kình quyền sáo thượng chỉ rũ thuật trái vành mắt bởi vì vừa rồi đạo này mang thai ngưng thị chính quá tải nóng lên. Lại nói, uy lực này, căn bản không phải mang thai ngưng thị đi. Lại nhưng trực tiếp đem béo cầu đại lão đánh bay. Uy lực này nếu là rơi trên người bát phẩm huyền thánh, chỉ ít cũng là một cái lỗ thủng lớn. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình thân ở tại Nho gia nguyên nhân, Nho gia thánh nhân con mắt đạt được gia trì, đạt được siêu trình độ phát huy. Như vậy, đạo này mang thai ngưng thị, sẽ hữu hiệu quả sao? Tống Thư Hàng con mắt còn lại nhìn về phía béo cầu đại lão. Nơi xa, bị đánh bay béo cầu đại lão trong miệng phát ra kỳ quái tiếng kêu, hắn ken két kêu, tựa hồ phi thường thống khổ. Theo lý thuyết, lúc này hắn không tiếp tục sử dụng vân tước tử nhục thân. Tự thân không bị cảnh giới hạn chế, hẳn là có thể miễn dịch cường giả giám định thuật. Nhưng đạo này yêu khắc cốt minh tâm mang thai ngưng thị, trực tiếp tác dụng tại thân thể nó chỗ sâu. Mặc dù phần bụng không có bành trướng mang thai, nhưng này loại thống khổ trực tiếp tác dụng tại béo cầu đại lão trên linh hồn tựa như là Tống Thư Hàng sử dụng xem xét bí pháp sau thanh toán đại giới. Mà tai nạn cự quy 33, cũng nắm lấy cơ hội, đối béo cầu đại lão khởi xướng một chuỗi công kích. Thân hình của nó xuyên thẳng qua hư không, song chảo hướng phía béo cầu đại lão nhẹ nhàng vạch một cái. Sắc bén song chảo, mang đến thần binh đồng dạng cắt chém tổn thương đây là tai nạn cự quy nhất hệ chiến đấu thần thông trảm đạo cắt chém, phát huy đến cực hạn lúc, tại cắt chém nhục thân lúc lại cho linh hồn mang đến ngang nhau trình độ tổn thương. Bất quá, tai nạn cự quy 33 bình thường dùng hắn đến mở ra trên người đối thủ tầng kia tầng phòng ngự, sắc bén trảm đạo cắt chém dùng để phá vỡ hộ thể phòng ngự đặc biệt tiện lợi. Mở ra phòng ngự về sau, quy ba há mồm đối béo cầu đại lão thân thể phun ra tràn ngập nước bọt long tức. Chớ xem thường long tức bên trong nước bọt, bọn chúng có thể tạo được lửa cháy đổ thêm dầu hiệu quả, để long tức uy lực biến càng khủng bố hơn. Mà lại, bọn chúng một khi đính vào trên người địch nhân, liền có thể kéo dài thiêu đốt tổn thương địch nhân. Nếu như ngày nào trên thế giới dầu hỏa tài nguyên tiêu hao sạch sẽ, quy ba cung cấp nước bọt, có lẽ có thể tạo được thay thế dầu hỏa hiệu quả. Không chỉ có như thế, nhổ nước miếng còn có thể đối có bệnh thích sạch sẽ địch nhân tạo thành trên tâm lý tổn thương. Hụt 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 long tức đem béo cầu thân thể thôn phệ, long tức bên trong dinh dính nước bọt càng là dính béo cầu một thân. Một kích thành công về sau, quy ba nhanh chóng dùng siêu thời không dạo bước thiên phú tránh lui ra, không cùng béo cầu đại lão đối kháng chính diện. Tai nạn cự quy nhất hệ mặc dù phòng ngự xuất sắc, bất quá bọn chúng chủng tộc thiên phú nhất định bọn chúng thích hợp nhất cùng người đánh du kích chiến. Kém cỏi, béo cầu trong miệng phát ra một cái âm tiết. Sau một khắc, thân thể của nó tầng ngoài sinh ra thôn phệ chi lực, trực tiếp đem long tức cùng miệng rồng nước toàn bộ thôn phệ. Long tức chi hỏa dập tắt. Sau đó, hắn bên ngoài thân như thủy ngân lưu động, chữa trị. Một lát sau, béo cầu từ nhìn bề ngoài, vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì. Tâm ma xích tiêu kiếm nói, không biết xấu hổ, lại nhưng ăn người ta quy ba nước bọt. Tống Thư Hàng. Lúc này, béo cầu đại lão thân thể, lẳng lặng đứng ở trong hư không. Thỉnh thoảng sẽ run run một chút, đại khái là bởi vì lúc trước cái kia đạo yêu thâm trầm mang thai ngưng thị nguyên nhân. Một lát sau, ánh mắt của nó nhìn về phía Nho gia đại địa. Hắn tựa hồ cũng có thể nhìn thấy cái kia cháy hừng hực chấp niệm chi hỏa. Béo cầu đại lão hóa thân miệng tuét ra, lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu. Sau một khắc, hắn nhấc chân cất bước. Đông. Một cước bước ra. Cửu U chúa tể cái kia chí cường vô địch khí tức ép xuống,
hủy diệt lực lượng theo cái này tùy ý một cước, đánh phía Nho gia địa bàn, thiên địa chấn động. Hắn đây là muốn một hơi đem Nho gia từ trên thế giới triệt để xóa đi. Xa xa Quỳ Ba biến sắc, hắn vội vàng ở bên người chống ra một mảnh dị tượng, trường sinh giả đại đạo vòng ánh sáng tại hắn long thủ phía sau hiển hiện. Hắn tại bên cạnh mình chống lên một vùng không gian tịnh thổ, dùng để chống cự một cước này chi uy. Ách, tâm ma động bên trong âm ảnh lãnh chúa phát ra tiếng. Hắn lúc đầu chỉ muốn yên lặng làm cái quần chúng vây xem, hiện tại xem ra đương một cái quần chúng vây xem cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Âm ảnh lãnh chúa lực lượng, trong nháy mắt từ tâm ma động bên trong khuếch tán ra đến, phô thiên cái địa, sát na ở giữa bao phủ cả cái Nho gia. Đối với hắn mà nói, thủ hộ Nho gia cũng là thuận tay sự. Thế là hôm nay tâm tình không tệ hắn, liền thuận tay giúp Nho gia một lần. Oanh! Béo cầu đại lão một cước chỉ uy cùng âm ảnh lãnh chúa bóng tối lực lượng va chạm cùng một chỗ. Hai loại chí cường lực lượng, tương hỗ thôn phệ, va chạm. Cái này đã không chỉ là đơn giản phương diện lực lượng va chạm, giấu ở lực lượng sau là pháp tắc ở giữa đối kháng, thần hồn phương diện thăm dò. Nho ra đại địa mặt đất, nhao nhao giãn nứt ra, trận pháp bảo vệ băng diệt, trên mặt đất có ngọn lửa màu đen hiển hiện thiêu đốt hết thảy, đây là có âm ảnh lãnh chúa thủ hộ phía dưới tình huống. Béo cầu đại lão ánh mắt chằm chằm vào âm ảnh lãnh chúa. Âm ảnh lãnh chúa thân thể chậm rãi trở lại tâm ma động bên trong, không sợ chút nào tôn này cửu u chúa tể hóa thân. Ngươi lại có thể ngăn lại được ta mấy lần? Béo cầu hóa thân trong miệng phát ra thanh âm lạnh như băng. Ta chỉ là cái vô tội trúng đạn người qua đường giáp. Âm ảnh lãnh chúa trả lời. Béo cầu chậm rãi nói, người nào ngăn ta? Oanh! Quỳ Ba lại bắt lấy thời gian cho béo cầu hóa thân tới một phát long hống pháo, cái kia xé rách không gian chùm sáng hung hăng đánh vào béo cầu trên người, chùm sáng mang theo đánh bay hiệu quả, béo cầu lại một lần nữa bị đánh bay. Nho ra mặt đất khô nứt, nước hồ bốc hơi, cỏ cây héo úa. Mà tại bóng tối chi chủ trong mắt, cái kia cháy hừng hực chấp niệm chi hỏa biến càng thêm tràn đầy. Trong hư không, Tống Thư Hàng tay phải bắt đầu nóng lên là âm ảnh thánh địa vòng tay. Hắn biến xích hồng, như đốt nóng gang. Chuyện gì xảy ra, Tống Thư Hàng thật nhanh đập một phát dưỡng đao thuật đi lên, để nó lãnh tĩnh một chút. Ong ong ong, âm ảnh thánh địa vòng tay bên trên đạo văn, biến càng thêm phức tạp. Tiến hóa, tâm ma xích tiêu kiếm không dám tin nói. Bản thể của nó chỉ ít kinh lịch mấy trăm lần đại bảo kiếm về sau, mới đạt tới nửa tiến hóa trạng thái. Cái này âm ảnh thánh địa vòng tay. Nhiều nhất chỉ trải qua 10 phát đại bảo. Dưỡng đao thuật, liền tiến hóa rồi. Chẳng lẽ ta liền một chiếc vòng tay cũng không bằng? Tâm ma xích tiêu kiếm nội tâm phi thường xoắn xuýt. Không, không đúng, khẳng định là bởi vì ta quá xuất sắc nguyên nhân, sở dĩ ta tiến hóa lên độ khó muốn đặc biệt cao. Cái tay này vòng tay tại tư chất phương diện kém xa ta, sở dĩ hắn tiến hóa liền đặc biệt dễ dàng. Khẳng định là như vậy không sai. Xích tiêu kiếm tiền bối cho mình tìm kiếm an ủi lý do. Kỳ thật thân là một đầu tâm ma, ghen ghét là rất cơ bản năng lực, nhưng vì chính mình tìm kiếm bản thân an ủi lý do liền không quá tâm ma. Âm ảnh thánh địa tiến hóa. Vòng tay thượng đạo văn lan tràn ra, cuối cùng những thứ này đạo văn lại nhưng trực tiếp từ vòng tay dài đi ra, một mực dài đến Tống Thư Hàng trên cổ tay. Thông qua đạo văn, Tống Thư Hàng cùng âm ảnh thánh địa vòng tay một mực liên hệ với nhau. Sau đó, mắt phải của hắn sáng lên, hắn thấy được cháy hừng hực hỏa diễm, tràn đầy Nho ra mỗi một tấc đất. Chấp niệm chi hỏa, Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Không cần người khác trả lời, trong lòng của hắn đã biết đáp án. Cái này tràn đầy Nho ra mỗi một tấc đất hỏa diễm, chính là chấp niệm chi hỏa. Mà lại, cái kia nóng lên mắt trái nói cho hắn biết, cái này rất có thể chính là Nho ra thánh nhân chấp niệm chi hỏa. Cũng đúng. Núi nhỏ giống như vân tước tử tiên tử thân thể linh kiện béo cầu đại lão hóa thân, hai vị này đối Nho gia thánh nhân tới nói đều là nhân sinh nhân vật mấu chốt. Một cái là yêu nhất, một cái là chán ghét nhất. Thánh nhân chấp niệm, đương nhiên sẽ bị kích hoạt đi ra. Như vậy, muốn hay không thừa cơ đem thánh nhân chấp niệm chi hỏa hóa thành bóng tối, phụ thể đối một đợt béo cầu đại lão. Không nên không nên, mãnh liệt dục vọng cầu sinh. Để Tống Thư Hàng cố đè xuống cái này dục dịch suy nghĩ. Trước đó, chỉ là một cái khe nứt lớn phạm vi bất diệt chi chủ chấp niệm, thiếu chút nữa đem hắn cái này đáng thương hàng lởm huyền thánh no bạo.
cuối cùng vẫn là bạch tiền bối tế ra đầu kia bất diệt chi chủ ma niệm trợ hắn chống xuống tới. Hiện tại, cái này thiêu đốt lên cả cái nho gia thánh nhân chấp niệm nếu là phụ thể. Ngày này sang năm, chính là hắn Tống mỗ nhân ngày rỗ. Dùng không nổi, dùng không nổi, Tống Thư Hàng nói khẽ. Lời tuy như thế, nhưng là tay phải của hắn, lại vừa ngoan tâm, hướng âm ảnh thánh địa vòng tay bên trong rót vào linh lực ngoài miệng mặc dù nói như vậy, thân thể cũng rất thành thật. Bởi vì không có lựa chọn nào khác. Béo cầu đại lão chính diện đối hắn, bạch tiền bối bên kia khả năng bị hố, không có chút nào tin tức. Âm ảnh lãnh chúa tiền bối rõ ràng là người qua đường hình thức, chỉ cần công kích không lan đến hắn, hắn liền sẽ an tĩnh làm cái quần chúng vây xem. Quy ba ngược lại là minh hữu, nhưng bằng hắn một rùa, căn bản là không có cách ngăn trở béo cầu đại lão. Lúc này nếu muốn tự cứu, chỉ có kích hoạt thánh nhân chấp niệm, mượn nhờ nho gia thánh nhân lực lượng. Còn nữa, hắn cũng không có khả năng nhìn lấy nho gia bị béo cầu hủy diệt. Âm ảnh thánh địa kích hoạt, thiêu đốt lên nho gia mỗi một tấc đất chấp niệm chi hỏa, hóa thành dòng lũ, đi ngược dòng nước, mãnh liệt tụ tập tại Tống Thư Hàng bên người. Cho dù là không cách nào nhìn thấy chấp niệm chi hỏa Tô Thị A Thập Lục bọn người, cũng có thể cảm giác được Tống Thư Hàng bên người nhiệt độ kịch liệt tăng lên. Tâm ma động bên trong, âm ảnh lãnh chúa biến ra một cái tay, lại biến ra một cái cằm, sau đó hắn lấy tay không ngừng mài lên cằm của mình, khẽ thở dài, ta âm ảnh thánh địa A. Muốn xong. Lúc trước hắn liền tính toán qua, nếu như là khổng lồ như thế thánh nhân chấp niệm, bị âm ảnh thánh địa chuyển hóa. Có thể kích phát ra mạnh cỡ nào lực lượng không nói trước, âm ảnh thánh địa khẳng định đến xong đời. Huống chi, âm ảnh thánh địa vòng tay vừa kích phát xong bất diệt chi chủ chấp niệm, cũng còn không có tới kịp nghỉ ngơi, liền lại đưa vào sử dụng. Đau lòng. Âm ảnh thánh địa vòng tay, là hắn rất ưa thích bảo vật. Cũng không biết bá Tống Huyền Thánh đến lúc đó đền nổi không, thân là thiên niên đệ nhất thánh, dù sao cũng phải có chút tích xúc a. Nóng nóng nóng, đây là liền Tống Thư Hàng đều cảm giác đến nóng đau nhiệt độ, liền hắn đối thống khổ nhẫn nại trình độ, đều có chút chịu không được. Bị đánh bay béo cầu thấy cảnh này, đưa tay hất lên, một đạo đen kịt cửu u kiếm khí hướng phía Tống Thư Hàng chém tới. Bạch Long tỷ tỷ thân hình vừa tăng, móng vuốt nhỏ huy vũ liên tục, sát na ở giữa kích hoạt gần trăm loại phòng ngự, ngăn lại cái này hài hước cửu u tà năng kiếm khí. Phía dưới, Quỳ Ba nhãn tình sáng lên mặc dù không biết bá Tống muốn làm gì, nhưng lúc này hắn khẳng định phải phối hợp với bá Tống, ngăn chặn cái này dám đem nữ nhi của hắn trọng thương ra hỏa. Thế là, Quỳ Ba dũng mãnh thẳng lên, chính diện cứng rắn béo cầu hóa thân, phối hợp với Bạch Long tỷ tỷ vì Tống Thư Hàng tranh thủ thời gian. Tống Thư Hàng đã thuần thục kích hoạt lên bản thân tam đại công pháp tôi luyện thân thể, cường hóa bản thân nhục thân. Thánh viên nhóm tay nâng kinh văn, phát ra uy nghiêm tiếng ngâm sướng. Công đức xà mỹ nhân lấy phụ thân phương thức bao trùm toàn thân hắn, dùng công đức chi quang thoải mái thân thể của hắn. Tạo hóa tiên tử hiển hiện, nàng đưa tay đặt tại Tống Thư Hàng hốc mắt trái, chỉ rũ thuật quang mang không ngừng hiển hiện, giảm xuống Tống Thư Hàng trong mắt trái thánh nhân chi nhãn nhiệt độ. Tống tạ ơn, tạo hóa tiên tử nói. Sau đó, nàng cắn nát ngón tay của mình, đem ngón tay của mình đưa tới Tống Thư Hàng trước miệng. Tại nàng đầu ngón tay có một giọt máu nhấp nhô. Thân thể của nàng cấu tạo, ấn lý thuyết là cùng công đức xà mỹ nhân tương tự năng lượng thể, không có khả năng tồn tại máu tươi loại vật chất này. Nhưng hết lần này tới lần khác nàng cắn nát chỗ đầu ngón tay, lại tràn ra một giọt máu. Đây không phải máu tươi của nàng, mà là thánh nhân. Giọt máu này, rơi vào Tống Thư Hàng trong miệng. Ngọt ngào, không có mùi máu tươi. Trừ cái đó ra, liền không có bất kỳ cảm giác gì. Không có loại kia ăn vào thánh huyết về sau, liền toàn thân năng lượng bạo tạc, thân thể không ngừng cường hóa hiệu quả. Cũng không có tinh thần lực không ngừng tăng lên, trực tiếp biến thân làm cường giả tuyệt thế công năng. Mở ra ngươi sương mù hình thức, đồng thời, Tống Thư Hàng bên tai truyền đến Bạch Tiền Bối phân thân. Là Bạch Tiền Bối phân thân đang nhắc nhở hắn. Tống Thư Hàng ngắm nhìn Bạch Tiền Bối phân thân, lập tức trong lòng vừa vững. Cửu Châu nhất hào quần lớn nhất vật biểu tượng Bạch Tiền Bối còn tại bên người, vậy liền đại biểu cho tình thế không có ác liệt đến xấu nhất trình độ. Thế là, Tống Thư Hàng không chút do dự chuyển hóa làm Ngụy Bất Hủ sương mù chi thân hình thức. Thân thể của hắn, hóa thành nhân hình khói đen. Trong khói đen, mơ hồ có thể nhìn thấy một đoàn hào quang bảy màu, đó là Tống Thư Hàng bảo bối thận.
còn có một đầu lập lòe tỏa sáng con ngươi, là thánh nhân chi nhãn. Ngoài ra còn có công đức chi quang, tam đại công pháp tôi luyện thân thể cường hóa quang hiệu, cùng một giọt máu. Không hổ là thánh nhân chi huyết, cái đồ chơi này căn bản là không có cách tiêu hóa. Cũng không biết cái này thánh huyết cuối cùng đều không thể tiêu hóa, có thể hay không bị hắn lôi ra đến. Theo Tống Thư Hàng thân thể hóa thành sương mù chi thân lúc, đầy trời chấp niệm chi hỏa toàn bộ tràn vào Tống Thư Hàng thân thể. Âm ảnh thánh địa năng lực kích hoạt, cái này vô tận thánh nhân chấp niệm chi hỏa, tại Tống Thư Hàng thể nội bị chuyển hóa làm chấp niệm bóng tối lực lượng. Tống Thư Hàng thân thể, bắt đầu dựng lại. Lấy thánh huyết làm hạch tâm, lấy nho ra thánh nhân chi nhãn cầm đầu. Mấy tức sau, sương mù chi thân chấn động, ngừng kết thành thực thể. Một vị người mặc nho sam nam tử, xuất hiện ở trong hư không. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, liền tự có một phen tông sư khí phái. Mọi người đang nhìn đến hắn lúc, chẳng biết tại sao, liền sẽ cảm giác hắn rất sâu. Không cần người khác giới thiệu, thậm chí cũng không có loại kia đáng sợ uy áp loại hình khí tức tiết lộ ra ngoài, chỉ là thật đơn giản hướng cái kia vừa đứng, chính là tông sư một phái, chính là khiến người ta cảm thấy hắn sâu. Nho gia thánh nhân, Bạch Long tỷ tỷ nói. Quả nhiên, Tống Thư Hàng lần này triệu hoán đi ra âm ảnh chấp niệm là thánh nhân. Nếu như là nho gia thánh nhân, hẳn là có thể đối kháng cái kia thể lỏng kim loại người A. Bạch Long tỷ tỷ thân hình cuốn một cái, quấn lấy Tô Thị A thập lục, Bạch tiền bối phân thân, Bạch hạc chân quân, lại lui về phía sau một chút khoảng cách. Cùng quy ba cùng một chỗ đối kháng béo cầu, vì Tống Thư Hàng tranh thủ thời gian quá trình bên trong, nàng tiêu hao rất lớn, đã không có khí lực lại tham dự về sau chiến đấu. Quanh một bên khác, quy ba lần nữa đối béo cầu phun ra khẩu long tức về sau, đồng dạng tránh lui một chút khoảng cách, tùy thời mà động. Trong hư không, lưu lại nho gia thánh nhân cùng béo cầu hóa thân đối lập mà đứng. Tâm ma động bên trong. Chậc chậc chậc, đây chính là vạn năm khó gặp cảnh tượng hoành tráng a. Âm ảnh lãnh chúa nói khẽ. Hắn vốn cho là bá Tống đạo hữu kích hoạt âm ảnh thánh địa vòng tay triệu hoán nho gia thánh nhân chấp niệm lúc, bảo bối của hắn âm ảnh thánh địa sẽ bạo chết. Nhưng không nghĩ tới, bá Tống đạo hữu không biết dùng phương pháp gì, lại nhưng thành công. Âm ảnh thánh địa không những không nổ rơi, tựa hồ còn nâng cao một bước. Mà lại, bá Tống đạo hữu thân thể, cũng rất huyền diệu, cất giấu trong đó liền hắn cũng nhìn không thấu pháp tắc. Thậm chí còn ẩn ẩn có chút bất hủ hương vị. Không hổ là thiên niên đệ nhất thánh, có được đại khí vật, là đứng ở lần này thời đại vàng son ngọn thủy triều nam nhân. Linh lực triều tịch đã đến gần, thiên địa đại biến sắp đến. Mỗi lần, dạng này thời đại, đều bị trường sinh giả cùng kiếp tiên nhóm xưng là tu luyện thời đại vàng son. Nam nhân này, chỉ cần không ngã chết tại trên thủy triều ngọt, tương lai tất có một phen đại thành tựu. Mà lại, triệu hoán ra nho gia thánh nhân âm ảnh chấp niệm, vẫn là như thế cường đại chấp niệm. Nếu như lần này hắn có thể còn sống sót, chỉ là cùng thánh nhân cộng đồng tác chiến kinh nghiệm, cảm ngộ, chính là vô giới chi bảo a. Âm ảnh lãnh chúa nói. Lúc này trong hư không Tống Thư Hàng cùng nho gia thánh nhân âm ảnh chấp niệm, nhất tâm đồng thể. Đến lúc đó thánh nhân lúc chiến đấu mỗi một chi tiết nhỏ, đều sẽ trở thành kinh nghiệm của hắn, đây chính là chư thiên vạn giới vô số cường giả tha thiết ước mơ kỳ ngộ. Ân, điều kiện tiên quyết là bá Tống lần này có thể sống sót. Thân thể của hắn, chống đến sau khi chiến đấu kết thúc, cũng sẽ không bạo thể mới được. Cùng một thời gian, nho ra biên giới vị trí, có không gian chi môn mở ra. Vị kia lái thay đại thúc cùng kim cương tự đại sư thân hình hiển hiện. Bọn hắn vừa kinh lịch một trận đại chiến, tiêu hao không nhỏ. Nhưng cảm ứng được nho ra có biến, bọn hắn lại bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới. Một đuổi tới nho ra về sau, vị kia lái thay đại thúc đột nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trong hư không cái kia đạo thân mang nho sam thân ảnh cái kia đạo vô cùng nhìn quen mắt, nằm mơ đều trong ngực đọc thân ảnh. Bây giờ, đạo thân ảnh này vẫn sống sờ sờ đứng ở trước mặt hắn cách đó không xa. Tựa như là mộng đồng dạng. Lão sư, lái thay đại thúc thấp giọng thì thầm. Sau một khắc, hắn nước mắt rơi như mưa. Bên cạnh kim cương tự đại sư hơi sững sờ về sau, nhanh chóng từ trong ngực lấy ra hai cái bình nhỏ, đem hắn nước mắt toàn bộ chứa xuống tới đây chính là trường sinh giả nước mắt, luyện khí bảo bối tốt. Mà lại, trường sinh giả nước mắt nếu là rớt xuống đất, một đập chính là một cái hố to, thậm chí sẽ vặn vẹo mặt đất hoàn cảnh,
rất có thể trong tương lai sẽ có sinh linh bởi vì tử vong. Đại sư cảm giác mình đây là đang phòng hoãn tương lai, là công đức vô lượng tiến hành. Không chỉ có là lái thay đại thúc, nho ra trên dưới, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn trên bầu trời đạo thân ảnh này. Dù cho không tản mát ra bất luận cái gì một tia lực lượng uy áp, nhưng đạo thân ảnh này đối nho ra tới nói, chính là hết thảy. Vô số tín niệm chi lực, hội tụ ở trên bầu trời đạo thân ảnh này phía trên. Thánh nhân lại hiện ra. Tống Thư Hàng lúc này trạng thái, trước nay chưa có bổng. Đây là hắn tha thiết ước mơ phong cách vẽ. Tiếc nuối duy nhất là, hắn không thể hoàn toàn khống chế hiện tại trạng thái thân thể. Hắn hiện tại, có điểm giống là nhập mộng trạng thái. Tựa như là lấy thánh nhân thân thể làm chủ, ý thức của hắn nhập mộng phụ trên người thánh nhân. Bất quá so nhập mộng đến, muốn càng tự do một số. Hắn cũng có thể đối thân thể tiến hành một số thao tác. Tỷ như, theo hắn tâm niệm vừa động, nguyên bản thu liễm 49 con thánh viên, lại một lần nữa hiển hiện. Một đầu lớn thánh viên lãnh đạo 48 con tiểu thánh viên, thân mang nho sam, tay nâng nho ra kinh thư, ánh mắt trang nghiêm, nhìn chăm chú về phía xa xa béo cầu. Sau đó, lớn thánh viên mở miệng ngâm sướng, sâu 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 sâu. Tiểu thánh viên nhóm tại cái thứ hai nhịp lúc, đi theo phụ họa, sâu 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 sâu. Theo thánh viên nhóm không ngừng tiếng ngâm sướng, độc thuộc về nho ra nhất hệ chính khí năng lượng, không ngừng hội tụ. Mà lại, theo nho ra kim cương thân cùng thánh viên long lực thần công bắt đầu thích ứng thân thể mới về sau, tiểu thánh viên số lượng bắt đầu gia tăng. Bất quá, mới tăng tiểu thánh viên cùng huynh trưởng của bọn nó có chỗ khác biệt mới tăng tiểu thánh viên, là trong suốt. Một đầu lại một đầu trong suốt tiểu thánh viên không ngừng hiển hiện, bọn chúng trong tay đồng dạng bưng lấy trong suốt nho ra kinh thư, gia nhập thánh viên sướng ca ban. Số lượng rất nhanh phá 100, phá 200, phá 300. Mà lại, số lượng còn tại không ngừng tăng lên, trong thời gian ngắn ngay tại nho ra thánh nhân đỉnh đầu tổ hợp thành một chi thánh viên đại quân. Bức cách lập tức liền rơi mất, Xích Tiêu kiếm tiền bối đau lòng nhức óc nói. Nho ra thánh nhân căn bản không cần bất kỳ trang sức gì, đứng ở nơi đó chính là sâu. Cái này đầy trời hầu tử trợ uy, ngược lại có loại vẽ rắn thêm chân cảm giác, bức cách đều rơi mất không ít. Nhưng ta thích, Tống Thư Hàng trả lời. Bạch tiền bối thân là cửu u chúa tể, bức cách cao như vậy, sau lưng của hắn không phải cũng có 12.345 con thánh viên đại quân nha. Đối diện, béo cầu rốt cục lại mở miệng, thánh nhân. Trên người nó mang thai ngưng thị hiệu quả, rốt cục bị khu trừ, hiện tại hắn điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Người khả ái nhất, đột nhiên, từ trên thân thánh nhân phát ra một thanh âm. Béo tâm cầu bên trong sững sờ. Khả ái là cái quỷ gì? Khích lệ hắn. 3. Thánh nhân đột nhiên liền xuất thủ, hữu trưởng của hắn hướng phía béo cầu ấn xuống dưới. Một trưởng phía dưới, ánh sao lấp lánh, hư không phá diệt. Thánh nhân bàn tay ở giữa, mơ hồ có thể thấy được có từng cái tinh cầu hư ảnh sụp đổ, vỡ nát. Béo cầu đồng dạng hai tay vung vẩy, không yếu thế chút nào nghênh đón tiếp lấy. Đối mặt những địch nhân khác công kích, hắn có lẽ sẽ tránh né một chút. Nhưng đối phương là thánh nhân, trong đầu của nó căn bản cũng không có tránh né suy nghĩ. Chính diện đối, tuyệt đối không túng. Béo cầu song trưởng đánh ra, thiên địa lần nữa chấn động, song trưởng của nó ở giữa, có thôn phệ hết thảy hắc động hư ảnh. Oanh! Thánh nhân tay phải cùng béo cầu song trưởng chạm vào nhau, thánh nhân lui về sau một bước, béo cầu lui về sau hai bước. Mà lại, béo cầu trên lồng ngực xuất hiện một cái nhàn nhạt trưởng ấn. Thánh nhân vừa rồi một trưởng kia, xuyên thấu phòng ngự của nó, oanh trên người nó. Hiệp 1, béo cầu hóa thân thua nửa chiêu. Sâu 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 lớn thánh viên trầm giọng ngâm sướng, tiểu thánh viên nhóm thấp giọng có tiết tấu phụ họa. Đau nhức đau nhức đau nhức Tống Thư Hàng trên tinh thần, phun lên một đợt đại giới đau đớn. Thánh nhân cùng béo cầu đối trưởng thời điểm, xem xét bí pháp khởi động. Tống Thư Hàng nội tâm 10 phần sụp đổ. Xem xét bí pháp kích hoạt ngoài ý liệu, hắn chẳng thể nghĩ tới, tại nho ra thánh nhân cùng béo cầu đại lão tuyệt thế cuộc chiến bên trong, hắn xem xét bí pháp muốn đi ra lộ cái mặt. Xem xét béo cầu đại lão muốn thanh toán giá quá lớn, nếu như không dám định ra đồ vật còn tốt, một khi dám định ra chút gì, Tống Thư Hàng rất có thể sẽ trực tiếp bạo thể mà chết. Cửu U chúa tể, dù là chỉ là một bộ hóa thân,
ẩn chứa lượng tin tức cũng phi thường khủng bố. Một đợt kịch liệt đau nhức qua đi, xem xét bí pháp kết quả đi ra. Xem xét thất bại. Kết quả này, tại Tống Thư Hàng trong dự liệu. Đồng thời hắn cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đối với hiện tại hắn tới nói, xem xét thất bại so xem xét thành công muốn tốt. Cùng lúc đó, Thánh Nhân cùng Béo Cầu Đại Lão lần nữa giao phong. Hai người trước đó một trưởng kia, tựa hồ là đang thăm dò lẫn nhau. Thánh Nhân là âm ảnh chấp niệm phụ thể trạng thái, Béo Cầu là hóa thân trạng thái, đều không phải là bọn hắn trạng thái đỉnh phong, sở dĩ thông qua trước đó một trưởng kia, đi thử một chút sâu cạn của đối phương. Lẫn nhau trong lòng hiểu rõ về sau, hai vị chân chính thế gian chí tôn chí cường tồn tại, công lực toàn bộ triển khai. Thánh Nhân chủ động thi triển Nho Gia Kim Cương Thân, phối hợp với Tống Thư Hàng. Phía sau hắn Thánh Viên Quân Đoàn nhóm trong tay Nho Gia Kinh Thư bên trên, xuất hiện kỹ càng Nho Văn. Thánh Viên Sướng Ca Ban nhóm trong tay Kinh Văn, rốt cục không còn là trang trí. Kinh Thư rực rỡ hào quang, kim mang bắn ra bốn phía. Cùng Thánh Nhân âm ảnh chấp niệm nhất tâm đồng thể Tống Thư Hàng, trong lòng liên quan tới Nho Gia Kim Cương Thân lý giải, lĩnh ngộ như cưỡi tên lửa tăng lên. Đây chính là Tống Thư Hàng thích nhất CPU khâu từ ban sơ diệt phượng công tử bài CPU càng về sau bất diệt chi chủ CPU, lại đến hiện tại Nho Gia Thánh Nhân CPU, một đời mạnh hơn một đời. Chính là bởi vì từng đời này CPU, Tống Thư Hàng mới có thể nhanh chóng nắm giữ một số cơ sở nhất, thực dụng pháp thuật cùng võ kỹ. Không biết một hồi có thể hay không từ rất sâu tiền bối trên người học được càng nhiều Nho Gia bí pháp. Tống Thư Hàng trong lòng rất là chờ mong. Hắn thân là tân tấn lục phẩm chân quân hàng lởm bát phẩm huyền thánh, hiện tại phi thường thiếu khuyết pháp thuật, bí thuật, chiến đấu công pháp. Cái gì đều thiếu. Sở dĩ, hắn bức thiết đang mong đợi lần này cùng Béo Cầu Đại Lão cuộc chiến bên trong, có thể từ Thánh Nhân trong tay học được ít đồ. Thánh Nhân phối hợp với Tống Thư Hàng, chủ động kích hoạt lên Nho Gia Kim Cương Thân về sau, nhưng không có lập tức xuất thủ. Hắn bình tĩnh nhìn qua Béo Cầu, mỉm cười. Tiêu chuẩn Nho Gia thức văn nhã hữu lễ mỉm cười, một cái đơn giản thiếu dung, liền có thể hướng người khác bày ra cái gì gọi là Nho Gia phong phạm. Nhưng đối với Béo Cầu tới nói, cái nụ cười này liền vô cùng chán ghét. Thế là, hắn ra tay trước một bước. Hắn đưa tay tại bụng mình vỗ, ông một tiếng, có một đạo kiếm quang từ trong miệng nó phun ra, hóa thành một đạo tấm lụa chém về phía Nho Gia Thánh Nhân. Miệng phun kiếm mang loại phương thức công kích này, tại Béo Cầu trong tay thi triển ra, nhưng có diệt thế uy lực. Trong kiếm quang, ẩn chứa Béo Cầu ý chí, sát cơ, không có gì không chạm. Đối mặt một kiếm này lúc, Tống Thư Hàng cảm giác tinh thần ẩn ẩn nhói nhói, tinh thần hoảng hốt ở giữa, hắn phảng phất thấy được một mảnh núi thây biển máu, vô số nhân loại cường giả, tiên ma, yêu thần, dị tộc cường giả tuyệt thế thây nằm tại trong biển máu, cực độ khủng bố. Trên thực tế, đây thật ra là cửu u chúa tể cơ bản thao tác. Cửu châu nhất hào quần bên trong có mấy cái thành viên, đã từng thấy qua bạch một mặt, liền cảm ứng được cái này núi thây biển máu khủng bố cảm giác. Tống Thư Hàng tinh thần ẩn ẩn nhói nhói thời điểm, Nho Gia Kim Cương Thân tự chủ vận chuyển, thánh viên trong tay kinh thư thượng Nho Văn tỏa sáng. Sau một khắc, Tống Thư Hàng cảm giác thân thể ấm áp, tinh thần chấn động. Sau đó, hắn lần nữa đối mặt cái kia núi thây biển máu dị tượng lúc. Liền không lại có chút không thoải mái, thậm chí, hắn còn có thể giữ vững tinh thần đến, từ cái kia núi thây biển máu bên trong tìm kiếm có hay không cái nào chủng tộc cường giả trưởng tương đối mỹ hình, tương đối thích hợp nhân loại thẩm mỹ quan. Ông, Béo Cầu kiếm mang, trong chớp mắt liền chém tới Thánh Nhân trước mặt. Đối mặt cái này không có gì không chạm một kiếm, Thánh Nhân lại trực tiếp đưa tay vỗ tới. Nho Gia Kim Cương Thân vận chuyển tới cực hạn, Thánh Nhân một trường ở giữa. Có chói mắt đại đạo pháp tắc đi theo. Thật đơn giản một trường, liền trực tiếp đem Béo Cầu kiếm mang đập thành mảnh vỡ. Căn bản không cần thi triển cái gì bí kỹ, thần công. Không học được, không học được, Tống Thư Hàng cảm thán liên tục, đồng thời hắn lại nhìn phía Béo Cầu Đại Lão vị trí lấy Béo Cầu Đại Lão tính cách, công kích sẽ không như thế không còn chút sức lực nào a. A, Béo Cầu Đại Lão đâu? Mới vừa rồi còn tại đối diện Béo Cầu Đại Lão. Như vậy lớn một đầu, làm sao biến mất không thấy? Không tốt. Tống Thư Hàng trong lòng thầm kêu không ổn. Béo Cầu Đại Lão khẳng định phát động tập kích. Đang lúc hắn lo lắng thời khắc, Thánh Nhân phụ thân thân thể lại động. Thánh Nhân tay phải bấm một cái pháp ấn,
quay người hướng trong hư không vỗ. Không gian áp xúc bạo tạc bí pháp. Chính là lần trước Bạch Tiền Bối tại Thánh Tịch Trì bên trong học đến bí pháp, là thánh nhân nghiên cứu ra được đặc biệt nhằm vào không gian đánh lén thủ đoạn. Thánh nhân đang thi triển không gian áp xúc bạo tạc bí pháp thời điểm, Tống Thư Hàng trong lòng cũng hiển hiện rất nhiều cảm ngộ nhưng là, vẫn như cũ là không học được. Đây là không gian hệ bí pháp, không có không gian năng lực cơ sở, đừng nói là học tập bí pháp này, căn bản liền bí pháp lý luận đều không thể lý giải tựa như là một cái chưa từng học qua tiếng Trung người ngoại quốc, trực tiếp tiếp xúc đến thể văn ngôn đồng dạng. Rõ ràng tự thể nghiệm một thanh không gian áp xúc bạo tạc bí pháp quá trình, nhưng ngoại trừ một chút xíu thi pháp khoái cảm bên ngoài, còn lại cái gì đều không học được. Không học được, không học được. Oanh! Thánh nhân dưới bàn tay, không gian kịch liệt bạo tạc. Trong hư không, trực tiếp bị tạc ra một cái vô tự thứ nguyên không gian. Vô số không gian mảnh vỡ hình thành một phàm nhân không cách nào đặt chân rảo sát không gian. Béo cầu hóa thân thân hình chật vật xuất hiện ở cái này vô tự trong không gian thứ nguyên. Không gian uy lực nổ tung cùng không gian mảnh vỡ cắt chém chi lực, toàn bộ rắn chắc rơi xuống người nó. Thánh nhân lần nữa lộ ra nho nhã lễ độ văn nhã mỉm cười. Vô tự không gian thứ nguyên bên trong béo cầu phát ra đè nén gầm rú, thánh nhân. Sau một khắc, từ sau lưng của nó có một cái khổng lồ cứ điểm thành lũy mọc ra tựa như là thiên sứ triển khai bản thân cánh, béo cầu hóa thân phía sau duỗi ra vô số cái ống, đường dây, còn có Tống Thư Hàng xem không hiểu linh kiện, cuối cùng tổ hợp thành một cái muốn Siribian lũy. Đếm không hết họng pháo, phù văn gai nhọn, còn có rất nhiều Tống Thư Hàng hoàn toàn xem không hiểu vũ khí công kích, từ muốn Siribian lũy bên trong toát ra, khóa chặt thánh nhân. Rầm rầm rầm. Muốn Siribian lũy toàn lực khai hỏa. Mỗi một đạo công kích cũng như cùng một cái tinh hà, mỗi một kích huy lực, đều viễn siêu Tống Thư Hàng trải qua thị cấp trưởng tâm lôi, mà công kích như vậy, lại còn là phô thiên cái địa thức. Thánh nhân không chút hoang mang đưa tay, tại trước người mình vạch một cái. Sát na ở giữa, một thiên văn chương xuất hiện ở trước mặt hắn, số lượng từ chừng hơn vạn số lượng. Văn chương sử dụng văn tự, là độc thuộc về thánh nhân nho văn. Là thánh nhân đạo cụ hiện hóa. Thánh nhân lại đưa tay tại thiên văn chương này thượng một điểm, cả bản văn chương nho văn, đón lấy béo cầu hỏa lực. Một chiêu này, Tống Thư Hàng vẫn như cũ không học được. Nhưng Tống Thư Hàng có thể khẳng định, bạn chí thân của hắn khẳng định rất ưa thích thánh nhân một chiêu này, đưa tay vạch một cái chính là vạn chữ văn chương. Nho gia văn thánh nhân độc quyền, đế văn là thiên đế độc quyền. Loại vật này căn bản không có cách nào học. Liền xem như lúc trước nho ra 13 kiếp thiên, đi đều là nho ra các loại đạo, lại lấy được thánh nhân thân truyền thụ, cũng chỉ có 4 người học được nho văn phỏng theo bản, uy lực cùng nguyên bản so kém xa. Mà lại liền xem như phỏng theo bản nho văn, không có kiếp thiên cấp cảnh giới, cũng căn bản không thi triển ra được. Nói cách khác, Tống Thư Hàng ngoại trừ đã sớm học được nho ra kim cương thân tăng không ít điểm kinh nghiệm bên ngoài, cái gì đều không học được. Chủ yếu là thánh nhân quá sâu. Sau đó béo cầu đại lão cũng phi thường sâu. Hai người giao thủ ở giữa, một số phổ thông thủ đoạn, bí pháp căn bản không có hiệu quả, cũng sẽ không phát huy được tác dụng. Muốn thi triển đều là thế gian đỉnh tiêm thủ đoạn. Hết lần này tới lần khác những thứ này đỉnh tiêm thủ đoạn, Tống Thư Hàng đừng nói học tập, liền nhìn đều nhìn không hiểu. Manh Tân gặp gỡ loại tình huống này, ngoại trừ tuyệt vọng bên ngoài, cái gì cũng làm không được. Tại một mảnh quang mang chói mắt cùng bên tai không dứt oanh tạc âm thanh bên trong, nho ra thánh nhân nho văn cùng béo cầu hỏa lực gặp nhau. Nho văn bao trùm béo cầu hỏa lực, lấy một loại thủ đoạn ôn hòa đem hỏa lực uy lực triệt tiêu mất. Loại phương thức này rất tiêu hao tinh lực cùng năng lượng. Nhưng phía dưới là nho ra địa bàn, còn có một số nho ra đệ tử không có tới kịp lui vào kim liên thế giới. Mà lại, hiện thế cũng không phải một cái chiến đấu nơi tốt. Như thánh nhân cùng béo cầu cuộc chiến này đánh xong, hiện thế không sai biệt lắm cũng chơi xong. Đối với cấp bậc này cường giả tới nói, thế giới thực sự quá yếu đuối. Nho ra thánh nhân đang dùng nho văn triệt tiêu béo cầu oanh tạc về sau, tiếp tục mặt mỉm cười. Hắn thả người nhảy lên, nhảy vào cái kia vô tự không gian thứ nguyên bên trong. Đối với cửu phẩm kiếp thiên tới nói đều rất đau đầu vô tự không gian, đối nho ra thánh nhân tới nói liền cùng đi đất bằng đồng dạng nhẹ nhõm. Trong lúc đó, nho văn không ngừng từ bên cạnh hắn hiển hiện, triệt tiêu béo cầu công kích. Bắt đầu chân chính quyết đấu đi, béo cầu đột nhiên lên tiếng nói.
Thánh nhân đưa tay trong hư không vạch một cái, lại là một thiên vạn chữ nho văn đại chương hiển hiện. Lần này, nho văn không có công kích béo cầu, mà là xuất hiện tại vô tự không gian các ngõ ngách. Một cái đen kịt không gian thành hình, bao trùm cả cái nho ra thế giới trên không. Viễn cổ thời đại lúc, thánh nhân tại trở thành chư thiên vạn giới mạnh nhất trước đó, thường xuyên tiếp nhận những cường giả khác khiêu chiến. Đặc biệt là tại đời trước thiên đạo phi thường bốc đồng đột nhiên rời trước về sau, chư thiên vạn giới cường giả chí tôn bắt đầu tranh đoạt thiên đạo chi vị. Những năm đó, thường xuyên hội chiến lực phá trần cường giả, tiến về nho ra khiêu chiến thánh nhân. Cùng những thứ này trường sinh giả ở giữa chiến đấu, bởi vì lực phá hoại cực mạnh nguyên nhân, rất dễ dàng cho năm đó nho ra tạo thành tổn thương. Ngay từ đầu, thánh nhân cũng tận lực đem chiến trường chuyển rời đến trong vũ trụ đi. Nhưng về sau theo khiêu chiến người càng đến càng nhiều, mỗi lần đều cùng người đi vũ trụ đơn đấu lộ vẻ vô cùng phiền phức. Thế là, nho ra thánh nhân trực tiếp sáng tạo một loại đặc thù không gian pháp thuật. Phối hợp pháp thuật này, có thể tại nho ra trên không, chế tạo một cái chuyên môn dùng để chiến đấu không gian. Đây là một cái nội bộ diện tích cực lớn, không có vật gì không gian. Mà lại, bên trong không gian này chiến đấu tràng diện, có thể chiếu đến nho ra trên không, dùng để làm chỉ đạo đệ tử tu luyện tài liệu giảng dạy. Viễn cổ thời đại đại lão tổng là như thế tùy hứng. Niên đại đó, linh khí nồng đậm, thiên tài địa bảo đông đảo, mở như thế một cái chiến đấu không gian so hiện nay cũng dễ dàng rất nhiều. Chỉ là thánh nhân sau khi biến mất, cái không gian này liền rốt cuộc không ai có thể mở ra. Nho ra thành viên, cũng hoài nghi cái không gian này có phải hay không theo thánh nhân vẫn lạc mà hỏng mất. Hôm nay, cái không gian này lại lần nữa tái hiện. Thật sự là, khiến cho người hoài niệm, không gian. Béo cầu đại lão thanh âm có chút cứng ngắc, thậm chí phát ra tiếng thời điểm có chút từ từ tạp âm. Tựa như là radio tín hiệu không tốt lúc cái chủng loại kia tạp âm. Cái không gian này, hắn cũng không lạ lắm. Trong trí nhớ, tại thành đạo trước đó, hắn cùng thánh nhân đại chiến, đã từng ở cái này chiến đấu không gian bên trong tiến hành. Bất quá, cái này chiến đấu không gian dung không được hắn cùng thánh nhân. Cuối cùng hắn cùng thánh nhân rời đi chiến trường, tiến về càng trống trải tinh vực. Nhưng lần này chiến đấu, cũng sẽ không giống, viễn cổ trước đó, như thế. Béo cầu thanh âm đứt quãng. Năm đó hắn, cùng thánh nhân ở giữa đại chiến, cơ hồ toàn bộ hành trình ở vào hạ phong. Nhưng bây giờ khác biệt, bản thể của nó trở thành thiên đạo, hắn thì chấp trưởng cửu u, trở thành cửu u chúa tể. So với năm đó đến, hắn cường đại hàng trăm hàng ngàn lần. Nho ra thánh nhân ôn hòa cười một tiếng, hắn đưa tay giơ lên. Sau lưng hắn cái kia lớn thánh viên ngồi xổm xuống, đem trong tay mình quyển kia nho ra kinh thư đưa cho thánh nhân. Tống Thư Hàng nhìn trợn mắt hốc mồm thánh viên còn có loại này thao tác. Thánh nhân tiếp nhận bản này to lớn nho ra kinh thư, lật ra tờ thứ nhất. Lần này, phía sau hắn những thứ này thánh viên không có phát ra tiếng, bọn chúng toàn bộ giống học sinh đồng dạng, an tĩnh ngồi chồm hổm lấy, phảng phất muốn lắng nghe thánh nhân lão sư nhập học. Thánh nhân đưa tay tại kinh thư thượng nhấn một cái, một chuỗi nho văn từ kinh thư thượng nhảy ra, trong tay hắn ngưng tụ làm một thanh kim sắc kiếm ánh sáng. Lại là Tống Thư Hàng chưa từng nghĩ tới, cũng vô pháp lý giải thủ pháp. Không học được, vẫn là không học được. Không cách nào nắm giữ nho văn, liền không cách nào bắt chước thánh nhân loại này sâu tạc thiên thủ đoạn. Ta đã đem ngươi, siêu việt, béo cầu đại lão trầm giọng nói. Từ từ rầm rầm rầm. Sau lưng nó cái kia cứ điểm thành lũy bên trong, hơn 300 đạo quang pháo, khóa chặt thánh nhân vị trí, điên cuồng nã pháo. Đây là một loại tuyệt đối khóa chặt, một khi bị nhắm chuẩn, liền không cách nào tránh né. Nhưng là, thánh nhân trong tay nho ra kinh thư bên trên, có lệnh béo cầu đều không thể lý giải pháp tắc hiện lên. Thánh nhân cùng Tống Thư Hàng tồn tại, biến suy nghĩ không chừng. Tại cái này pháp tắc quấy nhiễu bên dưới, dẫn đến béo cầu tuyệt đối khóa chặt, không thể cùng lúc khóa chặt thánh nhân hoặc là Tống Thư Hàng. Tuyệt đối khóa chặt mất đi hiệu lực. Thánh nhân cầm trong tay nho ra kinh thư cùng kim sắc kiếm ánh sáng, thân hình linh hoạt như cá, tại cái kia hơn 300 đạo liên tục không ngừng pháo kích bên trong xuyên thẳng qua. Hắn tùy tiện tránh né những cái kia tốc độ ánh sáng, rất nhanh tiếp cận đến béo cầu bên người. Kiếm ánh sáng vung vẩy, một kiếm chạm tại béo cầu trên thân. Đây là khai thiên ích địa một kiếm. Cạch, kiếm ánh sáng bẻ gãy. Béo cầu cứ điểm thành lũy, công phòng nhất thể.
hai đạo cùng loại giảo động cơ giới cánh tay kết cấu, đỡ được thánh nhân kiếm kích, cũng đem kiếm ánh sáng xoắn nát. Một kiếm không bên trong, thánh nhân cũng không có kinh hoàng. Hắn trở tay huy động tay trái nho ra kinh thư, hung hăng dán ở béo cầu trên mặt. Oanh! Tri thức chính là lực lượng, công đức xà mỹ nhân phối âm hợp thời vang lên là bạch tiền bối thanh âm. Nặng nề nho ra kinh thư, khét béo cầu gương mặt đồng thời, cũng vỡ nát ra. Thánh nhân tay trái, ấn tại béo cầu trên mặt. Diệt thế cấp bậc lực lượng tại thánh nhân lòng bàn tay ngưng tụ, thống kích béo cầu hóa thân đầu cỗ này có được hình người hóa thân, đánh nhau so cầu đồng dạng béo cầu bản tôn muốn dẫn cảm giác nhiều. Béo cầu đầu bị oanh hoàn toàn thay đổi. Đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức, Tống Thư Hàng cực kỳ bi thương. Xem xét bí pháp lần nữa kích hoạt tay phải xong đổi tay trái. Nặng nề tinh thần đau đớn là giám định đại giới. Lần này, không còn là xem xét thất bại. Một đoạn ngắn ngắn gọn tin tức bị giám định ra tới. Cửu U Chúa Tể hóa thân viễn trình vô tuyến khống chế. Tống Thư Hàng một mặt mộng bức. Viễn trình vô tuyến khống chế. Có phải hay không còn muốn Wi-Fi kết nối? Nhớ tới Wi-Fi, Tống Thư Hàng liền nhớ lại mấy cái mạng lưới. Hắc Long mạng lưới, công đức võng lạc, cùng bạch tiền bối trên người cũng có cái cấp bậc cao hơn mạng lưới, hắn lần trước thêm bản thân công đức mã QR hảo hữu lúc, còn cần hoán đổi mạng lưới mới có thể tăng thêm. Như vậy béo cầu đại lão viễn trình điều khiển thủ đoạn lại là nhà ai mạng lưới? Có biện pháp nào không đoạn hắn lưới? Tống Thư Hàng suy nghĩ như thế khẽ động. Cùng hắn đang đứng ở một thể đồng tâm trạng thái thánh nhân chấp niệm bóng tối liền tiếp thu được tin tức của hắn. Thánh nhân tay trái vẫn như cũ đặt tại béo cầu hóa thân đầu bên trên, lòng bàn tay không ngừng có lực lượng cường đại ngưng tụ, bạo tạc, tàn phá béo cầu đại lão thịnh thế mỹ nhan. Một chiêu này trước dán mặt sau nổ mặt đánh mặt thủ pháp, Tống Thư Hàng phát hiện mình có thể học cái hình thức ban đầu hắn sẽ trưởng tâm lôi. Lần sau gặp gỡ địch nhân lúc. Nếu như hắn cũng có thể cận thân một tay dán tại trên mặt của đối phương lúc, liền có thể học tập thánh nhân, trong lòng bàn tay không ngừng bộc phát phá hư, dùng bàn tay lôi nổ mặt. Đồng thời, nho ra thánh nhân, tay phải nhanh chóng kích động, trong hư không viết cái này đến cái khác nho văn. Lần này không giống trước đó nhất niệm vạn chữ đại trương khoa trương như vậy, nhưng tốc độ này cũng cùng máy đánh chữ không kém cạnh. Tại béo cầu kịp phản ứng trước đó, thánh nhân tay phải cái kia vô số nho văn xoay chuyển. Hóa thành một điều chữ chi long, cuốn tại béo cầu trên người. Sau một khắc, Tống Thư Hàng cảm giác mình tinh thần phi thăng liền cùng ngồi bạch tiền bối duy nhất một lần phi kiếm hệ liệt lên trời đồng dạng kích thích. Ngay tại Tống Thư Hàng cơ hồ nhịn không được phải gọi lên tiếng thời điểm, loại này phi thăng cảm giác tổng tại yên tĩnh xuống. Sau đó, Tống Thư Hàng thấy được một cái cầu. Ngọa thảo, hắn bị giật nảy mình. Là béo cầu đại lão bản thể. Lần này, béo cầu đại lão bản thể, ở tại nó tổ mới bên trong. Mới tổ vị trí là một cái không gian đặc thù, là cùng tà liên thế giới tương tự ký sinh tại cửu U trên thế giới tiểu thế giới. Dạng này có thể tránh cho lần nữa bị bạch tiền bối tận gốc dọn đi hang ổ. Tống Thư Hàng liếc nhìn lại lúc, phát hiện cái này tổ mới không gian cực lớn, có loại vô biên vô tận cảm giác. Không gian thật lớn bên trong, khắp nơi nổi trôi kim loại màu sắc phù văn. Mỗi một mai phù văn ở giữa, đều có tinh tế cái ống tương liên. Phù văn cùng tinh tế cái ống, tại mới tổ bên trong xây dựng ra một cái to lớn mạng lưới. Tống Thư Hàng trong lòng hơi động, bởi vì béo cầu đại lão tổ mới bên trong loại này mạng lưới xây dựng phương pháp. Cực kỳ giống Hắc Long mạng lưới. Mà tại chương này mạng lưới trọng yếu tiết điểm vị trí, đứng thẳng lấy từng cây trong suốt tinh trụ. Tinh trụ phía dưới, là tràn đầy máy móc khoa huyễn sắc thái nền móng. Toàn bộ thế giới nhìn, tựa như là khoa học cùng hoang tưởng thế giới kết hợp hoàn mỹ. Hắn một chút liền chọn chúng béo cầu đại lão tổ mới phong cách, cảm giác đặc biệt khốc huyễn chờ quay đầu, hắn muốn thử một chút có thể hay không tại bản thân hạch tâm thế giới cả một cái dạng này phong cách vẽ đi ra. Béo cầu đại lão bản thể, ở vào tổ mới chính trung tâm. Từ trên thân thể của nó có ít căn hóa lỏng xúc tu dọc theo đến, cùng trong hư không mạng lưới liền cùng một chỗ. Lúc này, béo cầu đại lão ánh mắt lạnh lùng nhìn qua trong hư không mấy cái hình chiếu hình ảnh. Một cái là nho ra trên không khiêu chiến không gian, béo cầu phân thân cùng nho ra thánh nhân chấp niệm bóng tối chiến đấu hình ảnh. Một cái là một vị nào đó tóc xanh thiên tử, tại cửu U thế giới nhảy nhót tưng bừng hình ảnh. Một cái là bạch tiền bôi tà liên thế giới cổng.
nguyên lai béo cầu đại lão là thông qua phương thức như vậy, tại khống chế từ xa phân thân của mình. Lúc này, béo cầu đại lão bản thể cùng cái này mạng lưới nối liền thành một thể. Muốn bóp nó mạng lưới, để nó ngắt mạng là không thể nào. Đáng tiếc, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Đã không có cách nào trộm nhà, như vậy tốt nhất tại béo cầu đại lão phát hiện lúc trước hắn, về trước đi. Nhe răng cười không nghĩ tới ngươi lại nhưng chạy đến nơi đây, bá Tống con chuột nhỏ. Béo cầu đại lão hình cầu trên thân thể, đột nhiên lại mọc ra một đôi con mắt, cùng Tống Thư Hàng ý thức tương đối nhìn. Béo cầu đại lão ánh mắt, lạnh lùng giống băng dù sao cũng là máy móc hai mắt. Không tốt, bị đại lão phát hiện. Đây là bết bát nhất tình huống. Lại nói, ý thức của ta muốn làm sao trở về. Béo cầu đại lão hình cầu trên thân thể, ngưng tụ ra một đầu kim loại đại thủ, hướng phía Tống Thư Hàng ý thức vị trí chộp tới. Lần này, không còn có người có thể ngăn cản ta đọc đến người ý thức bên trong ẩn tàng bí mật. Béo cầu kim loại đại thủ, trực tiếp bắt ở Tống Thư Hàng ý thức. Tại cửu u thế giới bên trong, cửu u chúa tể gần như không gì làm không được. Cho dù là một sợi ý thức, cũng vô pháp trốn tránh lòng bàn tay của nó. Trước một lần, bạch tại trong trí nhớ của ngươi lừa ta. Lần trước nữa, bạch tại trong trí nhớ của ngươi cùng ta nói thần con mắt, nhìn qua tương lai. Như vậy lần này, bạch con mắt đang nhìn cái gì? Béo cầu đại lão chậm rãi nói. Sau đó, hai tay của nó dùng sức hợp lại. Tống Thư Hàng ý thức bị áp xúc. Chịu đến béo cầu bàn tay áp lực về sau, phanh một tiếng, Tống Thư Hàng cảm giác mình cái này một sợi ý thức hình thái tựa hồ phát sinh biến hóa. Hắn cái này sợi ý thức, biến thành một con mắt. Là nho ra thánh nhân chi nhãn. Thánh nhân trước đó cái kia một đợt thi pháp thao tác, lại nhưng trực tiếp đem ánh mắt của mình đưa vào đến béo cầu đại lão mới tổ bên trong. Mà Tống Thư Hàng cái này sợi ý thức, kỳ thật chỉ là bám vào thánh nhân ánh mắt. Chính là bởi vì bám vào thánh nhân chi nhãn bên trên, Tống Thư Hàng cái này sợi ý thức mới có thể rõ ràng nhìn đến béo cầu đại lão mới tổ cấu tạo, thấy rõ tổ mới bên trong đủ loại chi tiết. Bạch tiền bối con mắt đang nhìn cái gì ta không rõ ràng, nhưng thánh nhân con mắt đang nhìn ngươi đây, béo cầu đại lão. Tống Thư Hàng trong lòng nói. 3. Thánh nhân chi nhãn bên trong, có một đạo quang mang bắn ra. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cường giả dám định thuật. Không, không phải. Thánh nhân cũng không có đối thể lỏng quả cầu kim loại bản thể sử dụng mang thai ngưng thị, cửu u chúa tể bản thể, khẳng định miễn dịch mang thai ngưng thị. Đạo tia sáng này bên trong, ẩn chứa một cái đã sớm phong tồn tốt pháp thuật. Là thánh nhân tại không có vẫn lạc trước khi, liền kèm theo tại bản thân trong ánh mắt bí pháp. Quang mang rơi vào béo cầu đại lão trên thân, sau một khắc có đủ loại dị tượng hiển hiện. Béo cầu phía trên, hiển hiện bắt đầu thất tinh hình chiếu. Béo cầu phía dưới, hiển hiện một cái sơn cốc hư ảnh. Vô số nho ra kinh văn hiển hiện, trông chất như núi, chất đầy cả cái sơn cốc. Lại có cổ trung, cổ cầm hiện hình, không người diễn tấu lại tự nhiên phát ra tiếng vang. Mà tất cả dị tượng kết hợp, cuối cùng tạo thành một tòa cổ mộ. Táng thánh cốc. Đây là thánh nhân phong ấn tại bản thân trong ánh mắt bí pháp. Tựa như là hắn vì chính mình chế tác mộ địa. Béo cầu bản thể, bị cái này bí thuật khốn trụ hai cái sát na. Nơi này là cửu u thế giới, là nó sân nhà. Có thể vây khốn hắn hai cái sát na thời gian, đã phi thường nghịch thiên. Tại béo cầu đại lão bị nhốt sát na, thánh nhân chi nhãn một đầu hướng về phía trước đánh tới. Hắn đâm vào một cái không đáng chú ý cái hộp nhỏ bên trên. Hộp sụp đổ, lộ ra bên trong một đoạn nhỏ xương cốt. Bất hủ chi cốt, Tống Thư Hàng ý thức giật nảy cả mình. Vốn nên bị bạch mang đi bất hủ chi cốt, lại lần nữa xuất hiện tại trước mắt hắn. Trong lúc đang suy tư, thánh nhân chi nhãn áp sát vào xương cốt bên trên, phảng phất muốn cùng hắn hợp làm một thể. Đợi đã, thánh nhân muốn làm cái gì? Tống Thư Hàng trong đầu ý nghĩ đầu tiên chính là thánh nhân có thể hay không tưởng niệm thành tật, cảm ứng được thuộc về vân tức tử tiên tử đồ vật khí tức lúc, liền không tự chủ được nhào tới rồi. Nhưng ngay lúc đó, hắn lại đẩy ngã trước đó ý nghĩ. Bởi vì thánh nhân chi nhãn hành động, hoàn toàn không giống như là lâm thời khởi ý bất kể là ánh mắt hắn bên trong khi còn sống dự lưu pháp thuật kia, vẫn là thánh nhân chi nhãn thẳng tắp vào tới hộp, luôn cảm giác thánh nhân là đã sớm chuẩn bị.
cũng không phải là nói thánh nhân vẫn lạc trước liền dự đoán được béo cầu sẽ cướp đi bất hủ chi cốt, mà là thánh nhân đối Vân Tước Tử mất đi bất hủ chi cốt chuyện này, tựa hồ có chỗ phòng bị. Mặc dù, từ thiếu niên thời kỳ cùng Vân Tước Tử tách rời về sau, thánh nhân tựa hồ không còn có đi gặp nàng, đây có lẽ là nội tâm của hắn bên trong kiêu ngạo tại quấy phá. Nhưng là, thánh nhân vẫn lạc trước, vì Vân Tước Tử lưu lại không ít phòng ngự thủ đoạn. Tống Thư Hàng biết đến thì có chuyên môn chống cự bất diệt chi chủ ma niệm tạo hóa pháp phương nhất hệ. Tình cảm loại vật này, là trong nhân thế nhất không thể nào hiểu được, nhất không cách nào dùng công thức đi tính toán đồ vật. Như vậy, thánh nhân chi nhãn bây giờ muốn làm gì? Một cái to gan giả thiết, lặng yên phù hiện ở Tống Thư Hàng trong đầu. Phục sinh. Bất hủ chi cốt tác dụng lớn nhất, chính là phục sinh a. Vân Tước Tử tiền bối có thể để dành cái kia như ngọn núi nhỏ thân thể linh kiện, dựa vào là chính là bất hủ chi cốt. Nho gia thánh nhân hiện tại còn bảo lưu lấy một con mắt. Thánh nhân chi nhãn bất hủ chi cốt, có thể hay không sinh trưởng ra một cái hoàn chỉnh nho gia thánh nhân đi ra. Nếu như phục sinh, cái kia chính là chân chính thánh nhân đại chiến thể lỏng quả cầu kim loại đại lão, tái hiện năm đó thiên đạo tranh đoạt cuộc chiến. Thánh nhân chi nhãn một mực đính vào Vân Tước Tử bất hủ chi cốt bên trên. Nhưng là, hắn cũng không có phục sinh dấu hiệu. Thừa dịp béo cầu đại lão bản thể còn bị táng thánh cốc trói buộc thời gian bên trong, thánh nhân chi nhãn mang theo bất hủ chi cốt tiến hành không gian khiêu dược. Tống Thư Hàng ý thức theo thánh nhân chi nhãn, lần nữa thể nghiệm phi thăng kích thích cảm giác. Lại là loại kia để cho người ta run chân trời đất quay cuồng. Đương phi thăng kết thúc lúc, Tống Thư Hàng ý thức trở về hiện thế, nho ra trên địa bàn chống không chiến đấu không gian. Thánh nhân chi nhãn trở về hốc mắt trái. Mà khối kia bất hủ chi cốt xuất hiện tại nho ra thánh nhân tay trái. Thánh nhân một cái tay khác cùng béo cầu hóa thân chạm nhau một trường, tại cuồng bạo oanh tạc âm thanh bên trong, hai bóng người riêng phần mình lui lại, tách ra tới. Kết thúc, Tống Thư Hàng ý thức nhìn qua trong tay bất hủ chi cốt. Lần này không có sai. Cái cục xương này tuyệt đối chính là bất hủ chi cốt. Đã mất đi bất hủ chi cốt, béo cầu đại lão lực lượng, liền không cách nào lại kéo dài đến hiện thế, cái kia trước mắt cỗ này hóa thân cũng liền không cách nào lại duy trì hiện trạng. Đến lúc đó, không cần thánh nhân xuất thủ, liền sẽ có thiên phạt xuất hiện, trực tiếp đưa nó hủy diệt. Thánh nhân bàn tay, chăm chú nắm lấy bất hủ chi cốt. Đừng nắm như thế dùng sức a. Tống Thư Hàng liều mạng hướng thánh nhân truyền lại ý niệm của mình, nếu như nắm chặt như thế, sẽ rất đau. A, đau nhức. Xem xét bí pháp lần nữa bị kích hoạt. Tay phải dám định đổi bàn tay trái dám định đổi lại tay phải, kích thích, căn bản không dừng được. Xem xét bất hủ chi cốt đại giới, không thể so với xem xét béo cầu đại lão hóa thân đại giới nhỏ bao nhiêu. Nếu như không phải thánh nhân chấp niệm bóng tối phụ thân, cường hóa Tống Thư Hàng thể chất cùng tinh thần lực. Tống Thư Hàng cảm giác mình hiện tại khẳng định đã bạo thể mà chết. Ba lần giám định đại giới, đều đã trải qua vượt qua hắn tự thân có thể tiếp nhận cực hạn. Bất hủ chi cốt bên trên, có kim sắc thời trung hiển hiện, thời gian nghịch chuyển, đọc đến khối này bất hủ chi cốt thượng tin tức. Xem xét kết quả hiển hiện. Lần này xem xét lại thành công, liên quan tới bất hủ chi cốt tin tức, tràn vào Tống Thư Hàng não hải. Cửu U Chúa Tể béo cầu bí chế cốt, sát bạch số 2, chính là béo cầu Cửu U Chúa Tể, dựa theo Vân Tước Tử tiên tử bất hủ chi cốt chế ra ngụy vật, béo cầu Chúa Tể lấy bản thân bộ phận thân thể làm đại giá, từ bất hủ chi cốt bên trong hấp thu bất hủ chi lực, quán chú nhập cốt. Sát bạch số 2 bên trong, để nó có chính phẩm một chút công năng. Chú thích, vật này, cần không ngừng từ bất hủ chi cốt chính phẩm bên trong hấp thu bất hủ chi lực bổ sung năng lượng sử dụng. Nếu không trong đó tồn trữ bất hủ chi lực chỉ có thể duy trì thời gian rất ngắn. Nói cách khác, loại này ngụy vật, chỉ là một cái nạp điện pin. Tại tràn ngập bất hủ chi lực thời điểm, từ vẻ ngoài cùng cảm giác bên trên, tự cùng chính phẩm không khác. Nhưng một khi trong pin năng lượng dùng hết, không đi một lần nữa bổ sung năng lượng, chính là một cái phế phẩm. Không tốt, bị hố, Tống Thư Hàng nhanh chóng hướng thánh nhân chấp niệm bóng tối đưa ra cảnh cáo. Đó căn bản không phải bất hủ chi cốt, mà là béo cầu đại lão chuyên môn vì đối phó bạch tiền bối khai phát đi ra đồ vật. Đồng thời, Tống Thư Hàng cũng đã đoán được bạch tiền bối nơi đó mất đi tín hiệu là chuyện gì xảy ra. Trước đó bạch tiền bối từ béo cầu hóa thân thể nội lấy đi bất hủ chi cốt khẳng định cũng là loại này ngụy vật.
Cái này cốt, sát bạch số 2 bên trong, khẳng định còn ẩn giấu đi chuyên môn dùng để đối phó bạch tiền bối bẫy dập. Béo cầu đại lão, vậy mà lại bố trí xuống như thế tâm cơ bẫy dập, cùng hắn trước kia phong cách vẽ phi thường không hợp. Tâm cơ cầu. Cảm ứng được Tống Thư Hàng cảnh cáo về sau, nho gia thánh nhân chấp niệm bóng tối lật bàn tay một cái, vô số nho văn hiển hiện, định đem khối này ngụy vật phong ấn. Nhưng là trễ. Từ nơi này khối cốt, sát bạch số 2 bên trong, có như thủy ngân vật chất tuôn ra, quấn ở thánh nhân trên cánh tay. Cái này thủy ngân vật chất, là béo cầu đại lão đau khổ nghiên cứu ra được đối phó bạch phong ấn. Hắn là lấy phong ấn bạch làm mục tiêu, dùng bản thân một bộ phân thân thể làm tài liệu thiết định phong ấn bí pháp. Hữu tâm tính vô tâm, mà lại phong ấn cường độ là cửu u chúa tể bản thể cấp bậc, thánh nhân chấp niệm bóng tối không cách nào tránh thoát. Đắc ý cười, một hòn đá ném hai chim, nhất tiễn song điêu, nhất cử lưỡng tiện, lưỡng toàn tề mỹ. Béo cầu hóa thân thoải mái cười to. Hắn vất vả chế tác bẫy dập, ngay từ đầu chỉ vì hố bạch gia hỏa kia. Không nghĩ tới, thuận tay đem nho gia thánh nhân cũng hố. Béo cầu cả một đời, chưa bao giờ như hôm nay như thế thoải mái qua. Cực kỳ tốt, loại cảm giác này. Hôm nay tuyệt đối là cái đáng giá kỷ niệm thời gian, về sau hàng năm hôm nay, liền làm thành cửu u thế giới giới khánh ngày đi. Tiếc nuối duy nhất là, nơi này là hiện thế. Khối kia cốt, sát bạch số 2 bên trong bất hủ chi lực tiêu hao sạch sẽ, phong ấn nguyên vật liệu cửu u chúa tể bản thể liền sẽ dẫn dắt xuống thiên phạt, bị thiên phạt hủy diệt. Sở dĩ, hắn đến thừa dịp ngụy vật bên trong bất hủ chi lực tiêu hao hết trước đó, đem thánh nhân xử lý. Chiến đấu không gian bên trong tình huống, hình chiếu tại nho gia bên trong. Nguyên bản chiếm thượng phong nho gia thánh nhân đột nhiên bị phong ấn. Nho ra trên dưới tất cả mọi người, nắm chặt nắm đấm. Hình chiếu hình ảnh bên trong. Theo thủy ngân phong ấn hoàn thành, thánh nhân dung mạo bắt đầu phát sinh biến hóa. Trong nháy mắt, thánh nhân bộ dáng giống như là bị cục tẩy lau sạch đi, hiện ra bên trong Tống Thư Hàng hạch tâm. Bá, bá Tống Huyền Thánh. Nho ra trên dưới tất cả mọi người, một mặt mộng bức. Thánh nhân đâu? Chúng ta thánh nhân đâu? Mới vừa rồi còn tại cùng địch nhân chiến đấu thánh nhân, như vậy lớn một cái thánh nhân, đi nơi nào? Làm sao biến thành bá Tống Huyền Thánh rồi? Mộng bức sau một lúc lâu, đột nhiên, một cái to gan suy đoán, phù hiện ở nho gia đại bộ phận thành viên trong đầu. Chẳng lẽ, thánh nhân cùng bá Tống Huyền Thánh ở giữa? Thư Hàng, Tô Thị A Thập Lục lo lắng nhìn về phía Bạch Long Tỷ Tỷ. Bạch Long Tỷ Tỷ lắc đầu. Nho gia thánh nhân chiến đấu không gian. Lấy nàng hiện tại trạng thái căn bản là không có cách cưỡng ép phá vỡ tiến vào. Coi như nàng muốn đi vào trợ Tống Thư Hàng một chút sức lực, cũng có tâm bất lực. Bạch tiền bối phân thân một mặt bình thản nói, ta có lẽ có thể đi vào, bất quá, bằng vào ta hiện tại trạng thái đem bản thân đưa vào về phía sau, cũng chỉ có thể đứng ở bên cạnh hồ 666. Thậm chí lấy hắn hiện tại năng lượng tồn trữ lượng, mới vừa vào đi khả năng liền nhìn không được, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, chỉ có dựa vào Thư Hàng tiểu hữu bản thân. Âm ảnh lãnh chúa tiền bối chẳng biết lúc nào tiến đến đám người bên người, tỉnh táo phân tích nói. Không cần lo lắng, trên người hắn còn có một cái phục sinh trang bị. Bạch Hạc chân quân an ủi chúng nhân nói, nàng nhớ kỹ Tống Thư Hàng nhắc qua, trên người còn có một cái cường lực phục sinh pháp thuật. Nhưng là, thực lực đối phương phi thường cường đại, cũng không biết là lai lịch gì. Loại cấp bậc này tồn tại. Rất có thể một hơi đem bá Tống đạo hữu bóp chết, đều không mang theo cấn tay. Mà lại là thần hình câu diệt cái chủng loại kia bóp chết, liền phục sinh cơ hội cũng không cho. Một người trầm ổn thanh âm vang lên bên tai mọi người. Là Quy Ba thanh âm. Hắn không biết lúc nào rất tự nhiên liền lại gần. Trên thực tế, chỉ cần không gặp Vân Tước tử thân thể linh kiện, tai nạn cự quy nhất tộc là rất tốt trao đổi. Thần hình câu diệt, vậy làm sao bây giờ? Có biện pháp cứu Thư Hàng tiểu hữu sao? Hàng hỏa chân quân ra chạy tới, nôn nóng hỏi. Thư Hàng trong tay, còn có một chương bảo hiểm khoán. Tô Thị A Thập Lục đột nhiên nhớ tới cái gì đều có thể bán đại lão bảo hiểm khoán. Lấy cái gì đều có thể bán đại lão thực lực, có lẽ có thể từ thánh nhân chiến đấu không gian bên trong đem Tống Thư Hàng vớt đi ra. Vấn đề là, lúc này, Thư Hàng có thể nghĩ tới đây chương bảo hiểm khoán sao? Trên thực tế, Tô Thị A Thập Lục lo lắng rất chính xác.
chiến đấu không gian bên trong Tống Thư Hàng, trong đầu hoàn toàn không nghĩ tới cái gì đều có thể bán đại lão tấm kia bảo khoán. Vừa đến, là trước kia bị thiên đế lừa dối, coi là cái gì đều có thể bán đại lão vẫn còn bị hố trạng thái. Thứ hai, Tống Thư Hàng lúc này trong đầu là như thế nào giải trừ Nho Gia Thánh Nhân chấp niệm bóng tối lực lượng bị phong ấn, căn bản không có tới kịp muốn cái khác. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lúc này, muốn làm sao phá giải lần này nguy cơ? Đọc đầu chờ phục sinh. Nhưng là, đối diện thế nhưng là cửu u chúa tể béo cầu đại lão đối phương chỉ cần xuất thủ, bản thân rất có thể sẽ triệt để thân tử đạo tiêu, liền phục sinh đều không cơ hội. Trước kia, ta gặp gỡ tương tự nguy cơ sinh tử thời điểm, là thế nào giải quyết? Công đức xà mỹ nhân bình thiên quan nữ đế hình thức. Hết năng lượng. Xích tiêu kiếm tiền bối phần thiên hỏa diễm đao. Cũng hết năng lượng. Sở các chủ tóc dài hình thức. Vừa đem ba cây ngốc mao cho mượn sở, bất lực. Bạch tiền bối, tại độ kiếp đây. Bạch tiền bối phân thân. Hết năng lượng. Bạch tiền bối, từ khi biết đến bây giờ, lần thứ nhất bị béo cầu thành công hố một thanh. Nhân quả đao, còn không luyện đến nhà, không cách nào như lần trước như thế một hơi dẫn dắt ra bảy vị đại lão lực lượng. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí hủy diệt cự nhân hình thái. Còn chưa đủ béo cầu đại lão đỗi một đợt. Làm người tuyệt vọng khốn cảnh. Đối diện, béo cầu đại lão phân thân giơ cánh tay lên, đáng sợ lực lượng hủy diệt tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ. Dược hoàn. Mặc dù đã chết rất nhiều lần, nhưng lần này, hắn có thể sẽ chết tương đối sạch sẽ. Ta còn chưa kịp tới lấy vợ sinh con, ta còn chưa kịp tới gặp ta chưa xuất thế muội muội. Ta còn chưa kịp tới nhìn thấy bạch tiền bối gả đi. Tống Thư Hàng ánh mắt, nhìn phía trong tay cốt, sát bạch số 2. Đột nhiên, trong đầu hắn linh quang lóe lên. Có lẽ ta còn có thể lại cứu giúp một chút. Tống Thư Hàng khống chế thân thể của mình, chậm rãi giơ cánh tay lên, nhắm ngay béo cầu đại lão. Ồ, còn muốn sinh tử dẫy dụa à? Béo cầu hóa thân bình tĩnh nói, sau đó bàn tay hắn nhắm ngay Tống Thư Hàng. Nhân sinh tự cổ thủy vô tử, nhưng cho dù là chết, ta cũng phải chết có giá trị. Tống Thư Hàng gầm rú nói, ăn ta một chiêu thiên băng địa liệt hủy diệt pháo. Ha ha, đây là tuyệt chiêu của ta, béo cầu đại lão trả lời. Tống Thư Hàng, danh tự là ta nói bừa. Vì cái gì béo cầu đại lão sẽ có như thế kỳ hoa chiêu thức danh tự? Bất quá, thành công. Đánh cược ta tất cả, Tống Thư Hàng gầm rú nói. Sau đó, có một cái ngược lại bậc thang trạng kiến trúc sau lưng hắn hiển hiện. Này cũng lấy hình thang kiến trúc đỉnh, có một chương vương tọa. Tống Thư Hàng tóc chuẩn bị đứng đấy, phóng lên tận trời. Nguyên bản phổ thông tóc ngắn, trong nháy mắt sinh trưởng, mỗi cái tóc dài thượng đều nhiễm lên vàng óng chi sắc. Cái kia kỳ quái vương tọa lực lượng, phụ sau lưng Tống Thư Hàng, hóa thành một đối to lớn quang dực. Quang dực phía trên, có một con xinh đẹp con mắt hiển hiện. Đây đối với quang dực là một tòa cầu nối, hắn có thể làm cho con mắt này lực lượng, bắn ra tới. Cái này xinh đẹp con mắt sau khi xuất hiện, chăm chú tiếp cận béo cầu hóa thân. Bị con mắt này tiếp cận lúc, béo cầu hóa thân lập tức cảm giác toàn thân khó chịu. Trong lúc mơ hồ, cảm giác mình phảng phất bị khắc chế đồng dạng. Mà lại, từ nơi này chỉ xinh đẹp ánh mắt bên trong, có một đạo cường đại ý chí vượt không mà đến, trực tiếp ảnh hưởng béo cầu ý chí. Ảnh hưởng béo cầu, dây dưa hắn. Cái này xinh đẹp con mắt ý chí, là trong bóng tối vì Tống Thư Hàng sau đó phải phát xạ đại chiêu, kéo dài thời gian. Đây là ta lực lượng cuối cùng, Tống Thư Hàng kêu lên, đánh cược ta hết thảy, bảo vật. Tại bàn tay hắn trong lòng, cái viên kia cốt, sát bạch số 2 lập lòe tỏa sáng. Đồng thời, từ Tống Thư Hàng vòng tay pháp khí bên trong, có thật nhiều loạn thất bát tao pháp bảo bay ra đây đều là chiến lợi khí. Phần lớn là từ thiên nhân cái kia thu hoạch, Tống Thư Hàng cùng mình đệ tử cũng không dùng tới pháp khí, đan dược. Đại lượng pháp khí, dung nhập vào Tống Thư Hàng trong lòng bàn tay, cùng cốt. Sát bạch số 2 hội tụ ở cùng một chỗ. Mỗi một kiện bảo vật dung nhập, Tống Thư Hàng trong bàn tay lực lượng, liền trở nên càng mạnh mẽ hơn lớn một điểm. Bất quá những bảo vật này, có thể gia tăng lực lượng, đối béo cầu đại lão tới nói, rất có hạn. Bọn chúng đều là góp đủ số. Bởi vì Tống Thư Hàng muốn thi triển bí pháp, đối pháp khí số lượng có nhất định yêu cầu. Hiến tế chủ lực, là cái viên kia cốt, sát bạch số 2,
ẩn chứa bất hủ chi lực cùng béo cầu bộ phận bản chí bảo. Cái này xương cốt, bây giờ giữ tại Tống Thư Hàng trong tay, là có thể bị hiến tế chi vật. Tất cả pháp khí biến thành năng lượng, độ cao áp xúc, nội liếm. Cuối cùng, hình thành một cái nho nhỏ điểm sáng, tại Tống Thư Hàng đầu ngón tay xoay tròn, quấn quanh. Nhưng là, còn chưa đủ. Dựa vào cốt, sát bạch số 2 hiến tế sau năng lượng, có lẽ có thể trọng thương béo cầu hóa thân, nhưng muốn trực tiếp giải quyết dứt khoát, còn chưa đủ bảo hiểm. Còn có cái gì đồ vật, có thể đầu nhập hiến tế bên trong? Chẳng lẽ, muốn đem tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, quăng vào đi? Hoặc là, tâm ma xích, phi phi phi, loại chuyện này, hắn tuyệt đối sẽ không đi làm. Đang lúc Tống Thư Hàng suy tư thời khắc, theo cốt. Sát bạch số 2 bị hiến tế về sau, thánh nhân chấp niệm bóng tối, thoát khỏi bộ phận trói buộc. Sau một khắc, thánh nhân còn sót lại đại bộ phận năng lượng, không chút do dự chủ động đầu nhập vào Tống Thư Hàng bàn tay ở giữa. Đây chính là thiêu đốt nho ra mỗi một tấc đất thánh nhân chấp niệm, liền âm ảnh lãnh chúa đều cảm thấy kinh ngạc số lượng cùng khối lượng. Cái này chấp niệm năng lượng cường độ, ước tương đương một bộ béo cầu hóa thân. Hiện tại, hắn cùng cốt, sát bạch số 2 cùng một chỗ, vùi đầu vào Tống Thư Hàng trong tay, hiến tế tự thân, trở thành Tống Thư Hàng đầu ngón tay năng lượng một bộ phận. Chỉ để lại một giọt thánh huyết cùng thánh nhân chi nhãn. Đầy đủ. Mà lại, một kích này lực lượng, đạt đến Tống Thư Hàng có thể tiếp nhận cực hạn xương mù bất hủ thân cực hạn. Khắc kim nhất kích thần kích, Tống Thư Hàng run rẩy điểm ra ngón tay của mình. Thanh âm của hắn, tự mang cổn lôi hồi âm hiệu quả, quanh quẩn khắp cả chiến đấu không gian, thậm chí xuyên thấu qua chiến đấu không gian, quanh quẩn khắp cả nho ra trên không. Tất cả mọi người, đều nghe được Tống Thư Hàng một tiếng này đau thấu tim gan tiếng kêu. Đây chính là túi so mặt còn làm sạch bá Tống Huyền Thánh, rút nhà mình ngọn nguồn hiến tế khắc kim nhất kích. Tình hình chiến đấu đã thảm liệt đến loại tình trạng này. Oanh! Tống Thư Hàng đầu ngón tay lực lượng, hóa thành trắng lóa quang mang, chợt lóe lên, rơi vào béo cầu đại lão hóa thân trên người. Giờ khắc này, giữa thiên địa ngoại trừ đạo này trắng lóa quang mang, không gặp lại cái khác. Thánh nhân chiến đấu không gian, đều bị xé nứt. Dưới một kích này, vạn vật đều là diệt. Không có bất kỳ vật gì, có thể dưới một kích này còn sống sót. Tống Thư Hàng cảm giác, liền ngay cả bản thân lần trước đối Hà Chỉ Ma Đế lúc, tập hợp đủ 7 đại chí tôn hách lực lượng chém ra một đao, cũng không bằng một kích này. Bất hủ chi lực béo cầu bộ phận bản thể thánh nhân chấp niệm bóng tối quang rực sau cái kia con mắt truyền tới trợ giúp chi lực. Một kích này, cường đại đến lệnh vạn vật run rẩy. Lái thay đại thúc, ngốc ngốc nhìn qua hình chiếu bên trong một màn này. Đương bá Tống Huyền Thánh điểm ra một chỉ này lúc, hắn trong ấn tượng lão sư thân ảnh, triệt để cùng bá Tống Huyền Thánh chồng vào nhau. Là, lão sư, lái thay đại thúc trầm giọng nói. Năm đó thánh nhân, cũng giống hôm nay bá Tống đồng dạng, xuất hiện đang chiến đấu không gian bên trong, đem hình chiếu dọi tại nho ra mỗi một tấc đất. Niên đại đó, chỉ cần là nho ra đệ tử, đều có thể quan sát thánh nhân cùng người khiêu chiến đại chiến. Mà lại bởi vì là hình chiếu, nho ra đệ tử đang quan sát thời điểm chiến đấu, hoàn toàn không cần lo lắng lại bởi vì cảnh giới quá thấp, bị lực lượng pháp tắc làm bị thương con mắt cùng tâm thần. Năm đó thánh nhân, cũng giống như bây giờ, đang chiến đấu không gian bên trong phóng thích hắn lực lượng cường đại. Hủy diệt hết thảy lực lượng, thậm chí thánh nhân lực phá hoại, cơ hồ muốn vượt qua hiện thế có thể chứa đựng cực hạn. Oanh! Một trận như sấm nổ thanh âm, không ngừng tiếng vọng. Giờ khắc này, tất cả nho ra đệ tử cùng âm ảnh lãnh chúa, Quy Ba, Bạch Long tỉ tỉ đám người trong mắt, chỉ còn lại cái kia màu trắng lóa quang mang. Tô Thị A Thập Lục hai tay nắm chặt, hai mắt mê ly, nhìn qua Tống Thư Hàng cao lớn bóng lưng. Một màn này, một mực lạc ấn vào hôm nay tim của mỗi người bên trong. Màu trắng lóa quang mang về sau, là như là mặt trời chói chang quang mang chói mắt. Khiêu chiến không gian, bị xé nứt thành hai nửa. Cái kia như mặt trời quang mang, một lúc lâu sau, mới chậm rãi tán đi. Cuối cùng, khiêu chiến không gian bên trong đứng đấy người chỉ có một cái Tống Thư Hàng. Béo cầu hóa thân, bị triệt để phá hủy. Lúc này Tống Thư Hàng, trạng thái phi thường hỏng bét, liền xương mù ngụy bất hủ chi thân đều không thể bảo trì. Thân thể của hắn phảng phất bị ép khô đồng dạng, trong thời gian ngắn gầy đến da bọc xương. Hai tay của hắn hư nhược rủ xuống tại bên cạnh thân,
thi triển trời kích cánh tay kia, càng là đốt bị thương một mảnh, máu thịt be bét. Hô hắn thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Thân thể hư nhược ngã về phía sau. Màu đen hoa sen, chủ động hiển hiện, nâng gót chân của hắn. Tạo hóa tiên tử hiển hiện, nhẹ nhàng nâng thân thể của hắn, nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng khẽ vỗ, tạm thời đem thánh nhân chi nhãn thu vào hiện tại tống thư hàng quá hư nhược. Thánh nhân chi nhãn, sẽ trở thành hắn gánh vác. Công đức xà mỹ nhân sau đó hiển hiện, đem tống thư hàng nguyên bản con mắt lắp trở về. Tạo hóa tiên tử tựa ở tống thư hàng bên người, trong miệng không ngừng khẽ gọi lấy, tạ ơn, tạ ơn. Còn sống, tống thư hàng yếu ớt nói. Hôm nay, hắn tống, thành công từ côn trùng tiến hóa làm động vật có vú. Thư hàng, lại ngoan cường còn sống. Hắc hắc hắc, tiểu côn trùng, bóp vẫn chỉ là tương đối cấn tay. Mà động vật có vú, bóp cũng không phải là cấn tay đơn giản như vậy. Sở dĩ, béo cầu đại lão đây là một bắt đầu, liền cho chính nó đâm một cây flash. Công đức xà mỹ nhân từ tống thư hàng vòng tay không gian bên trong móc ra mấy viên đan dược, cho hắn ăn ăn vào, khôi phục trạng thái. Đi, đi xem một chút béo cầu đại lão phân thân, lưu lại cái gì? Tống thư hàng nói. Hắn hy vọng có thể thu về một kiện đồ vật bất hủ chi cốt. Tống thư hàng bước về phía trước một bước, dưới chân hắc liên chủ động hiển hiện, nâng hắn thân thể hư nhược. Một bước, hai bước. Sau đó tống thư hàng thân thể ngừng lại. Bởi vì ở bên cạnh hắn, có một cổ năng lượng bắt đầu chủ động thoải mái thân thể của hắn, tràn vào trong cơ thể của hắn. Là nho gia thánh nhân chấp niệm bóng tối còn sót lại năng lượng. Trước đó đầu nhập khắc kim nhất kích bên trong thánh nhân năng lượng, là từ béo cầu trong phong ấn tránh ra đại bộ phận năng lượng, còn có một phần nhỏ năng lượng, vẫn tồn tại. Chiến hậu, cỗ năng lượng này, chủ động bắt đầu trả lại cho tống thư hàng. Đây có lẽ là thánh nhân ý chí đối tống thư hàng ban thưởng. Tống thư hàng bảy cái tiểu đan điền linh hồ, tại thánh nhân lực lượng liên tục không ngừng tẩm bổ bên dưới, bắt đầu chuyển hóa. Lục phẩm chân quân có bốn cái tiểu cảnh giới, kim đan hóa hồ, hồ thượng mệnh luân, luân hậu thập trọng thiên, thiên thượng hóa liên. Sau đó chính là tiến giai thất phẩm tôn giả cửu trọng nguyên anh. Tống thư hàng bản mệnh đan điền không có hồ hồn, cũng vô pháp ngưng tụ mệnh luân, đi là không long văn kim đan con đường. Nhưng hắn bảy cái tiểu đan điền, đều cùng bình thường tu sĩ đan điền không có khác nhau. Lúc này, bảy cái tiểu đan điền linh hồ phía trên, một hơi toàn bộ bắt đầu ngưng tụ mệnh luân. Tu sĩ mệnh luân, phân thượng trung hạ tam phẩm. Mệnh luân cường đại hay không cùng tu sĩ kim đan long văn, bản mệnh pháp khí, cùng thiên cương có quan hệ. Tống thư hàng bảy cái tiểu kim đan, cơ hồ đều là cửu long văn kim đan cường độ. Cho dù có chút là dị hình đan, không long văn, nhưng ở trên cấp bậc cũng tuyệt đối không kém gì cửu long văn kim đan. Mà bản mệnh pháp khí, hai bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, vô tiền khoáng hậu. Về phần thiên cương, lần trước bắt được thiên cương, bị ướp gia vị ngon miệng đến lôi kiếp bên trong, gia nhập kho thiên kiếp phần món ăn, ăn rất ngon đấy. Lục phẩm chân quân mấy cái tiểu cảnh giới, chuyển tiếp, mỗi cái tiểu cảnh giới ở giữa vòng vòng đan sen. Tu sĩ ngưng tụ mệnh luân càng mạnh, phá vỡ cái tiếp theo tiểu cảnh giới thập trọng thiên lúc, liền càng dễ dàng. Mặt khác, mệnh luân vẫn là một loại thủ đoạn công kích. Hắn có thể giống một cái pháp thuật, bị tế ra, chém giết địch nhân. Liền cùng ngũ phẩm lúc yêu tu phun yêu đan giết địch đồng dạng. Mà lại, mệnh luân không sợ tổn hại, coi như nát, cũng có thể tại linh hồ bên trên trọng sinh. Bất quá, có rất ít lục phẩm chân quân trực tiếp sử dụng mệnh luân công kích địch nhân. Đầu tiên, mệnh luân phương thức công kích tương đối đơn nhất, mà lại uy lực cũng không coi là mạnh. Lại thêm, lục phẩm chân quân bình thường đã là một môn phái cao tầng, trong tay bọn họ nắm giữ lấy các loại cường đại bí pháp, công pháp. Mệnh luân thủ đoạn tấn công như thế này, bình thường lục phẩm chân quân thật đúng là không dùng được. Lúc này, nho ra trên dưới vẫn còn kích động trạng thái, tất cả mọi người ý thức còn hãm sâu tại cái kia đạo trắng lóa quang mang bên trong. Vừa mới cái kia, là tán tài vương tọa đi, Bạch Hạc chân quân lên tiếng nói. Tán tài vương tọa thật là một cái đồ tốt, cửu châu nhất hào quần đạo hữu ở nơi đó có thu hoạch riêng. Đặc biệt là ba hạng đầu thưởng lớn, cửu châu nhất hào quần có vài vị đạo hữu trúng thưởng, ban thưởng 10 phần phong phú. Thư hàng vừa rồi một kích kia, là phối hợp tán tài vương tọa bổ sung thần thông. Bạch tiền bối phân thân hiếu kỳ nói cách khác,
cái này tán tài vương tọa bây giờ đang ở thư hàng trong tay. Có ý tứ. Bạch tiền bối, đối tán tài vương tọa sinh ra hứng thú. Bạch tiền bối đối với tán tài vẫn là rất yêu thích, trên thực tế mỗi lần đạt được bảo vật lúc, hắn cùng các bằng hữu đều là người gặp có phần hình thức, phân bảo vật. Mà lại tống thư hàng vừa rồi cái kia khắc kim nhất kích thần kích huy lực, thật sự làm cho người ưa thích. Bạch tiền bối trực giác nói cho hắn biết, một chiêu này cùng hắn độ phù hợp rất cao. Nói cách khác, lần sau tán tài đại hội mở ra thời điểm, chính là thư hàng chủ trì tán tài rồi. Bạch Hạc Chân Quân suy nghĩ một lát sau, đột nhiên nói, các ngươi nói, thư hàng có năng lực xử lý cái này tán tài đại hội sao? Thân là thiên niên đệ nhất thánh, hắn luôn có chút vốn liếng đi. Tai nạn cự quy ba ba lên tiếng nói. Tô thị A thập lục ngượng ngùng cúi đầu xuống cũng không thể nói cho quy ba, kỳ thật thiên niên đệ nhất thánh bá Tống Hào, là cái hàng lởm huyền thánh A. Quan hệ này đến thư hàng mặt mũi. Mặt khác, coi như người cùng người khác nói bá Tống nhưng thật ra là hàng lởm huyền thánh, ở đây đại lão cũng không có người chịu tin A. Thư hàng hiện tại làm gì đâu? Làm sao dừng lại bất động rồi? Bạch Hạc Chân Quân lại hiếu kỳ hỏi. Tô thị A thập lục ngắm nhìn nhắm mắt bất động Tống Thư Hàng, suy đoán nói, có lẽ, là muốn tăng cảnh giới lên, tính toán thời gian, hẳn là muốn tấn thăng tiểu cảnh giới dáng vẻ. Pháp khắc, lại thăng cấp, Bạch Hạc Chân Quân ngẩng đầu vọng thiên. Hậu sinh khả úy A, Hằng Hỏa Chân Quân cảm thán nói quay đầu hắn liền chuẩn bị trùng kích thất phẩm tôn giả cảnh giới. Không thể để cho Thư Hàng tiểu hữu nhanh như vậy đuổi kịp cảnh giới của hắn. Từ khi hắn trưởng khống nho ra kim liên thế giới về sau, đạt được kim liên thế giới trả lại, hắn cách thất phẩm tôn giả cảnh giới đã chỉ có một đường khoảng cách. Ta âm ảnh thánh địa vòng tay A, âm ảnh lãnh chúa mắt sắc, nhìn thấy Tống Thư Hàng trên tay bản thân pháp khí rách ra. Âm ảnh thánh địa năng lượng quá tải, lúc này vòng tay bên trên tràn đầy vết rách, nhìn qua lúc nào cũng có thể sẽ tan ra thành từng mảnh vỡ nát đồng dạng. Nhưng hết lần này tới lần khác âm ảnh thánh địa lộ dáng vẻ rất hưng phấn, thỉnh thoảng còn tại chấn động một chút. Hắn mỗi chấn động một lần, âm ảnh lãnh chúa tâm liền nắm chặt một lần, sợ hắn chấn lấy, liền đem bản thân làm vỡ nát. Bạch Long tỉ tỉ. Hình ảnh tức thì cảm thật mạnh, luôn cảm giác những chuyện tương tự, phảng phất trên người Tống Thư Hàng phát sinh qua đồng dạng. Đang lúc đám người giao lưu thời điểm, xa xa nho ra các đệ tử trong miệng, vang lên một trận tiếng nghị luận. Những nghị luận này thanh âm lăn lộn thành một mảnh, một mực truyền đến trong tai của mọi người. Bá Tống huyền thánh cùng thánh nhân ở giữa là quan hệ như thế nào? Vì cái gì thánh nhân lại biến thành bá Tống tiền bối bộ dáng? Bá Tống huyền thánh, là thánh nhân chuyển thế sao? Nhất định đúng rồi, bá Tống tiền bối thiên niên đệ nhất thánh, phi thường lợi hại, chư thiên vạn giới ai cũng biết tên của hắn. Mà lại, hắn lần trước giảng pháp thời điểm, giảng chính là nho gia pháp. Còn có mang thai ngưng thị, bá Tống tiền bối rất sớm trước liền sẽ mang thai ngưng thị. Ta nhìn thấy bá Tống tiền bối bối cảnh, liền phảng phất thấy được thánh nhân. Thánh nhân chuyển thế, bá Tống. Hằng Hỏa Chân Quân một trận trầm mặc. Thân là Cửu Châu Nhất Hào Quần thành viên, hắn đối Tống Thư Hàng hiểu rõ, tự nhiên biết Tống Thư Hàng cũng không phải là thánh nhân chuyển thế. Mặc dù Tống Thư Hàng trong giấc mộng phong cách vẽ chính là nho gia phong cách vẽ. Nhưng hắn cùng nho ra một mực là hữu duyên vô phận. Nhưng lúc này, hắn đều không biết muốn làm sao cùng nho ra các đệ tử giải thích trước đó chiến đấu không gian bên trong, nho ra thánh nhân đại biến bá Tống huyền thánh một màn, cho người ấn tượng quá sâu sắc. Ta cảm giác không bao lâu, bá Tống huyền thánh là nho ra thánh nhân chuyển thế nghe đồn, liền sẽ truyền khắp chư thiên vạn giới. Bạch Hạc Chân Quân cười hắc hắc nói. Hằng Hỏa Chân Quân suy tư một lát sau nói, kỳ thật. Việc này đối với chúng ta nho ra ngược lại không có ảnh hưởng gì. Bất quá. Thậm chí còn khả năng ngưng tụ nho ra lòng người. Bất quá, đối Tống Thư Hàng tiểu hữu liền rất bất lợi. Thánh nhân chuyển thế thân phận, sẽ dẫn tới rất nhiều phiền toái không cần thiết cùng ẩn núp địch nhân thăm dò. Thánh nhân năm đó treo lên đánh chư thiên vạn giới, thua ở thánh nhân trong tay địch nhân, phần lớn tâm phục khẩu phục, đây cũng là thánh nhân cường đại nhân cách mị lực biểu hiện. Nhưng cũng có số ít tính cách bóng tối cường giả, sẽ ghi hận trong lòng. Dù sao liền xem như lại vĩ đại, lại cỗ nhân cách mị lực người, cũng không thể làm đến người gặp người thích, người dù sao không phải linh thạch đúng, Bạch đạo hữu có thể là một ngoại lệ. Nếu như bá Tống huyền thánh là nho gia thánh nhân chuyển thế chi thân nghe đồn lưu truyền ra đi,
nói không chừng sẽ dẫn tới những thứ này ghi hận trong lòng cường giả trả thù. Thư Hàng tiểu hữu đã vì Nho gia làm nhiều như vậy, Nho gia tuyệt đối không thể phản hố Thư Hàng tiểu hữu. Việc này, đến lúc đó ta cùng Thư Hàng tiểu hữu thương lượng một chút, xem hắn ý kiến của mình. Sau đó, ta sẽ tận lực cho Nho gia đệ tử nói rõ chân tướng. Chí ít, để Nho gia đệ tử không nên tuyên truyền việc này. Hằng Hỏa chân quân nói. Mặt khác, Thư Hàng tiểu hữu tựa hồ rất thiếu linh thạch. Mặc dù tục điểm, nhưng đến lúc đó tận lực chuẩn bị thêm linh thạch, biểu đạt một chút Nho gia cảm ân chi tình. Chiến đấu không gian bên trong. Tống Thư Hàng đột nhiên ngửa đầu, phát ra một tiếng khí thế bàng bạc thét dài. Cả cái chiến đấu không gian đều quanh quẩn tiếng hú của hắn. Trong cơ thể hắn 7 cái tiểu linh hồ bên trong, một hơi toàn bộ ngưng tụ ra mệnh luân. 7 cái mệnh luân đồng thời sinh ra, không cách nào ngôn ngữ thoải mái cảm giác xông lên đầu, để Tống Thư Hàng nhìn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Kêu kêu. Đột nhiên, Tống Thư Hàng đầu rơi mất. Chính thét dài chạng đầu, bị khăn lụa buộc lên, treo rũ xuống tới phía sau. Kinh dị hình ảnh, bị hình chiếu đến Nho gia mỗi một tấc đất. Nho gia tất cả đệ tử, đều bị dọa phát sợ. Tống Thư Hàng. Bạch tiền bối cắt đầu thủ pháp, hiệu quả viễn siêu Tống Thư Hàng tưởng tượng. Liền xem như thi triển ngụy bất hủ xương mù hóa thân đem đầu dính trở về, nhưng khôi phục nhục thân về sau, cái này đầu lại còn là đoạn, ngửa mặt lên trời thét dài độ cong hơi lớn một chút, đầu này liền dính không được. Đây cũng không phải là vật lý cấp độ kỵ sĩ không đầu, mà là dính đến pháp tắc cấp độ. Thế là, nguyên bản tiếng thét dài khí thế bàng bạc Tống Thư Hàng, yên lặng ngưng lại tiếng thét dài cũng không thể để đầu treo ở trên lưng tiếp tục thét dài đúng không? Hắn yên lặng duỗi ra hai tay, tại Nho gia các đệ tử kinh ngạc đến ngây người trong ánh mắt, đầu ở đầu của mình, đưa nó ấn trở về, thả lại trên cổ của mình. Tràng diện một lần 10 phần yên tĩnh. Nghĩ nghĩ về sau, Tống Thư Hàng tiếp tục ngẩng đầu mặt không thay đổi thét dài một đợt, đem trước phanh lại thét dài cho rít gào xong. Cũng không phải là vì trang xong bức tại đầu hắn đến rơi xuống trong nháy mắt, cái gì bức đều đã trải qua xong. Thuần túy là hắn hiện tại thể nội 7 cái mệnh luân một hơi sinh ra, cái này đợt sảng khoái cảm giác, không rít gào thượng như vậy một cuống họng, đè nén khó chịu. Tu luyện thật là kiện phi thường thoải mái sự tình. Vì cái gì tu sĩ bế quan cái 10 năm 8 năm đều có thể nhẫn nại được tịch mịch. Đó còn cần phải nói sao? Bởi vì tu luyện thoải mái a. Đừng tưởng rằng bế quan tu luyện là rất buồn khổ sự tình, trên thực tế tu luyện khoái hoạt, là người ngoài không cách nào tưởng tượng. Bất quá lần này, vì phòng ngừa đầu thét lên, đột nhiên lại rơi mất, Tống Thư Hàng thoáng điều chỉnh bên dưới ngửa mặt lên trời thét dài góc độ. Đồng thời, công đức xà mỹ nhân cùng tạo hóa tiên tử hiển hiện, một người một cái tay nhỏ, ở phía sau chống đỡ Tống Thư Hàng đầu, để phòng ngoài ý muốn. Chỉ là nhìn màn này, cũng là rất ấm áp, rất tốt nhìn. Nho ra các đệ tử tại yên tĩnh đã hơn nửa ngày về sau, đột nhiên hữu cơ trí đệ tử, bắt đầu dùng sức vỗ tay. Đây là vì làm dịu xấu hổ. Ba ba Tống thế nhưng là thánh nhân chuyển thế, đừng nói là đầu rơi mất đầu trở về tiếp tục thét dài, dù là hắn là dùng cổ hoặc là cái khác khí quan tiếp tục hoàn thành tiếng thét dài, nho ra đệ tử cũng phải cấp mặt mũi. Tựa như là quân bài trò chơi đồng dạng, có một nhóm nhỏ người bắt đầu vỗ tay về sau, bên cạnh tất cả đệ tử đều minh ngộ tới. Tất cả mọi người cũng bắt đầu nhiệt liệt vì bá Tống Huyền Thánh vỗ tay. Hằng Hỏa chân quân. Tô Thị A thập lục. Bạch Hạc chân quân nói, chúng ta muốn hay không cũng vỗ xuống bàn tay. Vẫn là thôi, sẽ rất lúng túng. Bạch Long tỷ tỷ trả lời. Sách, thật tốt, đại bộ phận đồ vật, bỏ đi đầu liền có thể ăn. Bá Tống liền đầu đều không cần đi, bản thân liền sẽ đến rơi xuống. Quy Ba đột nhiên lên tiếng nói. Tất cả mọi người lập tức kinh dị nhìn về phía Quy Ba. Vẫn là chớ ăn bá Tống đi. Âm ảnh lãnh chúa vì Tống Thư Hàng lên tiếng xin xỏ cho, ta đề cử bá Tống chế tác thiên kiếp thực đơn, hương vị phi thường tán. Ăn đầu bếp, cảm giác là tại mổ gà lấy trứng. Giữ lại bá Tống tại, mới nguồn năng lượng nguyên không ngừng ăn vào ăn ngon. Đúng đúng đúng, gà cũng là phi thường khả ái. Vẫn là không nên giết bá gà. Bạch Hạc chân quân đồng ý nói. Hằng Hỏa chân quân yên lặng ngẩng đầu vọng thiên, người làm công tác văn hóa, không muốn nói chuyện. Chiến đấu không gian bên trong. Tống Thư Hàng rít gào xong, vừa lòng thỏa ý, sau đó hắn tiến nhập nội thị trạng thái,
nhìn xem trong cơ thể mình mới đản sinh 7 cái mệnh luân. Mệnh luân kết cấu cùng kim đan, pháp khí, thiên cương 3 cái có quan hệ. Hắn hình thái hình thức ban đầu đều là một cái bánh xe kết cấu, cụ thể chi tiết, sẽ theo tu sĩ công pháp, kim đan khác biệt có chỗ biến hóa. Tống Thư Hàng đệ nhất tiểu linh hồ là nguyên bản cửu long văn tiểu kim đan biến thành, kim đan cấu đồ là vẫn như cũ là vĩnh bất hãm lạc thánh thành. Linh hồ thượng mệnh luân thì là từ 8 chuôi răng cưa đại đao đầu đuôi tương liên, tạo thành đao luân, mỗi chuôi răng cưa đại đao một bên vẽ lấy vĩnh bất hãm lạc thánh thành, khác một bên vẽ lấy hủy diệt vạn vật cự nhân. Răng cưa đại đao luân, xem xét liền phi thường có khí thế, thuộc về cường công hình mệnh luân. Thứ hai linh hồ là thất thải yêu đan biến thành, kim đan cấu đồ là cái kia vì thế giới mang đến trung yên thánh kiếm, trên hồ mệnh luân cùng kim đan cấu đồ xứng đôi. Là 8 chuôi kiếm bản rộng mũi kiếm đối bên ngoài, tạo thành kiếm luân. Mà lại, cái này 8 chuôi lợi kiếm có thể phân giải. Là kiếm. Đây là 8 thanh kiếm, hàng thật giá thật kiếm. Cái này kiếm luân một khi tế ra, tựa như là tế ra 8 thanh phi kiếm đồng dạng, phi thường xoái khí. Đồng dạng, kim đan cấu đồ đồ án, khắc họa tại kiếm luân mỗi thanh kiếm trên người. Thứ ba linh hồ là công đức toàn cầu. Nguyên bản kim đan cấu đồ là thánh nhân dạy học đồ. Đản sinh mệnh luân là 8 trang sắc bén kim loại trang sách hiện lên 2 cái hình quạt tạo thành trang vòng. Thứ tư linh hồ, từ huyết ma hạch tâm hóa hình mà thành, kết cấu là vô hạn bích thủy các. Cái này linh hồ mệnh luân có chút đặc thù, hắn đúng đúng 8 chuôi kỳ binh xoắn ốc kiếm dây dưa cùng nhau hình thành hình cầu mệnh luân, hẳn là xương nó là cầu luân. Thứ năm linh hồ là máy móc hạch tâm lò phản ứng ngưng tụ thành hình. Kết cấu là 4 ô manga phương thức sáng tạo và hủy diệt chi tinh. Nó mệnh luân rất phù hợp nó đặc sắc, là 8 cái sắc bén bánh răng điệp ra mà thành. Sở dĩ, hắn chính là bánh răng. Thứ 6 linh hồ nguyên hình là cổ vu thần huyết, đây cũng là đối Tống Thư Hàng mà nói 10 phần trọng yếu một cái hạch tâm bởi vì nó kim đan cấu đồ, chính là tấm kia mã QA kim đan đồ án. Nó mệnh luân nhìn bình thường nhất, chính là một cái bát giác mệnh luân, tạm thời nhìn không ra nó đặc sắc tới. Cái cuối cùng linh hồ là hắc long thế giới cổ u long phách biến thành, hắn cùng thứ 6 linh hồ kim đan mã QA hỗ trợ lẫn nhau, nó kim đan cấu đồ chính là bị kết nối thế giới, là công đức xả mỹ nhân sáng tác một tấm lưới lạc. Nó mệnh luân từ tuyến chủ đề kéo dài mà đến, từ 8 cái từ lớn nhỏ đến sắc bén sợi tơ tạo thành vòng vòng, một vòng bộ một vòng, hình thành quyển luân. Nội thị một vòng về sau, Tống Thư Hàng hài lòng nhẹ gật đầu hai vị tiên tử tay nhỏ, vịn đầu của hắn. Mệnh luân sinh ra về sau, công kích của hắn thủ đoạn rốt cục phong phú nhiều. Hôm nay, hắn rốt cục có thể cầm ra, lục phẩm cấp bậc thủ đoạn công kích. Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, 7 cái mệnh luân phá thể mà ra. Răng cưa đao luân, xoái khí kiếm luân, kim thư hiệt luân, xoắn ốc kiếm cầu luân, điệp ra bánh răng, bát giác mệnh luân, vòng vòng đan sen quyên luân. Tu sĩ khác trở tay chính là một mệnh luân. Tống Thư Hàng trở tay chính là 7 cái mệnh luân. Mà lại, cái này 7 cái mệnh luân bên trong, ngoại trừ cái kia bát giác mệnh luân bên ngoài, đều có thể tháo gỡ ra tới. Hắc hắc, ta trở tay chính là 49 đạo mệnh luân công kích, có sợ hay không? Tống Thư Hàng phi thường hài lòng, duy nhất tiếc nuối chính là bản mệnh linh hồ, không cách nào sinh ra mệnh luân. Bằng không mà nói, chỉ cần lại đến một cái mệnh luân, lại vừa vặn có thể kiếm đủ 50 số lượng. Thăng cấp kết thúc, đi, chúng ta đi lục soát chiến lợi phẩm. Tống Thư Hàng vung tay lên, ra hiệu hai vị tiên tử đuổi theo, đi xem một chút béo cầu đại lão hóa thân sau khi chết, có hay không bảo vật lưu lại. Chờ nhặt xong bảo bối, hắn đến thoáng bế cái quan, củng cố hạ cảnh giới. Tống A Ngốc tạo hóa tiên tử lên tiếng hát nói, còn không kết thúc. Tống Thư Hàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, còn không kết thúc, cái gì ý tứ còn không kết thúc. Một lát sau, hắn phát hiện nguyên lai là dung nhập thân thể của mình thánh nhân năng lượng, còn không có sử dụng hết. Tại 7 đại mệnh luân toàn bộ sinh ra về sau, thánh nhân chấp niệm bóng tối chi lực, vẫn còn tiếp tục làm dịu linh hồ cùng mệnh luân. Thánh nhân tựa như một cây ngọn nến, thiêu đốt bản thân, kính dâng tất cả ánh sáng cùng nóng. Mệnh luân về sau, chính là chân quân thập trọng thiên. Tại thánh nhân chi lực gia trì bên dưới, mới sinh 7 cái mệnh luân, bắt đầu không ngừng lớn mạnh. Sau đó hướng phía thập trọng thiên tiểu cảnh giới khởi xướng trùng kích. Chân quân thập trọng thiên trước 4 trọng, trời đối ứng tu sĩ trúc cơ lúc mở ra khiếu huyệt, nhị phẩm tiểu đan điền, tam phẩm kỳ mạch,
cùng tứ phẩm cửu tiên cốt. Trước đây tứ trọng thiên, là tất cả bước vào chân quân cảnh giới tu sĩ, đều có thể vững bước mở tiểu cảnh giới. Khác biệt duy nhất chính là nhìn mệnh luân cường đại hay không, cường đại mệnh luân phá vỡ chân quân thập trọng thiên lúc, tốc độ càng nhanh, hiệu suất càng cao. Trái lại, trùng kích trước bốn trọng thiên cần thời gian, liền càng dài dằng dặc. Mà Tống Thư Hàng chân quân thập trọng thiên phá, nhẹ nhõm làm hắn chính mình cũng không dám tin. Không khác, duy mệnh luân đo. Tu sĩ khác một cái người chỉ có một cái mệnh luân, trùng kích chân quân thập trọng thiên lúc, phải dựa vào cái này một cái mệnh luân liều mạng trùng kích, từng lần một mài cái này thập trọng thiên cảnh giới. Nhưng Tống Thư Hàng mệnh luân có 7 cái. Hắn trùng kích thập trọng thiên lúc, cũng không phải một cái mệnh luân trùng kích một cái linh hồ thập trọng thiên. Mà là trước đem 7 đại mệnh luân toàn bộ gom lại cùng một chỗ. Răng cưa đao luân, xoái khí kiếm luân, kim thư hiệt luân, xoắn ốc kiếm cầu luân, điệp ra bánh răng, bát giác mệnh luân, vòng vòng đan sen quyển luân, tại Tống Thư Hàng hiệu triệu bên dưới, trước tập trung đến thứ nhất tiểu đan điền. 7 đại mệnh luân điên cuồng xoay tròn, hướng lên oanh kích. Không chỉ có như thế. Tống Thư Hàng đang trùng kích chân quân thập trọng thiên cảnh giới lúc, thể nội còn có mấy cỗ lực lượng, tại cường hóa cho 7 con mệnh luân. Tỷ như, công đức xà mỹ nhân công đức chi lực. Thâm hậu tới trình độ nhất định công đức chi lực, là dầu cù là. Bất kể là tu luyện, tấn cấp, độ kiếp, chiến đấu, nó đều có thể tạo được tác dụng. Lại tỷ như, linh quỷ. Tống Thư Hàng thể nội linh quỷ rất điệu thấp đến Tống Thư Hàng có đôi khi đều sẽ quên sự tồn tại của nàng. Nhưng là, linh quỷ ở lúc mấu chốt cuối cùng sẽ đưa đến tác dụng, linh quỷ cùng tu sĩ là một thể đồng tâm, linh quỷ là tu chân giới công nhận tu luyện hách. Bất kể là tu luyện, tấn cấp, độ kiếp, chiến đấu, nó đều có thể tạo được tác dụng. Còn có, hai bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí. Bản mệnh pháp khí, chính là tu sĩ đại biểu. Cường đại bản mệnh pháp khí, ngoại trừ không thể cho tu sĩ sinh con bên ngoài, cái gì đều có thể làm được. Cùng, thánh ấn. Bá Tống Huyền Thánh Ấn, Bá Nho Huyền Ma Ấn, Bá Long Cổ Thánh Ấn, Tam Đại Thánh Ấn có thể mang cho Tống Thư Hàng toàn phương diện, không góc chết gia trì. Đủ loại lực lượng, gia trì tại 7 con mệnh luân phía trên, đưa chúng nó cường hóa đến một cái khoa trương trình độ. Cái này 7 đại mệnh luân, hóa thân thành bánh xe vận mệnh, cuồn cuộn nghiền ép mà qua. Tại bánh xe vận mệnh bên dưới, không có bất kỳ vật gì có thể chống cự. Tu sĩ khác cần bế quan kiên nhẫn mài thập trọng thiên đại môn, cứ như vậy thảm bị 7 con vận mệnh bánh xe ép qua. Khả năng này là tu chân giới thảm nhất thập trọng thiên bình cảnh đại môn. Oanh! Tống Thư Hàng toàn thân chấn động, lại là một trận sảng khoái cảm giác xông lên đầu. Thứ nhất linh hồ chân quân thập trọng thiên tầng thứ nhất, phá. Linh hồ diện tích làm lớn ra một vòng, Tống Thư Hàng tố chất thân thể, tinh thần cường độ, toàn liệu tăng lên một đoạn. Mà lại, bởi vì lần này dung hợp nho ra thánh nhân chấp niệm bóng tối cùng béo cầu đại lão hóa thân chiến đấu, Tống Thư Hàng trong đầu lưu lại không ít liên quan tới thánh nhân chiến đấu cảm ngộ, cảnh giới thể nghiệm, cùng thánh nhân cái kia tan không ra chấp niệm. Những thứ này mơ hồ cảm ngộ cùng thể nghiệm cùng chấp niệm, đều đưa trở thành củng cố Tống Thư Hàng đạo tâm nguyên vật liệu. 7 đại mệnh luân oanh mở thứ nhất linh hồ thập trọng thiên sau đại môn, ngựa không ngừng vó chuyển rời đến thứ hai linh hồ vị trí. Bọn chúng lại một lần nữa xoay tròn, sau đó công đức, tạo hóa, linh quỷ, bản mệnh pháp khí, thánh ấn lực lượng, gia trì trên người chúng. Sau đó, bọn chúng lặp lại thượng một đợt tiết tấu. Oanh! Thứ hai linh hồ chân quân thập trọng thiên bình cảnh, đột phá. Dễ dàng, bá đạo nghiền ép. Sau đó, 7 đại mệnh luân thậm chí đều không cần Tống Thư Hàng chủ động đi khống chế. Bọn chúng chủ động ngưng tụ, chạy tới thứ ba linh hồ. Nghiền ép là một loại phi thường thoải mái sự tình, 7 đại mệnh luân ép đến 2. Oanh thứ tư linh hồ thập trọng thiên, phá. Oanh oanh. Ầm ầm. Đến cuối cùng, mệnh luân nghiền ép chân quân thập trọng thiên tốc độ càng lúc càng nhanh. Nương Tống Thư Hàng còn đắm chìm trong thứ hai linh hồ mở rộng sảng khoái cảm giác bên trong lúc, thứ 3, 4, 5, 6, 7 linh hồ chân quân thập trọng thiên đột phá thoải mái cảm giác, liên tục không ngừng dâng lên. Sảng khoái năm phát liên tục. Tống Thư Hàng thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên. Thoáng có chút thoải mái quá mức. Tống Thư Hàng tự nhận là đối Thống Khổ có được cường đại sự nhẫn nại, hắn cứng rắn thắng hợp kim ý chí có thể tiếp nhận thế gian phần lớn thống khổ. Nhưng đối với sảng khoái,
sự chống cự của hắn năng lực hơi có không đủ. Đây là chỗ thiếu sót, về sau cần thiết phải chú ý, phải nghĩ biện pháp tăng lên sức chống cự. Nhân quả báo ứng, thiên đạo luân hồi, tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối treo ở Tống Thư Hàng sau thắt lưng, vui à nói. Người đang làm, trời đang nhìn. Không phải không báo, thời gian chưa tới. Dưỡng đao thuật 10 liền, 20 liền có phải hay không dùng vô cùng thoải mái. Tống Thư Hàng đây là thụ báo ứng a. Thật vất vả, Tống Thư Hàng rốt cục khôi phục lại. T, khủng bố, Tống Thư Hàng nói khẽ. Một hơi, hắn mệnh luân liền đem 7 đại linh hồ chân quân thập trọng thiên bình cảnh phá xong. Dễ dàng, thậm chí nhìn, 7 đại mệnh luân còn có rất lớn dư lực. Tống Thư Hàng cảm giác mình trạng thái phi thường bổng. Mệnh luân trạng thái cũng 10 phần hoàn mỹ. Cái này trạng thái, có lẽ trực tiếp lại phá nhất trọng thiên, đến thập trọng thiên đệ nhị trọng thiên. Hắn chỉ là suy nghĩ như thế khẽ động. 7 đại mệnh luân liền thật nhanh hành động. Bọn chúng lần nữa xông vào đến thứ nhất linh hồ, xoay tròn lấy ép hướng đáng thương chân quân đệ nhị trọng thiên bình cảnh. Lặp lại phía trên trình tự cùng tiết tấu. Thế như trẻ tre, một hơi, 7 cái đệ nhị trọng thiên bình cảnh toàn bộ cáo phá. Tống Thư Hàng thân thể lại một lần nữa run giống điện thoại chấn động hình thức. Tại nho ra các đệ tử trong mắt, bá Tống tiền bối thét dài xong, đột nhiên lại đứng đấy bất động. Sau đó, bá Tống tiền bối thân thể không ngừng lay động. Đây là làm gì? Nho ra đệ tử xem không hiểu. Bất quá, mơ hồ trong đó có thể cảm giác đến bá Tống tiền bối đang không ngừng phát run thời điểm, khí tức liền biến càng ngày càng mạnh. Bá Tống tiền bối loại này phát run là một loại mạnh lên phương thức. Tâm ma động. Ta có phải hay không nhìn lầm rồi? Tai nạn cự quy ba ba đột nhiên hỏi, vì cái gì ta cảm giác bá Tống huyền thánh là đang ngưng tụ mệnh luân, sau đó đang trùng kích chân quân thập trọng thiên cảnh giới. Hừm, đạo hữu ngươi khẳng định nhìn lầm. Bạch tiền bối phân thân nói, hắn mặt đơ dáng vẻ đặc biệt đáng tin, đó là một loại pháp thuật, cùng mệnh luân tương tự pháp thuật. Sở dĩ, bá Tống mới có thể một hơi tế ra 7 cái tới. Hẳn là hắn trong chiến đấu có điều ngộ ra, tại sáng tạo một loại hình công kích bí pháp. Mặt đơ thích hợp nhất chứng trạc đàng hoàng nói hưu nói vượt. Có đạo lý, Quy Ba nói. Sở dĩ bá Tống vẫn là bá Tống. Vậy thì chờ hắn đi ra, liền phun hắn một thanh bát phẩm cấp rùa giống pháo, xem như thay nữ nhi thù, sau đó hắn liền lóe. Bát phẩm cấp rùa giống pháo, hẳn là sẽ không cho bá Tống tạo thành quá lớn thương thế. Vạn chúng chú mục bên trong, Tống Thư Hàng thân thể vẫn còn điện thoại chấn động hình thức, chấn không ngừng. Cái này hình thức có độc, một khi rơi vào về phía sau, liền bắt đầu vô hạn tuần hoàn, trong thời gian ngắn căn bản không dừng được. Tạo hóa tiên tử cùng công đức xà mỹ nhân Nhu Thuận dùng tay nhỏ các vịn Tống Thư Hàng đầu một bên, sau đó thân thể của các nàng cũng theo Tống Thư Hàng thân thể chấn động, giống điện giật đồng dạng run rẩy không ngừng. Hai vị tiên tử một mặt vui vẻ, chơi rất hay. Lại nói, ngươi còn không có thăng cấp hoàn tất sao? Tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối hỏi. Đã chấn thời gian rất lâu đi, thăng cái cấp cần thời gian dài như vậy sao? Hắn liền ăn 20 liên kích dưỡng đao thuật, chấn đều không Tống Thư Hàng lâu như vậy. Thân là một đầu hợp cách tâm ma, hắn trong lòng đều không công bằng, bắt đầu chấp hành tâm ma bản chức nghiệp công tác ghen ghét. Chân quân thập trọng thiên tiểu cảnh giới, ta đã một hơi phá tan rồi 1, 2, 3, 4 tầng thiên, trước mắt, đang hướng thứ 5 tầng thiên trùng kích. Tống Thư Hàng một bên run lấy. Một bên cho xích tiêu kiếm tiền bối truyền âm. Sở dĩ dùng truyền âm là bởi vì hắn không dám mở miệng nói chuyện, bởi vì hắn sợ há miệng ra, liền sẽ nhịn không được thoải mái kêu đi ra. Rất tổn hại hình tượng của hắn. Tâm ma xích tiêu kiếm sững sờ, nói, liền phá 4 tầng. Vọng thiên, ngươi còn chuẩn bị phá mấy tầng? Mặc dù biết Tống Thư Hàng 7 cái mệnh luân phi thường khoa trương, nhưng cái này hiệu quả mạnh vẫn là vượt xa khỏi tưởng tượng của nó. Tống Thư Hàng gia hỏa này bị rất sâu thánh nhân phụ thể về sau, liền thật sự muốn sâu tạc thiên rồi. Lục phẩm chân quân thập trọng thiên tiểu cảnh giới, tự cùng tên nó đồng dạng, là 10 tầng trời kết cấu. Chân quân nhóm tại linh hồ phía trên hóa ra mệnh luân về sau, mệnh luân sẽ xông lên phía trên kích, oanh mở, xâm nhập từng tầng thiên. Có thể nói, thập trọng thiên tiểu cảnh giới, là một cái thu hoạch cảnh giới ngũ phẩm lúc đánh xuống cơ sở càng mạnh. Tại cái này thập trọng thiên tiểu cảnh giới, liền có thể đi càng xa. Trước 4 trọng thiên là cơ sở,
đối ứng là tu sĩ nhất phẩm đến tứ phẩm dựng nên hạ căn, chỉ cần tấn thăng đến chân quân cảnh giới, cái này bốn trọng thiên kháo mài nước công phu cũng có thể hoàn thành. Nhưng vấn đề là, bình thường lục phẩm chân quân chỉ là mài trước đây tứ trọng thiên, cần thời gian đều theo năm qua tính. Tống Thư Hàng cái này dây lát mở bốn tầng, bình thường chân quân nghe được sẽ rơi lệ được không? Ghen ghét để cho ta sinh ra tâm ma Xích Tiêu kiếm tiền bối cắn răng nói. Tống Thư Hàng trong bóng tối, da đen Vũ Nhu Tử nổi lên, nghiêm túc nhắc nhở, nhưng là, tiền bối ngươi vốn chính là tâm ma. Tâm ma Xích Tiêu kiếm chớp chớp mũi kiếm, sửa lời nói, ghen ghét để cho ta mang thai sinh tiểu tâm ma. Tống Thư Hàng, tâm ma Xích Tiêu kiếm tiền bối giảng có lý có cứ, nhưng nó hiện tại thanh âm lại thanh lại giòn, hắn chứng chạc đàng hoàng trò chuyện mang thai cái đề tài này lúc, sẽ rất có hỉ cảm. Phốc Tống Thư Hàng đỉnh đầu sợ các chủ ngốc mau nhịn không được phát ra tiếng cười. Ta cảm giác, thể nội vận mệnh động lực còn rất đủ, hẳn là còn có thể tiếp tục phá vỡ 2-3 tầng thiên tới. Tống Thư Hàng đánh giá một chút, truyền âm nói. Chân quân thập trọng thiên thứ 5 trọng thiên lên, mới là phía trước đánh xuống cơ sở hiện ra hiệu quả thời điểm. Thứ 5 tầng thiên lên, liền đối ứng kim đan long văn số lượng. Một khỏa kim đan định đại đạo, kim đan long văn số lượng. Quyết định tu sĩ tương lai có thể đi ra bao xa. Bốn long văn cùng năm long văn cơ sở tấn thăng chân quân về sau, có thể xông vào năm tầng thiên. Nhưng bọn hắn cảnh giới sẽ dừng bước tại này, nếu như không có nghịch thiên kỳ ngộ, cả đời dừng bước tại chân quân cảnh giới. Sáu long văn cơ sở tu sĩ kim đan sau khi tấn thăng, có thể xông vào 6 tầng thiên. Đồng dạng, không nghịch thiên kỳ ngộ, bọn hắn không cách nào càng tiến một bước. Bất quá! Phổ thông tu sĩ tại đặt chân 6 tầng thiên về sau, liền có thể lựa chọn không còn tiếp tục trùng kích thập trọng thiên, mà là trực tiếp tiến vào chân quân cảnh giới kế tiếp tiểu cảnh giới thiên thượng hóa liên, ngưng tụ nguyên anh, bước vào thất phẩm tôn giả cảnh giới. Đây cũng là vì cái gì tu chân giới một mực đang truyền, chỉ có 6 long văn phía trên kim đan, mới có hy vọng tấn thăng thất phẩm nguyên nhân. Mà nếu muốn tiến thêm một bước, muốn nhân tiền hiển thánh, tấn thăng huyền thánh, thậm chí đặt chân kiếp tiên cảnh giới. Vậy liền cần thất long văn phía trên kim đan. Cửu Châu Nhất Hào Quần, tại Tống Thư Hàng gia nhập trước đó, toàn thể ngũ phẩm phía trên thành viên, toàn bộ là thất long văn phía trên kim đan cảnh giới. Nói cách khác, Cửu Châu Nhất Hào Quần mỗi một cái thành viên, đều có tấn thăng huyền thánh, đặt chân kiếp tiên tư chất, mỗi một cái đều là đại lão. Về sau, Tống Thư Hàng kém chút kéo quần bên trong các tiền bối chân sau. Nếu như lúc ấy không có bạch tiền bối xuất thủ cho hắn bổ vẽ long văn, Tống Thư Hàng cùng Vũ Nhu Tử sẽ cường lực kéo thấp Cửu Châu Nhất Hào Quần thành viên long văn số bình quân. Nếu như không muốn để cho tương lai của mình giới hạn trong tôn giả cảnh, vậy thì nhất định phải có được 7 long văn phía trên kim đan. Sau đó, tại chân quân thập trọng thiên cảnh giới lúc, trùng kích đến tầng cao hơn thiên, vì tương lai đánh xuống cơ sở. Chân quân thập trọng thiên thứ 7 tầng thiên lên. Là một cái mới chuyển hướng cùng đường ranh giới. Thứ 7 tầng thiên, có chút đặc thù. Muốn trùng kích cái này một tầng thiên, cần dựa vào cường đại bản mệnh pháp khí thêm thiên cương lực lượng. Mà lại, ít nhất phải là trung phẩm phía trên thiên cương chi lực tương trợ, phối hợp cường lực bản mệnh pháp khí, mới có thể phá vỡ cái này nhất trọng thiên. Sau đó, 8 tầng thiên đối ứng thất long văn, cảnh giới này lục phẩm chân quân. Đã có thể từ phổ thông 6 long văn cơ sở tấn thăng tôn giả trong tay thuận lợi bỏ chạy thực lực. 9 tầng thiên đối ứng 8 long văn, nỗ lực thì có thu hoạch. Đến 9 tầng thiên thiên tài chân quân, trên thực tế đã có được phổ thông tôn giả sức chiến đấu, chỉ là thiếu khuyết một số tôn giả cấp thủ đoạn, tỉ như chân thực huyễn tượng. Mà lại, trùng kích chân quân thập trọng thiên tầng thứ 9 độ khó, hoàn toàn không thua gì phổ thông 6 long văn cơ sở chân quân tấn thăng thất phẩm tôn giả độ khó. Có thể kiên trì đến một bước này, đã là tu chân giới đứng đầu nhất một nhóm kia thiên tài. 10 tầng thiên, đối ứng chí tôn xa hoa VIP Cửu Long Văn Kim Đan, có thể nói là chân quân bên trong xa hoa VIP. Viễn cổ thời đại, lục phẩm chân quân vượt cấp chạm thất phẩm tôn giả truyền thuyết, đại bộ phận đều là cấp bậc này VIP chân quân. Đây đều là thiên chi kiêu tử, chỉ cần không nửa đường chết hiểu, tấn thăng kiếp tiên cảnh giới cũng không khó khăn. Thậm chí những cái kia tương lai bước ra chính mình đạo, tấn thăng trường sinh giả đại lão, lúc tuổi còn trẻ, 8-9 phần 10 đều là loại này VIP chân quân. Không phải VIP như thế nào mạnh lên. Giống Hà Chỉ Ma Đế như thế, lấy 8 long văn cơ sở,
ngạnh sinh sinh đem bản thân giày vò thành một đời ma môn đại đế, là ví dụ bên trong ví dụ. Hà chỉ ma đế, kỳ thật rất đáng gờm. Trên thực tế tại một số cổ lão trong môn phái, hà chỉ ma đế một mực sống ở sách giáo khoa bên trong, dùng để cổ vũ đệ tử. Chấn lâu như vậy, thứ năm tầng thiên phá tan rồi không? Tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối lại lên tiếng hỏi. Mặc dù ghen ghét để nó muốn sinh tiểu tâm ma, nhưng vẫn là không nhịn được nghĩ biết Tống Thư Hàng tiến triển. Hồi tiền bối, ta đã phá vỡ thứ sáu tầng thiên, chuẩn bị trùng kích bảy tầng thiên. Tống Thư Hàng trả lời. Sau đó, hắn bây giờ đang cân nhắc một sự kiện. Hắn không phải có bảy cái tiểu linh hồn sao? Muốn hay không dùng bên trong một cái làm thí nghiệm, nhìn xem có thể hay không tại phá vỡ sáu tầng thiên về sau, trực tiếp tiến vào tiếp theo giai đoạn, thiên thượng hóa liên, ngưng tụ nguyên anh. Không khác, duy linh hồ nhiều ngươi. Mặc dù không có tiền, nhưng Tống Thư Hàng tại linh hồ phương diện này, cũng có vốn liếng có thể tùy hứng một lần. Hắn tự thân chủ yếu cảnh giới vẫn là muốn nhìn bản mệnh linh hồ, sở dĩ trên lý luận tới nói, tiểu linh hồ là có thể dùng để sung làm một lần vật thí nghiệm. Ngươi không phải mới vừa nói mới đột phá thứ tư tầng thiên sao? Tâm ma xích tiêu kiếm toàn thân cũng không được tự nhiên, nói một câu thời gian, ngươi một hơi liền đem năm, sáu hai tầng trời đều phá. Một lần thì lạ, hai lần thì quen, ba lần liền cháy nha. Tống Thư Hàng truyền âm trả lời, càng đi về phía sau, liền càng thuần thục, hiệu quả cũng liền càng cao. Cao cái rắm, tâm ma xích tiêu kiếm giận dỗi nói. Tiền bối không cần để ý những chi tiết này. Trên thực tế ta đột nhiên có một ý tưởng, các tiền bối cho ta tham mưu một chút. Tống Thư Hàng nói. Sau đó, hắn đem ý nghĩ của mình, thông qua truyền âm nhập mật thủ đoạn, cùng tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối, da đen vũ nhu tử, công đức xà mỹ nhân, tạo hóa tiên tử, sở các chủ, còn có hạch tâm thế giới bên trong quy tiền bối, miêu tả một lần. Tạo hóa tiên tử nghiêng đầu, hát nói, Tống A Đần. Không cứu nổi, chờ chết đi, cáo từ. Công đức xà mỹ nhân nói bổ sung. Hai vị tiên tử hiển nhiên không đồng ý Tống Thư Hàng đề nghị. Ta cảm thấy có thể thử một chút. Tâm ma xích tiêu kiếm đề nghị, thân là chính tông tâm ma, nó bản chức liền hẳn là e sợ cho thiên hạ bất loạn. Loại này đối Tống Thư Hàng không có ích, nhưng xem xét liền rất tốt chơi đề nghị, hắn đương nhiên là tán đồng. Da đen vũ nhu tử hơi suy nghĩ một chút, yếu ớt nói, Tống tiền bối, vẫn là từ bỏ đi. Luôn cảm giác dạng này rất lãng phí, mà lại tu sĩ mỗi tấn thăng một bước đều là vì bước kế tiếp đặt nền móng. Đã ngươi có bảy cái linh hồn, vì cái gì không đem cơ sở đánh tới tốt nhất? Ngươi thật là tâm ma sao? Tâm ma xích tiêu kiếm nghiêm túc hỏi. Mặc dù trước kia cũng cảm giác da đen vũ nhu tử rất không thích hợp, nhưng hôm nay hắn thật sự cảm giác da đen vũ nhu tử quả thực là tâm ma giới dị loại. Da đen vũ nhu tử. Sở các chủ thanh âm. Từ ngốc trên lông vang lên, như ngươi loại này lãng ngay cả mình đều dày vò tính cách. Không cứu nổi, tu hành không phải trò đùa, đừng làm rộn. Nàng trên người Tống Thư Hàng ngốc lâu về sau, càng phát ra cảm giác Tống Thư Hàng ra hỏa này, lãng lúc thức dậy, liền cùng tên kia giống như đúc. Sở tiền bối nói đúng, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu hắn cũng chính là đột nhiên muốn lãng một chút, có sở các chủ nhắc nhở về sau, hắn thành công phanh lại. Đang khi nói chuyện. Tống Thư Hàng thân thể chấn động hình thức chậm rãi ngừng lại. A, không run lên, ngươi sẽ không thật sự dùng một cái linh hồ làm thí nghiệm, ngưng tụ nguyên anh a. Tâm ma xích tiêu kiếm nghi hoặc hỏi. Tống Thư Hàng một mặt nét mặt cổ quái trả lời, tạp. Tạp trụ. Tâm ma xích tiêu kiếm mộng bức nói, a. Ta mệnh luân nhóm, đang trùng kích thứ bảy tầng thiên thời điểm, thẻ trong khe cửa. Tống Thư Hàng hình dung nói. Bảy tầng thiên tương đối đặc thù. Cần thiên cương bản mệnh pháp khí phối hợp trùng kích. Tống Thư Hàng bản mệnh pháp khí sâu không được, thiên cương lời nói hắn cũng chịu không ít kho thiên kiếp. Nhưng chẳng biết tại sao, mệnh luân tại bản mệnh pháp khí thiên cương chi lực phối hợp xuống trùng kích bảy tầng thiên lúc, kỳ quái kẹp lại. Sở các chủ nói, ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua trùng kích chân quân thập trọng thiên cảnh giới lúc, mệnh luân sẽ bị thẻ khe cửa. Có phải hay không là ta kho thiên kiếp ăn không đủ? Thiên cương chi lực hấp thu còn chưa đủ. Tống Thư Hàng suy tư nói. Mệnh luân cùng bản mệnh pháp khí phương diện, hắn khẳng định không có vấn đề, điểm ấy tự tin hắn vẫn phải có. Cái kia lớn nhất khả năng chính là thiên cương chi lực còn chưa đủ. Như vậy, hắn cần lại đi làm mấy cái 2 tấn 3 lôi kiếp tới, kho một chút,
bổ sung bên dưới dinh dưỡng cùng thiên cương chi lực. Cái này lúc, Sở Các Chủ cái kia dài 7 mét ngốc Mao Duyên vươn ra đến, trên người Tống Thư Hàng chọc chọc. Một lát sau, Sở Các Chủ trả lời, không chỉ có là thiên cương chi lực không đủ, thân thể của ngươi cũng đến cực hạn. Tống Thư Hàng thân thể, thế nhưng là chống đỡ Nho Gia Thánh Nhân chấp niệm bóng tối, cùng béo cầu đại lão hóa thân đại chiến một trận. Sau đó, mặc dù có Thánh Nhân còn sót lại năng lượng đối với hắn thân thể tiến hành tẩm bổ, nhưng Tống Thư Hàng thân thể, đã đạt tới cực hạn. Nói thật, hắn bây giờ còn có thể đứng đấy nói chuyện, không có bạo thể mà chết, phần lớn nguyên nhân là trong cơ thể hắn viên kia thánh huyết. Dừng lại đi, ngươi cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Sở Các Chủ nói. Nàng thậm chí hoài nghi nếu như bây giờ, tạo hóa tiên tử đem Tống Thư Hàng thể nội viên này thánh huyết thu hồi đi, Tống Thư Hàng vài phút liền nổ cho ngươi xem. Tống A ngốc 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 tạo hóa tiên tử hát nói. Đáng tiếc, Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng. Bất quá, nhân sinh chính là như vậy, người sống một đời không như ý sự tình 8-9 phần 10. Không cách nào thập toàn thập mỹ, mới là cuộc sống. Cái này gọi là không trọn vẹn mỹ. Dứt lời, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng đem đầu của mình đoan chính, sau đó chân hắn đạp hắc liên, hướng ngay từ đầu béo cầu đại lão hóa thân vị trí chỗ ở bước đi. Béo cầu đại lão cỗ này hóa thân, bị hắn phối hợp tán tài vương tọa khắc kim kích diệt, không biết có hay không đồ vật lưu lại. Tỷ như tuyệt đối sẽ không bị hủy diệt đồ vật. Tống Thư Hàng ánh mắt cùng thần thức quét sạch một vòng, không có cái gì hắn rất muốn nhất từ béo cầu đại lão trong tay thu hồi bất hủ chi cốt, không có bóng dáng. Chẳng lẽ, cỗ này hóa thân bên trong cũng không phải bất hủ chi cốt, mà là béo cầu đại lão tự chế phục chế phẩm. Tống Thư Hàng nhíu mày. Đây cũng không phải là tin tức tốt. Nó trình độ khoa học kỹ thuật đã đạt tới trình độ này. Nếu thật như thế, liền đại biểu cho chân chính bất hủ chi cốt, sẽ một mực tồn tại béo cầu đại lão bản thể cái kia. Mà béo cầu đại lão bản thể, một mực ở tại cửu u thế giới, muốn từ hắn trong tay chiếm lấy bất hủ chi cốt, coi như bạch tiền bối bản thể xuất mã, đều không nhất định có thể thành công. Mà béo cầu đại lão, có thể thông qua liên tục không ngừng chế tác bất hủ chi cốt nạp điện ao hãy phục chế phẩm, đem hóa thân đưa vào đến hiện thế gây sự. Sở tiền bối, Xích Tiêu kiếm tiền bối có cái gì phát hiện không? Tống Thư Hàng hỏi. Không có, Xích Tiêu kiếm đáp. Sở Các Chủ ngốc Mao đồng dạng lắc lắc. Đi, chúng ta trước từ chiến đấu không gian đi ra. Sau đó, ta phải lập tức tiến về bạch tiền bối tả liên thế giới nhìn xem bạch tiền bối xảy ra chuyện gì. Tống Thư Hàng nói. Béo cầu đại lão sự, hắn muốn cùng bạch tiền bối thương lượng một chút, nhìn xem có hay không ứng đối chi pháp. Dứt lời, hắn nhìn về phía tạo hóa tiên tử. Tạo hóa tiên tử nhẹ gật đầu, đưa tay tế ra thánh nhân chi nhãn. Thánh nhân chi nhãn có chút sáng lên, Tống Thư Hàng thân hình, từ chiến đấu không gian trung chuyển rời đi ra. Hắn còn không đứng vững đây. Này bá Tống ăn ta một pháo. Quy ba hét lớn một tiếng, một đạo bát phẩm cấp rùa giống pháo, hướng phía Tống Thư Hàng giận bắn mà tới. Tống Thư Hàng. Quá đột ngột, hắn thậm chí không có tới kịp tránh né. Quy tỷ tỷ ba nàng, chúng ta trước một giây còn là chiến hữu a, ngươi làm sao lại nhẫn tâm đối với ta bên dưới như thế độc thủ. Tống Thư Hàng rắn rắn chắc chắc bên trong một pháo. Sau một khắc, đột nhiên có một vật từ trên người hắn bay ra. Đáng chết, vật kia phát ra không cam lòng gầm rú. Đó là một khối như thủy ngân kim loại vật, chẳng biết lúc nào thiếp trên người Tống Thư Hàng, liền Sở Các Chủ đều không phát giác được sự tồn tại của nó. Kết quả, bị Quy tỷ tỷ ba nàng một kích rùa giống pháo oanh chúng. Đối với béo cầu đại lão tới nói, loại cảm giác này phi thường khó chịu. Rõ ràng hắn đã ẩn tàng tốt như vậy, không có chút nào sơ hở, từ mặt ngoài nhìn, hắn đã thành bá Tống thân thể một bộ phận, không phân khác biệt liền xem như bạch tên kia đứng ở bên cạnh, cũng tuyệt đối không cách nào phát hiện hiện tại hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác lúc này, phía dưới cái này ngốc rùa, đột nhiên đối bá Tống phun khẩu pháo, mà lại còn là bát phẩm cấp bậc công kích. Bây giờ, vô cùng yếu ớt béo cầu đại lão, tự cùng bá Tống cùng một chỗ trúng chiêu. Đây là hắn lần thứ hai tại tai nạn cự quy trong tay nín nhịn. Một hồi trước, bá Tống lợi dụng vân tước tử linh kiện công năng, dẫn tới tai nạn cự quy, thành công từ hắn trong tay ngạnh sinh sinh đào tẩu. Lần này, lại bị rùa pháo phá hủy kế hoạch của nó. Cái này tai nạn cự quy cùng hắn bát tự tương xung.
Tống Thư Hàng phát ra một đợt tiếng kêu thảm thiết, lần này công đức xà mỹ nhân không đoạt lời kịch. Bởi vì thân là công đức chi thân, nàng tại Tống Thư Hàng chịu đến đột nhiên tập kích thời điểm, liền lách mình xuất hiện, thay Tống Thư Hàng cản pháo, sau đó bị tạc cái vỡ nát. Vỡ nát trạng thái nàng, phục sinh phải cần một khoảng thời gian. Pháo kích bạo tạc đem Tống Thư Hàng thân thể thôn phệ, như là sán lạn khói lửa. Ba Tống, cái này một pháo là thay ta nữ nhi nổ ngươi. Cái này một pháo chỉ có bát phẩm uy lực, chúng ta một pháo mẫn ân cừu. Quy tỷ tỷ ba nàng lớn tiếng nói. Giống xong, nó long thủ xoái khí bãi xuống, mở ra không gian thông đạo, biến mất không thấy gì nữa. Cái này một pháo hắn đã miệng hạ lưu tình, bát phẩm rùa giống pháo đối bát phẩm cảnh giới bá Tống huyền thánh, sẽ không tạo thành thương tổn quá lớn dù là bá Tống hào là suy yếu trạng thái, cũng sẽ không tạo thành vết thương chí mạng. Uy lực của nó nắm phi thường tốt. Cứ như vậy, hắn cho mình nữ nhi bảo bối cũng có cái bàn giao. Quy ba bản thân cảm giác đã làm hoàn mỹ. Phía dưới, Bạch Hạc chân quân khóe miệng giật một cái, nói, bát phẩm pháo kích. Không ổn a, Bạch tiền bối phân thân vuốt vuốt mi tâm, không phải là ta trước đó chứng trạc đàng hoàng nói hưu nói vượn nổi a. Tô thị A thập lục vội vàng ngự lên bảo đao, trốn tới bạo tạc vị trí lao đi. Bạch Long tỷ tỷ thân hình cuốn một cái, đưa nàng thân hình bảo hộ. Có Bạch Long tỷ tỷ hộ thân, không cần lo lắng cái kia uy lực nổ tung sẽ ảnh hưởng đến Tô thị A thập lục. Bạch tiền bối phân thân đồng dạng thả người nhảy lên, bắt lấy Bạch Long móng vuốt hắn hiện tại ở vào tiết kiệm năng lượng trạng thái, năng lượng phương diện có thể bớt thì bớt. Tâm ma động bên trong. Âm ảnh lãnh chúa tiền bối biến xuất thủ cánh tay cùng cái cằm, nhéo nhéo bản thân cái cằm, quả nhiên có vấn đề a. Bá Tống chân thực cảnh giới, so với hắn tưởng tượng muốn giòn. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu tiếp xúc bá Tống đạo hữu lúc, hắn liền ẩn ẩn phát giác ra. Bất quá bá Tống trên người đạo hữu ba cái thánh hào phi thường lóa mắt, tăng thêm bá Tống đạo hữu chiến tích biêu hãn, sở dĩ hắn cũng không có hướng chỗ sâu đi vang. Sửa đổi vừa rồi quy ba cái này một pháo, để âm ảnh lãnh chúa xác định bá Tống đạo hữu cảnh giới, tuyệt đối chú qua nước. Trên bầu trời, pháo kích bạo tạc dần dần lắng lại. Tô thị A thập lục cùng Bạch Long tỷ tỷ, Bạch tiền bối phân thân sắp tới gần khu vực nổ. A thập lục, các ngươi đừng tới đây. Tống Thư Hàng hư nhược thanh âm truyền ra, cẩn thận chớ bị phụ thể. Vừa rồi chắc lần này rùa giống pháo, suýt chút nữa thì cái mạng nhỏ của hắn. Nhưng cũng cứu được hắn một mạng. Lần này cần là có thể còn sống sót, hắn đến tìm cơ hội hướng Quy Ba cảm tạ một pháo tri ân. Nếu không phải Quy Ba đột nhiên xuất hiện một pháo, hắn liền không khả năng phát hiện béo cầu đại lão hóa thân vẫn còn có một bộ phận, giấu ở trên người hắn. Béo cầu đại lão bảo mệnh năng lực cùng bản thân năng lực tái sinh quá kinh khủng năm đó thánh nhân, chính là đổ vào nó tự lành năng lực cùng năng lực tái sinh phía dưới. Nếu như bị béo cầu đại lão phụ thân, cũng cho hắn thời gian khôi phục trạng thái lời nói, hắn chỉ ít có 1000 loại phương pháp để Tống Thư Hàng thần hình câu diệt. Liền đọc đầu phục sinh cơ hội cũng sẽ không có cái chủng loại kia. Cái này nhưng so sánh tại rùa pháo bên dưới chết một lần còn kinh khủng hơn nhiều. Dù sao, chết ở rùa pháo bên dưới còn có thể trọng sinh về Hắc Long thế giới. Da đen vũ nhu tử kêu lên, Tống tiền bối, thừa dịp hắn bệnh, muốn hắn mệnh. Đừng cho hắn có cơ hội khôi phục, tâm ma xích tiêu kiếm gọi giống vậy nói. Sở các chủ nói bổ sung, ta không còn khí lực, dựa vào ngươi bản thân. Dư âm nổ mạnh bên trong, Tống Thư Hàng mái tóc đen dài, khoác vẩy lên người. Đây là sở các chủ mái tóc, mặc dù nàng đã không dư thừa khí lực, bất quá rùa pháo cũng chỉ có bát phẩm uy lực, sở các chủ trực tiếp đem tóc của mình vung ra, trở thành Tống Thư Hàng phòng ngự. Đang khi nói chuyện, sở các chủ mái tóc thu về. Tống Thư Hàng đã bộc phát toàn bộ lực lượng, hung hăng một chưởng cắt về phía khối kia như thủy ngân kim loại vật. Đồng thời, trong miệng hắn lớn tiếng gào thét. Thánh quang A, cái kia tà ác nhìn đáng giá một chiến. Thánh quang kiếm thuật thức thứ nhất, thánh quang chảm ác kiếm. Bộ kiếm thuật này kiếm quyết có được chú văn môn linh bản thân thôi miên công hiệu. Thi triển kiếm thuật lúc, gầm rú càng vang dội, kiếm thuật bên trong thánh quang chi lực liền sẽ càng cường đại. Tống Thư Hàng lấy tay thay kiếm thi triển một chiêu này. Đồng thời, tay phải hắn thượng nghịch kình võ sĩ quyền sáo bên trong, dung hợp mọc ra mắt tinh cầu thánh quang thuộc tính toàn lực bạo tạc. Từ bạch tiền bối nơi đó hắn giải được,
Cửu U Chúa Tể phi thường chán ghét Thánh Quang cùng Nho Gia chính khí loại hình đặc thù năng lượng. Thánh Quang gián mặt, đối Cửu U Chúa Tể thân, tâm đều sẽ tạo thành tổn thương. Tại lấy trường thi triển Thánh Quang kiếm thuật đồng thời, Tống Thư Hàng Nho Gia kim cương thân hiệu quả toàn bộ triển khai. Bởi vì lần này tấn cấp mấy cái tiểu cảnh giới, thánh viên số lượng đã một hơi đạt đến 66 con. Mà lại, mơ hồ trong đó Tống Thư Hàng sau lưng còn có 500 con trong suốt thánh viên còn không triệt để tiêu tán, đây là trước đó Nho Gia thánh nhân triệu hoán đi ra trong suốt thánh viên. Thánh nhân lực lượng sau khi biến mất, bọn chúng cũng bắt đầu tiêu tán. Nguyên bản mấy ngàn con trong suốt thánh viên, hiện tại tiêu tán đến chỉ còn 500 con. Theo thời gian trôi qua, những thứ này trong suốt thánh viên sẽ còn tiếp tục biến mất. Nhưng ít ra, hiện tại bọn chúng có thể gia trì Tống Thư Hàng lực lượng cùng Nho Gia chính khí cường độ. Nho Gia chính khí phối hợp với Thánh Quang Trảm Ác Kiếm. Cực kỳ suy yếu điểm béo cầu đại lão hóa thân, thật vất vả chống nổi bát phẩm rùa pháo, liền bị Tống Thư Hàng Thánh Quang một trường gián mặt. Thánh nhân sức mạnh còn sót lại cường hóa chính khí mọc ra mắt tinh cầu đại lão phẩm chất cao Thánh Quang, 2:1. Béo cầu đại lão thể xác tinh thần, nhận lấy thuyền đắm tai nạn tổn thương. Hắn cái kia như thủy ngân thân thể lại rút nhỏ một điểm. Nhưng rất nhanh, tại hắn cường đại tự lành năng lực bên dưới, điểm ấy tổn thương lại khôi phục trở về. Thánh Quang Trảm Ác Kiếm, Tống Thư Hàng tay phải điên cuồng tổn thương béo cầu đại lão hóa thân thể tàn phế thể xác tinh thần. Thể nội 7 loại mệnh luân được triệu hoán đi ra, toàn lực công kích. Đồng thời hắn tay trái cũng không có nhàn rỗi. Trường tâm lôi, kim cương thần phạt đại thủ ấn, tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công cự kình thiên cơ sở quyền pháp cự kình phun ra, kim cương phục ma quyền, phần thiên hỏa diễm đao. Tống Thư Hàng đem bản thân hội tất cả kỹ năng, một mạch đập đi lên. Đấm vào, không cẩn thận, tay hắn trượt đi. Một phát dưỡng đao thuật không cẩn thận lẫn vào công kích liệt biểu. Béo cầu đại lão hóa thân đột nhiên kịch liệt run rẩy lên, phát ra hoảng sợ tiếng kêu. Béo cầu đại lão tiếng kêu, là trong thống khổ mang theo hoảng sợ tiếng kêu. Hắn tuyệt đối không phải đang hưởng thụ dưỡng đao thuật. Rõ ràng đối tất cả mọi người hoặc vật tới nói, đều là đại bảo kiếm. Xoa bóp dưỡng đao thuật, đối béo cầu đại lão tới nói lại giống kịch độc đồng dạng. Hắn thật không phải là đang diễn trò lừa gạt dưỡng đao thuật. Không chỉ có như thế, theo dưỡng đao thuật lực lượng dung nhập nó hóa thân thể tàn phế thời điểm, trong cơ thể nó chỗ sâu ẩn tàng một vật, bị kích hoạt, bắt đầu tiến vào hưng phấn trạng thái. Béo cầu đại lão hóa thân bắt đầu không cách nào kiềm chế vật kia. Sở dĩ, hắn bắt đầu hoảng sợ. Tiếp tục dùng dưỡng đao thuật, đừng có ngừng. Sở các chủ tóc dài thu hồi về sau, chỉ lưu một cây ngốc mao chú ý tình huống ngoại giới. Thông qua căn này ngốc mao, nàng trước tiên cảm ứng được chín cương chúa tể béo cầu đại lão, đối dưỡng đao thuật không thích ứng, còn có trong cơ thể nó tựa hồ có phong ấn chi vật, muốn bị dưỡng đao thuật câu dẫn đi ra. Lúc này, đương nhiên phải thừa dịp thế truy kích. Nghe được sở các chủ nhắc nhở, Tống Thư Hàng không chút do dự chính là dưỡng đao thuật 30 liền. Dưỡng đao thuật hào quang, chiếu sáng béo cầu đại lão hóa thân. Lúc này, quỷ ba cái kia một phát rùa giống pháo bạo tạc triệt để tiêu tán. Tô Thị A Thập Lục, Bạch Tiền Bối phân thân, Bạch Long tỷ tỷ ba người, thấy được một cái không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung hình ảnh. Tại các nàng phía trước, Tống Thư Hàng hai tay nắm lấy một khối thủy ngân kim loại vật thể, hắn hai cánh tay, đều đang phát tán ra quang mang chói mắt. Tay phải là thánh quang. Tay trái là dưỡng đao thuật hào quang. Đáng nhắc tới chính là, dưỡng đao thuật thi triển thời điểm, có một cái quá trình, cái kia chính là tay muốn hoạt động. Tống Thư Hàng hai tay, quang mang không ngừng lập lòe, không ngừng hoạt động. Trong lòng bàn tay, khối kia thủy ngân kim loại vật không ngừng phát ra tiếng kêu thảm. Sau lưng, 66 con thánh viên gần 500 con trong suốt thánh viên, lật ra trong tay kinh thư, dọn xong tư thế, chuẩn bị tiến vào thánh viên sướng ca ban khâu. Hình ảnh vô cùng quỷ xúc. Không tốt, là cái kia Thư Hàng trong miệng béo cầu đại lão, cùng thánh nhân đối kháng cái kia. Bạch Long tỷ tỷ nhắc nhở. Tại Tống Thư Hàng cái kia đáng sợ khắc kim nhất kích bên dưới, vị này béo cầu đại lão lại còn không chết. Béo cầu đại lão tiếng kêu thảm thiết, tê tâm liệt phế. Hắn thậm chí ngay cả chạy trốn lực lượng đều không có. Dưỡng đao thuật mang cho hắn thống khổ đồng thời, còn để nó càng thêm suy yếu. 100 liên,
Tống Thư Hàng gầm rú nói. Tay trái của hắn, liên tục hoạt động, tiến vào tốc độ siêu âm giai đoạn, tay trái đã trượt ra vô số tàn ảnh. Đây là Tống Thư Hàng lần thứ nhất trong thời gian ngắn như vậy, điên cuồng bộc phát nhiều lần như vậy dưỡng đao thuật. Quen tay hay việc. Trong lúc mơ hồ, Tống Thư Hàng cảm giác mình đối dưỡng đao thuật lý giải, đều càng lên hơn một tầng lầu. Dưỡng đao thuật trọng yếu nhất chính là đối đao yêu. Nhưng là, hắn đối béo cầu đại lão yêu không nổi. Có lẽ chính là bởi vì đây là không có dung nhập yêu dưỡng đao thuật, mới có thể khiến béo cầu đại lão thống khổ như vậy. Bất kể như thế nào, chỉ cần hữu hiệu quả như vậy đủ rồi. Ba tống béo cầu đại lão hóa thân, phát ra nguyền rủa tiếng kêu. Giờ khắc này, Tống Thư Hàng tại trong lòng của nó, chán ghét trình độ nâng lên đến bạch phía trên. Kêu xong về sau, béo cầu đại lão hóa thân thể rách ra ra. Trong đó, có một trắng noãn trong suốt chi vật, vui sướng bật đi ra. Ong ong ong, Tống Thư Hàng còn sót lại dưỡng đao thuật toàn bộ rơi vào khối này trắng noãn trong suốt chi vật trên người. Cái kia trắng noãn trong suốt chi vật, càng thêm vui sướng. Bất hủ chi cốt, Tống Thư Hàng lập tức liền nhận ra trong tay bảo vật này. Không sai, chính là hắn. Hơn nữa thoạt nhìn, lần này hẳn là chính phẩm. Tống Thư Hàng không chút do dự, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền đem bất hủ chi cốt chuyển rời đến bản thân hạch tâm thế giới bên trong. Mau bỏ đi, đồng thời, Tống Thư Hàng đối Tô Thị A Thập Lục, Bạch Tiền Bối cùng Bạch Long tỉ tỉ hét lớn. Gầm rú thời khắc, bàn tay của hắn đối béo cầu đại lão hóa thân ném đi cuối cùng một phát dưỡng đao thuật, thân hình nhanh chóng tránh lui. Đã mất đi bất hủ chi cốt cửu u chúa tể, trần trụi bại lộ tại hiện thế. Như vậy nghênh đón nó, là được, thiên phạt. Oanh! Nho ra trên bầu trời, có đen kịt kiếp vân hiển hiện. Cùng tu sĩ thiên kiếp kiếp vân tương tự, nhưng lại càng lãnh khốc hơn. Thiên kiếp vô tình, nhưng dù sao ẩn chứa một chút hy vọng sống. Từ xưa đến nay, dù cho độ kiếp thất bại, nhưng vẫn là sẽ có tu sĩ sống sót. Mà thiên phạt phía dưới, thập tử vô sinh. Lần này thiên phạt càng là nhằm vào cửu u chúa tể cấp bậc, là mạnh nhất thiên phạt. Thiên phạt chi lôi, ầm vang hạ xuống, khóa chặt béo cầu đại lão hóa thân. Gõ ngươi, béo cầu đại lão chỉ lên trời gầm thét. Sau một khắc, thân thể của nó liền bị thiên phạt chi lôi bao phủ. Cường đại tự lành, kinh khủng năng lực tái sinh, vô số thoát thân thủ đoạn, tại thiên phạt chi lôi bên dưới không có một tia hiệu quả. Béo cầu đại lão hóa thân cái kia như thủy ngân thân thể, tại thiên phạt chi lôi bên dưới, trực tiếp bị bốc hơi, triệt để hủy diệt. Lớn nhất nguy cơ, rốt cục triệt để giải trừ. Cửu U thế giới. Béo cầu đại lão tổ mới. Tại tấm kia khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần trên vương tọa, một đầu bằng phẳng thể lỏng quả cầu kim loại, thật vất vả khôi phục lại. Thủy ngân trạng hình cầu, run rẩy không ngừng lấy, chấn động, thật vất vả lần nữa khôi phục thành hình cầu. Béo cầu đại lão bản thể, cũng nhận hóa thân ảnh hưởng, bị hung ác xoát dưỡng đao thuật. Một mực tại nó hóa thân thật vất vả bị thiên phạt hủy diệt về sau, bản thể của nó mới chậm rãi khôi phục lại. Trên vương tọa, béo cầu đại lão phình lên thân thể, lâm vào dài rằng giặc trầm mặc. Tại trước mặt của nó, mấy cái kia hình chiếu trên màn hình, còn tại tiếp sóng lấy hình ảnh. Tà liên thế giới cổng, cửu u bạch vẫn không có động tác. Hiện thế nho ra hình ảnh bên trong, nho ra trên dưới, tựa hồ tại gieo hò. Cười lạnh, gieo hò, chết đi, béo cầu đại lão chầm chầm vào hình ảnh bên trong bá tống. Bá tống hai tay, ấn tại nó hóa thân bên trên, lại là thánh quang gián mặt, lại là thi triển cái kia quỷ dị pháp thuật. Lại thêm bá tống trước đó, bị nó hóa thân phụ thể qua. Nói cách khác, hiện tại bá tống, toàn thân cao thấp, đều là mùi vị của nó, tràn đầy khí tức của nó. Thiên phạt phía dưới, nó hóa thân chết rồi. Bá tống, cũng đừng hòng sống. Béo cầu đại lão cầu trên người, hiển hiện số đối với con mắt, một mực chằm chằm vào màn hình. Hắn muốn nhìn. Hắn muốn chằm chằm vào cái này màn hình, tận mắt thấy bá tống tại thiên phạt bên dưới hôi phi yên diệt. Tuyệt vọng đi, kêu thảm đi, bá tống. Sau đó, tại trong tuyệt vọng chết đi. Nho ra thế giới. Trên bầu trời, thiên phạt kiếp lôi tại một hơi đem béo cầu hóa thân oanh sát về sau, cũng không có tán đi. Kiếp vân lần nữa ngưng tụ. Tống Thư Hàng tâm can nhảy một cái. Hắn cứng ngắc ngẩng đầu lên, nhìn về phía hư không. Bị khóa định,
hắn, bị thiên phạt kiếp vân khóa kín. Gõ ngươi, Tống Thư Hàng đối bầu trời gầm rú nói. Đồng thời, hắn thật nhanh đem ra đen vũ nhu tử, tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối cùng tạo hóa tiên tử đều ném ra ngoài. Bạch tiền bối, Tống Thư Hàng lớn tiếng kêu lên. Ta tới, không tốt, bạch tiền bối hóa thân, đột nhiên bắt đầu tiêu tán. Thân thể của hắn biến dần dần trong suốt, hóa thành một hạt hạt điểm sáng, tan theo gió. Bạch tiền bối lại nhưng biến mất. Tống Thư Hàng nội tâm vô cùng gấp. Hắn nghìn tính vạn tính, cũng tuyệt đối không nghĩ tới bạch tiền bối phân thân lại ở trong chớp nhoáng này biến mất không thấy gì nữa. Bạch tiền bối phân thân tồn tại ý nghĩa lớn nhất, chính là khí vận biểu tượng, tương đương với một quốc gia long mạch. Hắn biến mất, liền đại biểu cho nữ thần may mắn chính vô tình quay người rời đi. Bạch Long tỷ tỷ, Bạch Hạc tiền bối, Thập Lục, không thời gian giải thích, mau giết ta. Tống Thư Hàng lớn tiếng kêu lên. Thiên phạt phía dưới, thập tử vô sinh. Chính diện đối thiên phạt. Đó căn bản không thực tế. Coi như có thể ngăn được một hai làn sóng thiên phạt. Nhưng thiên phạt sẽ vĩnh viễn không ngừng nghỉ, không ngừng cường hóa, thẳng đến đem mục tiêu đánh chết mới thôi. Mà lại, nơi này cũng không phải Hắc Long thế giới. Thiên phạt sẽ không bởi vì vượt giới chấp pháp mà chịu đến suy yếu. Tại hiện thế thiên phạt, sẽ trực tiếp tuôn ra kinh khủng nhất uy năng. Đến lúc đó, thần hình câu diệt, liền phục sinh thủ đoạn cũng vô pháp sử dụng, liền thật sự mát thấu. Trước mắt mà nói, đối mặt thiên phạt lựa chọn chính xác nhất chính là mình trước giết chết bản thân, sau đó đọc đầu phục sinh đi. Một khi tại thiên phạt giáng lâm trước đó, mục tiêu đã tử vong, thiên phạt tự nhiên sẽ tiêu tán không thấy. Bạch Hạc chân quân đối thiên phạt tính chất có hiểu biết, vừa nghe đến Tống Thư Hàng lời nói lúc, lập tức lý giải tới hắn biết Tống Thư Hàng trên người có phục sinh thủ đoạn. Ngoan ngoãn đứng ngay ngắn không nên chống cự, Thư Hàng. Bạch Hạc chân quân xuất thủ. Khổng lồ thánh quang bao phủ thân thể của nó. Một mực đến nay, Bạch Hạc chân quân đều trà trộn tại Tây Phương giới tu luyện, Tống Thư Hàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn nghiêm túc xuất thủ công kích. Tại Bạch Hạc chân quân sau lưng, có hai tôn nữ tính thiên sứ huyễn tượng hiển hiện. Các nàng đưa tay nâng Bạch Hạc chân quân bàn tay. Một thanh thánh quang cùng lôi đình hỗn hợp thẩm phán chi thương, xuất hiện tại Bạch Hạc chân quân lòng bàn tay, theo hắn vung tay lên một cái, giận bắn về phía Tống Thư Hàng. Một kích này uy lực, phi thường khủng bố, viễn siêu chân quân cấp bậc uy năng. Đơn thuần từ lực công kích đến xem, đã đặt chân thất phẩm tôn giả lĩnh vực uy lực. Bạch Hạc chân quân tại chân quân thập trọng thiên tiểu cảnh giới bên trên, chỉ ít bước ra tầng thứ 8 trở lên. Mà lại, trên người nó còn có viễn cổ thần thú huyết mạch lực lượng sẽ cường hóa pháp thuật hiệu quả. Tới đi, không muốn thương tiếc ta, chờ ta đọc đầu phục sinh trở về, lại là đầu hảo hán. Tống Thư Hàng kêu lên, đang khi nói chuyện, khóe mắt của hắn liếc qua Tô Thị A Thập Lục. Hắn lời này, là vì để A Thập Lục cùng người không biết chuyện, có thể an tâm một số. Bên cạnh, Tô Thị A Thập Lục đưa tay cầm đao. Rõ ràng là nguy cơ sinh tử, gặp phải bước kế tiếp là tử vong, nhưng Tống Thư Hàng loại kia bình tĩnh, đối mặt tử vong phi thường có kinh nghiệm dáng vẻ. Để cho nàng hơi thoáng an tâm một chút. Thánh quang cùng lôi đình chi thương đánh vào Tống Thư Hàng ngực. Ở đây thánh quang lôi đình chi thương kích bên trong tự thân trước đó, Tống Thư Hàng đã nhanh chóng đem bản thân tất cả phòng ngự đều triệt tiêu. Càng đem trên người mình trang bị đều ném vào đến hạch tâm thế giới bên trong. Cầu chết, nhưng cầu chết dễ dàng một chút, đừng như vậy thống khổ. Thánh quang lôi đình chi thương ở trên người hắn nổ tung. Tống Thư Hàng thân thể bị đánh bay ra ngoài. Nhưng là, đầu của hắn không bay đi. Thắt ở trên cổ hắn đầu kia, đem hắn đầu cùng thân thể kết nối bạch tiền bối khăn lụa, đột nhiên buông lỏng ra. Cứ như vậy. Tống Thư Hàng thân thể bị thánh quang lôi đình chi thương ghim, hiện lên thẳng tắp hướng phương xa rơi xuống. Tống Thư Hàng đầu, trôi lơ lửng trên không trung, một mặt mộng bức. Ta, đã chết rồi sao? Tống Thư Hàng hỏi. Kỳ thật, không cần người khác trả lời, hắn đã biết, bản thân khẳng định là không chết thành. Bạch Long tỷ tỷ, hắn lại đối Bạch Long tiền bối kêu lên. Nhanh bổ đao, không còn kịp rồi, thiên phạt liền muốn rơi xuống. Trên thực tế, Bạch Long tỷ tỷ tại Tống Thư Hàng kêu to trước đó liền ra chảo. Một đạo long tức từ trong miệng nàng phun ra cùng quy ba long tức khác biệt, Bạch Long tỷ tỷ long tức bên trong không mang theo chất dẫn cháy nước bọt, là rất thuần túy long tức. Đạo này long tức,
sát Tống Thư Hàng đầu mà qua, truy kích, đánh vào Tống Thư Hàng bị đánh bay trên thân thể. Bạch Long tỷ tỷ là lo lắng Bạch Hạc chân quân công kích, lập tức giết không chết Tống Thư Hàng, sở dĩ tại Bạch Hạc xuất thủ trong nháy mắt, nàng liền xuất thủ bổ đao. Nhưng người nào cũng không có nghĩ đến, Tống Thư Hàng đầu cùng thân thể phân ra. Còn muốn bổ đao đã muộn một cái chớp mắt. Thiên phạt chi lực, ầm vang hạ xuống. Cái này một đợt thiên phạt uy năng, so với thượng một đợt đến còn phải cường đại một bậc. Phù này hợp thiên phạt đặc tính, một đợt mạnh hơn một đợt. Thiên phạt chi lực hóa thành lôi long, ẩn chứa trong đó hủy diệt vạn vật, triệt để gạt bỏ uy năng. Sau một khắc, thiên phạt lôi long oanh trúng Tống Thư Hàng thân thể, nổ tung. Tống Thư Hàng thân thể, bị tạc thành một đoàn gạch men trạng sự vật. Nhưng thiên phạt lôi long công kích còn không kết thúc. Hắn cúi đầu đem gạch men Tống Thư Hàng thân thể điêu lên, nghịch trùng thiên không. Mà trên bầu trời, lại có một đầu thiên phạt lôi long hiển hiện, hắn cúi đầu thẳng tắp oanh kích xuống. Hai đạo lôi phạt chi long tốc độ càng lúc càng nhanh, hoàn toàn không phanh lại. Ầm, hai đầu thiên phạt lôi long, đánh tới cùng một chỗ. Song long va chạm, uy lực cũng không phải một đơn giản như vậy. Kinh khủng thiên phạt chi lực, trực tiếp đem nho ra phía trên không gian vặn vẹo, không gian sụp đổ dị tượng, trên bầu trời nho ra hiển hiện. Lại có hỏa vũ, điện cô các loại thiên tai từ cái kia vặn vẹo dị tượng không gian bên trong hạ xuống. Một mực tại bên trên lái thay đại thúc trước tiên xuất thủ, đem những này thiên tai toàn bộ ngăn lại, phòng ngừa nho ra bị triệt để phá hư. Mà Tống Thư Hàng đã biến thành gạch men thân thể, triệt để chôn vùi, không có cái gì lưu lại. Cửu U thế giới, béo cầu đại lão mới tổ. Béo cầu đại lão trên thân thể số đối với con mắt, một mực chằm chằm vào song long va chạm hình ảnh. Tại tận mắt thấy bá Tống thân thể bị triệt để hủy diệt về sau, hắn rốt cục thỏa mãn. Chết! Bá Tống rốt cục chết rồi. Mà lại, là chết ở thiên phạt phía dưới, không thể tự sát thành công. Nói cách khác, từ giờ khắc này, bá Tống huyền thánh, đã trở thành quá khứ, trở thành lịch sử. Cái này lệnh cầu chán ghét con chuột nhỏ, đem sẽ không bao giờ lại xuất hiện tại trước mặt nó. Béo cầu đại lão thể xác tinh thần vui vẻ. Đồng thời, nho ra trực tiếp hình ảnh cũng dần dần mơ hồ, biến mất không thấy gì nữa bởi vì hắn lực lượng cuối cùng, đính vào bá Tống nhục thân thượng khí tức, cũng tại thiên phạt bên trong bị triệt để vỡ nát. Không có những lực lượng này làm môi giới, hắn tự nhiên không cách nào lại nhìn thấy hiện thế hình ảnh. Hiện thế, nho ra. Tống Thư Hàng cắn chặt răng, mắt hổ hiện nước mắt. Một lát sau, to như hạt đậu nước mắt từ hắn trong hốc mắt chảy ra. Nhục thân bị oanh thành gạch men, lại bị thiên phạt lôi long cắn đánh thành phấn vụn thống khổ, lại một lần nữa đổi mới Tống Thư Hàng nhẫn nại thống khổ hạn mức cao nhất. Thiên phạt bên trong cái kia hủy diệt lực lượng, xâm nhập nhục thân lúc, không chỉ là vỡ nát nhục thân đơn giản như vậy, loại thống khổ này càng tác dụng ở trên linh hồn. Đây là pháp tắc cấp độ tổn thương. Tô Thị A Thập Lục tiến lên, ôm lấy Tống Thư Hàng đầu. Nghĩ nghĩ về sau, nàng đem bản thân bảo đao vỏ đao lấy ra, đưa tới Tống Thư Hàng bên miệng, muốn cắn lấy sao. Tống Thư Hàng chết lặng há mồm. Tô Thị A Thập Lục đem vỏ đao nằm ngang ở bên miệng hắn, Tống Thư Hàng đau cắn một cái bên dưới, lệ rơi không ngừng. Một bên khác, tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối, da đen vũ nhu tử cùng tạo hóa tiên tử, tại xác định thiên phạt chi lôi kết thúc, mới chậm rãi tới gần.